Chế tạo hào môn, chương 176, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải nhìn xung quanh, trong phòng mặc dù có đèn, nhưng cửa sổ cũng bị đóng kín. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, từ bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài, khiến cho anh hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào. Điều chắc chắn duy nhất là nơi này rất cũ kỹ, bởi đồ đạc trong nhà và kết cấu tường, kể cả những thanh xà bằng gỗ kiểu cổ ở trên đầu, hoàn toàn cho thấy đây là một ngôi nhà nông thôn có lịch sử ít nhất là 30 hoặc 40 năm. Ngoại trừ tên đàn ông đầu trọc, ở trước mặt còn có 4 nam tên khác đang ngồi hoặc đứng trong phòng, cởi trần để lộ hình xăm. Đánh giá qua sự táo bạo của bọn chúng, Hoắc Khải nhận định rằng nơi này chắc chắn là một nơi rất hẻo lánh, không người qua lại, ngay cả khi anh có hét lên khàn cả cổ họng cũng khó có thể nhờ ai giúp đỡ. Có thể là do bộ dạng bình tĩnh quá mức của Hoắc Khải khiến cho tên đầu trọc có chút khó chịu, hắn liền trực tiếp tát anh một cái. Nhìn cái gì, không nghe thấy tao đang nói chuyện với mày hả? Mặt đau như lửa đốt, Hoắc Khải liếm phần lợi đã bị chảy máu một chút, sau đó anh nhìn tên đầu chọc nói, nấu tôi hỏi ai xúi giục anh chắc chắn không thể nói được, vì vậy tôi muốn hỏi anh, 10 triệu có đủ để tôi đi không? Tên đầu chọc không ngờ rằng Hoắc Khải sau khi tỉnh, lại sẽ nói những lời này đầu tiên, điều này khiến cho hắn cảm thấy hơi sững sờ, nhưng trong mắt đã thoáng qua vẻ vui mừng, mặc dù đi theo anh dễ làm ăn cũng có thể kiếm được không ít tiền, nhưng dù sao thì cũng chỉ là người làm công, một năm kiếm được chừng 800 ngàn cũng là quá nhiều rồi, 10 triệu, bao nhiêu năm mới kiếm được đủ số đó, chứ, tên đàn ông đầu chọc này chính là Đồng Hải Lượng mà. Thư ký của Hoắc Tích Nguyên nhắc đến, nếu như người xúi giục hắn là người khác, có lẽ Đồng Hải Lượng đã thả Hoắc Khải ra với giá 10 triệu, nhưng, nghĩ đến thế lực của nhà họ Hoắc, Đồng Hải Lượng đã sáng suốt lựa chọn, nên liền tát Hoắc Khải một cái nữa. Mày có bị ngu không hả? Mày nghĩ mấy ông đây đang bắt cóc mày chắc? Mặc dù hắn đã tỏ vẻ như coi tiền là rác, nhưng Hoắc Khải nhạy bén đã nắm bắt được nét kỳ lạ trong mắt của Đồng Hải Lượng trước đó, ánh mắt đó nói rõ, đối phương có thể bị lợi ích đả động, bởi vì hắn có thể bị lợi ích đả động, nên anh sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm, ít nhất sẽ không tổn hại đến tính mạng. Làm sao mà Đồng Hải Lượng biết rằng bây giờ Hoắc Khải sẽ không thể bỏ ra 10 triệu được? Lý do tại sao anh nói điều này chỉ là để xác định xem tính mạng của anh có đang gặp nguy hiểm hay không mà thôi. Sau khi dễ dàng kiểm tra được yếu điểm mấu chốt của đối phương, Hoắc Khải tiếp tục nói, nếu anh không phải là kẻ bắt cóc thì tức là anh được người khác giao phó và muốn dạy cho tôi một bài học. Tôi không biết người đó muốn anh dạy dỗ tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh, trừ khi anh giết tôi, nếu không thì chuyện này sẽ khiến cho anh gặp phiền phức. Không phải tôi uy hiếp anh, mà là bởi vì pháp luật hiện tại rất hoàn thiện, còn người xúi giục anh về sau cũng không thể nào bảo vệ anh, nên anh vẫn có thể cân nhắc đề nghị của tôi. Sau đó, thả tôi ra, đương nhiên, tôi sẽ hợp tác với anh, khiến cho bản thân trông khổ sở để anh và người xúi giục anh có thể giải quyết với nhau, làm như vậy tôi sẽ không đau đớn, thật sự, mà anh cũng không gặp phiền phức thêm. Một mũi tên bắn chết hai con nhạn, những lời này khiến cho Đồng Hải Lượng và những tên xung quanh có chút dao động, tuy xuất thân từ xã hội đen, nhưng hiện tại bọn chúng cũng được coi là đã có nghề nghiệp hợp pháp, nếu không, phải do uy danh của Đồng Hải Lượng, ai lại rảnh rỗi đến đây bắt cóc người khác chứ? Nếu thật sự vừa có thể cầm tiền lại vừa có thể cùng nhà họ Hoắc giải thích thì cũng không phải chuyện xấu. Nhìn thấy vẻ do dự của Đồng Hải Lượng, Hoắc Khải biết rằng anh đã gây ấn tượng thành công với đối phương, liền nói thêm, tôi không biết anh tên gì, và tôi cũng không biết anh là ai. Dù sau đó tôi có muốn báo cảnh sát, cũng khó có thể nói cho cảnh sát biết anh trông như thế nào. Và xung quanh đây, tôi nghĩ cũng không có bất kỳ camera nào, anh không cần phải lo lắng về việc danh tính của mình bị bại lộ. Tất cả những gì anh phải làm là lấy những gì anh cần, rất đơn giản và nhanh chóng. Một tên đàn ông có hình xăm con báo trên cánh tay bước đến và nói nhỏ với Đồng Hải Lượng, anh Lượng, thằng này nói cũng có lý, chúng ta cũng không bắt buộc phải làm điều này, nếu làm thật sợ là sau này khó có thể thoát thân. Đồng Hải Lượng chắc chắn hiểu rõ sự thật này, sở dĩ hắn dám bắt trói Hoắc Khải là bởi vì nhà họ Hoắc bảo có chuyện gì thì họ sẽ chịu trách nhiệm, nhưng những ai lăn lộn trên đường đời nhiều đều hiểu, đến cả anh em ruột thịt còn không đáng tin, huống chỉ là người ngoài, trước mặt thì nói bảo vệ, nhưng nếu thật xảy ra chuyện, bọn họ còn biết hắn là ai hay sao? Cũng chính là muốn định hót nhà họ Hoắc một chút, thêm vào đó hắn cũng biết Hoắc Khải không có lai lịch gì đặc biệt, nếu không, Đồng Hải Lượng thật sự cũng không dám hấp tấp như vậy, cộng thêm các thủ hạ anh em cũng bước tới khuyên nhủ, Đồng Hải Lượng thật sự đã bị dao động. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn reo lên. Cầm lên liếc nhìn một cái, Đồng Hải Lượng nhanh chóng bắt máy, xếp tần, vâng, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi ạ, người đã bắt được rồi, đúng, đúng, tuyệt đối không sai, anh, đừng lo lắng. Hoắc Khải nhướng tay lên nghe ngóng, mơ hồ nghe, trong điện thoại truyền tới một giọng nam,
ông chủ lớn, nói phải đánh gãy tứ chỉ, làm việc cho gọn gàng sạch sẽ, không được để lại dấu vết. Đồng Hải Lượng đã biết về yêu cầu này từ trước, chỉ là hiện tại khi đối phương nhắc tới thì hắn lại nói. Có phải là có hơi tàn nhẫn, anh sợ cái gì, chỉ là một tên nhóc không có gia thế, tốt mà thôi, cho dù có chết cũng không có mấy người quan tâm, ngoài ra, với việc chúng tôi hỗ trợ anh, nếu có, điều gì thật sự xảy ra, chúng tôi đều có thể giúp anh giải quyết tất cả, vậy được. Sau khi cúp điện thoại, Đồng Hải Lượng nhìn Hoắc Khải chằm chằm một hồi, sau đó đột nhiên đạp anh một cái rồi chửi bới, mẹ nó, suýt chút nữa bị mày lừa, mày chỉ là một thằng nghèo kết xác, lấy đâu ra 10 triệu, Hoắc Khải bị bọn chúng trói vào ghế, lúc này còn bị đạp xuống, đầu đập xuống đất, đau đớn vô cùng, anh hít một hơi thật sâu, không để bản thân mất bình, tĩnh vì tức giận, nói, từ nhỏ bố tôi đã dạy tôi rằng tài sản của tôi không được tiết lộ ra ngoài, vì vậy anh đừng chỉ nhìn ra cảnh bên ngoài mà đánh giá, thực tế, vợ chồng, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền từ kinh doanh trong một tháng, lên đến mức hàng triệu tệ, nếu không tin tôi, anh có thể đi điều tra trước, chúng tôi cũng có văn phòng, tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, tên của công ty là Hy Vọng Mới. Đồng Hải Lượng lại trừng mắt nhìn Hoắc Khải đang nằm trên mặt đất mà không làm gì thêm, một người đàn ông với vẻ mặt hung dữ bước tới nói, anh Lượng, cứ xử lý thằng này đi, nếu như nó bị thủ tiêu thì chẳng phải chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi sao, nếu anh sợ thì để em làm. Nói xong, tên kia rút con dao găm bên eo và đi về phía Hoắc Khải, sau khi ngồi xổm xuống, hắn túm tóc Hoắc Khải rồi hung dữ nói, thằng Hoắc, đừng trách tao, có trách thì trách mày đã khiêu khích người mà mày không nên khiêu khích. Khi hắn nói, con dao găm của hắn đã đâm vào mắt cá chân của Hoắc Khải. Bọn chúng trước kia thường xuyên đánh nhau, chuyện cắt gân tay gân chân của người khác cũng xem như là chuyện thường ngày ở huyện, quen việc dễ làm. Con dao găm sắc bén trực tiếp đâm vào da thịt Hoắc Khải, máu tươi chảy ra. Hoắc Khải đau đớn lập tức hét lớn, cho dù anh không tin lời tôi nói thì cũng phải điều tra trước, thay vì phải cắt gân của người khác thì anh có thể nhận được 10 triệu, vụ kinh doanh này không phải là lời hơn hay sao, đầu của anh bị úng nước rồi à, đầu mẹ mày mới úng nước đó. Bớt ăn nói linh tinh, lại, khi hắn nói, con dao găm ấn mạnh hơn, Hoắc Khải gần như cảm nhận được con dao găm đã đâm đến gân chân của mình, giờ phút này anh vô cùng căm hận cái tên mới vừa gọi điện thoại, nếu không phải vì cú điện thoại đó, bọn chúng, có thể đã bị anh thuyết phục. Đúng lúc này, Đồng Hải Lượng đột nhiên kêu to, chờ một chút, cái tên đang ngồi xổm kia chuyển động hai tay, ngẩng đầu nhìn hắn, Đồng Hải Lượng do dự trong vài giây. Sau đó nhìn tên, đàn em và nói, để cho nó yên, trước tiên hãy kiểm tra, xem nó có nói thật hay không đã. Anh Lương, anh thật sự tin tưởng cái thằng này sao? Một tháng kiếm được tiền triệu hả? Anh cứ nhìn nó đi. Trên, người toàn mặc đồ bán ngoài lề đường tên cầm dao găm. Nói, Hoắc Khải cố chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân mà. Nói, muốn điều tra giá trị tài sản của tôi cũng không khó. Anh có thể kiểm tra thông tin chi tiết của công ty chúng. Tôi, nếu anh không biết cách kiểm tra. Anh cũng có thể đến nhà hàng Dyson Western hỏi thăm, tôi đã dùng bữa, ở đó, giám đốc điều hành và quản lý nhà hàng đều biết, tôi, có tiền hay không, chỉ cần hỏi một chút thì biết. Nhà hàng Dyson Western, nơi họp lớp của Ninh Thần, và các bạn ngày hôm qua, cũng là một trong những nhà hàng Tây cao cấp nhất thành phố, tuy không phải là người có thế lực nhưng Đồng Hải Lượng đã đi theo Liêu Thiên Bằng lâu như vậy, cũng biết, người có thể tiêu tiền ở những chỗ như vậy chắc chắn phải rất giàu sang, các gia đình bình dân sẽ không chỉ tiền để đến một nhà hàng đắt đỏ như vậy ăn uống, một nhà ba người tùy ý ăn vài ba món cũng phải tốn đến 2-3 ngàn tệ. Đồng Hải Lượng đi tới, vỗ nhẹ vào mặt Hoắc Khải, lạnh lùng nói, thằng Hoắc con, mày nên nói sự thật đi, nếu để ông đây biết được mày đang nói dối để cố trì hoãn thời gian, thì kết cục của mày sẽ không chỉ là gãy chân tay đâu. Đấy, đến lúc đó, ông đây sẽ cắt lưỡi mày, để mày không bao giờ lừa được ai khác nữa. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 177, điều tra. gocchuyenaudio.com, nghe những lời dọa dẫm của hắn, Hoắc Khải lại thở vào một hơi, hắn nói như thế chứng tỏ đã tin anh phần nhiều rồi, sẽ không thể gây tổn hại gì thêm nữa. Tôi không phải thằng ngốc, đương nhiên tôi hiểu rõ, lừa gạt các anh chỉ có hại chứ không có lợi, cho nên các anh cứ việc điều tra. Hoắc Khải nói, tốt nhất là như thế. Đồng Hải Lượng lạnh lùng hừ một tiếng, nói với kẻ đang ngồi xổm dưới đất, bịt mồm nó lại, hai người ở lại trông chừng nó cho kỹ. Sau đó, Đồng Hải Lượng rời đi cùng hai người khác. Hoắc Khải vốn nghĩ muốn thử nói chuyện với tên ở lại, nhưng lại bị hắn dùng băng dính dán chặt mồm, không nói được một lời, mắt cá chân bị đâm, cảm giác đau đớn khiến Hoắc Khải phải cố gắng tỉnh táo và bình tĩnh, không dám sơ ý. Tuy rằng lời nói của anh khiến cho hắn tạm thời từ bỏ dự định muốn làm hại anh, nhưng điều này không phải mục đích cuối cùng của Hoắc Khải. Anh bảo Đồng Hải Lượng đi tìm Ninh Thần là vì ở đó có Đồng Thiên Thanh, bất kỳ người nào lại gần Ninh Thần
đầu sẽ nằm trong tầm ngắm của Đồng Thiên Thanh. Những kẻ này vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt, đẹp gì, có lẽ Đồng Thiên Thanh sẽ quan sát thấy điều khả, nghỉ, theo dõi đến nơi này. Đương nhiên, đây là kết quả lạc quan nhất, nếu thất bại thì Hoắc Khải chỉ có thể nghĩ cách khác. Ngoài ra, Hoắc Khải nhanh chóng lọc lại một lần, những kẻ mà anh đã đắc tội gần đây, cuối cùng cũng xác định được hai kẻ khả nghi, một là Hoắc Đình Viễn, hai là Cơ Ôn Thư. Nhưng theo Hoắc Khải nghĩ, trong tay anh có video của Hoắc Đình Viễn nên theo lý mà nói, hắn ta sẽ không dám làm gì anh, huống hồ, sau khi những kẻ này bắt anh cũng không nói anh phải xóa bỏ video gì. Còn Cơ Ôn Thư, anh và Cơ Hương Ngừng đã đắc tội với nhiều người nhà họ Cơ, nếu tên nhóc đó muốn trả thù, anh cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Hoắc Khải không khỏi chửi thề một câu, anh thật quá sợ ý rồi, phải sống trên thân xác của Lý Phong cũng là do anh. Lơ là phòng bị với những nguy hiểm có thể xảy ra. Vấp ngã, hai lần bởi cùng một hòn đá, điều này khiến cho Hoắc Khải không thể chấp nhận nổi, chỉ có thể nói, những ngày gần đây trôi qua quá yên, bình, khiến anh mất đi sự cảnh giác cần thiết, hoặc là, tiến triển của sự việc quá thuận lợi khiến anh quên mất thế giới này còn tồn tại một mặt đen tối. Trí tuệ có thể khiến người ta thuận buồm xuôi gió, nhưng cùng lúc khi anh sải bước tiến lên phía trước thì những người bị anh vượt qua kia luôn có những người xấu tính hoặc bản chất độc ác sẽ xông lên đánh, đấm vào người anh, không vì cái gì khác, chỉ vì anh đã cướp đi chỗ tốt của họ. Trước đây, Hoắc Khải chỉ nghĩ để Đồng Thiên Thanh bảo vệ Ninh Thần, không muốn lại xảy ra chuyện như vụ Hoắc Đình Viễn, anh quan tâm yêu thương hết mực hai mẹ con, thậm chí còn quên đi mất bản thân mình cũng có thể gặp nguy hiểm. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là anh suy nghĩ quá đơn giản, có lẽ chỉ tìm một người như Đồng Thiên Thanh là không đủ, ít nhất phải có một người đi theo bên cạnh bảo vệ anh. Mà nghĩ đến đây, người đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Đường Thế Minh, là con nhà võ, so với Đồng Thiên Thanh thì kẻ tám lạng người nửa cân đều thuộc dạng có thể đánh thực chiến, nếu có thể thu hút được anh ta thì không cần lo đến vấn đề an toàn nữa. Nhưng Đường Thế Minh lại là lái xe kiêm vệ sĩ của Triệu Vĩnh An, sợ là muốn cướp người từ tay ông giáo sư cũng không dễ dàng gì. Nói ra thì đây đều là những chuyện sau này mới cần cân nhắc, chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hoắc Khải cẩn thận đánh giá xung quanh, lúc đang xem xét làm thế nào để thoát được thì Đồng Hải Lượng đã đưa người vào trong thành phố. Văn phòng mà Hoắc Khải nói rất dễ tìm, cân nhắc đến nguy hiểm của việc để lộ mặt, nên Đồng Hải Lượng không tự mình đi tra hỏi mà phái một tên đàn em đi nghe ngóng. Một tên khác lại đi đến nhà hàng Dyson Western. Ninh Thần và Hoắc Khải thuê văn phòng này chưa đến một tuần nên người biết bọn họ cũng không nhiều. Tên đàn em lên lầu hỏi mấy người đều không hỏi được gì. Cuối cùng dứt khoát đi đến gõ cửa văn phòng. Cửa văn phòng làm việc mở ra, Ninh Thần nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng bên ngoài, hỏi, anh tìm ai? Hắn ngó đầu vào trong phòng làm việc nhìn, hỏi, đây, có phải là công ty thương mại Hy Vọng mới không? Đúng vậy, anh là, ồ, có một người bạn giới thiệu tôi đến xem, nghe nói, công ty các cô làm ăn rất tốt, một tháng có thể kiếm được, mấy triệu à? Ninh Thần không nghi ngờ gì, gật đầu mỉm cười nói, gần đây buôn bán thật sự rất tốt, anh muốn mua sản phẩm giảm cân à, không biết là ai giới thiệu cho anh? Bán đồ giảm cân à, vậy là tôi nhớ nhầm rồi, ngại, quá, nói xong, hắn quay người đi luôn. Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Ninh Thần tràn đầy nghi hoặc, thật sự là nhớ nhầm thì tại sao lại biết công ty tên Hy Vọng mới? Cô còn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng hắn đã đi xa rồi. Ninh Thần lắc đầu khó hiểu rồi đóng cửa, quay lại nhìn đồng hồ trên tường, Hoắc Khải rời đi đã hơn nửa tiếng, sao vẫn chưa quay lại? Theo lý mà nói, từ đây đến trường học cũng không quá xa, đáng lẽ phải quay lại từ lâu rồi mới đúng. Ninh Thần cũng không nghĩ nhiều, có lẽ đi được nửa đường thì đường lại ồn ào thì kèo cái gì đó mà với sự yêu chiều của chồng với con gái, chắc chắn sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của con bé. Nghĩ đến tình cảm hai bố con tốt như vậy khiến nụ cười trên khuôn mặt Ninh Thần càng rạng rỡ. Kinh doanh thuận lợi, gia đình hạnh phúc chính là mơ ước lớn nhất của cuộc đời cô. Tên kia bước vào thang máy, vừa ấn vào nút tầng 1 thì Đồng Thiên Thanh cũng đi vào. Gã không nhìn tên kia, chỉ yên lặng dựa vào một góc. Bán đồ giảm cân à, vậy là tôi nhớ nhầm rồi, ngại quá, nói xong hắn quay người đi luôn. Nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng Ninh Thần tràn đầy nghi hoặc, thật sự là nhớ nhầm thì tại sao lại biết công ty tên Hy Vọng mới? Cô còn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng hắn đã đi xa rồi. Ninh Thần lắc đầu khó hiểu rồi đóng cửa, quay lại nhìn đồng hồ trên tường, Hoắc Khải rời đi đã hơn nửa tiếng, sao vẫn chưa quay lại? Theo lý mà nói, từ đây đến trường học cũng không quá xa, đáng lẽ phải quay lại từ lâu rồi mới đúng. Ninh Thần cũng không nghĩ nhiều, có lẽ đi được nửa đường thì đường lại ồn ào thì kèo cái gì đó mà với sự yêu chiều của chồng với con gái, chắc chắn sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của con bé. Nghĩ đến tình cảm hai bố con tốt như vậy khiến nụ cười trên khuôn mặt Ninh Thần càng rạng rỡ.
kinh doanh thuận lợi, gia đình hạnh phúc, chính là mơ, ước lớn nhất của cuộc đời cô. Tên kia bước vào thang máy, vừa ấn vào nút tầng 1, thì Đồng Thiên Thanh cũng đi vào. Gã không nhìn tên kia, chỉ yên lặng dựa vào một góc, tên kia cũng không để ý, ấn vào nút đóng cửa thang máy. Đến tầng 1, Đồng Thiên Thanh cố ý đi chậm lại để tên kia đi trước, sau đó, gã chậm rãi đi theo phía sau. Nhìn thấy tên kia, rời khỏi tòa nhà, lên một chiếc xe van cũ kỹ ở bên đường. Trên xe còn có một người ngồi ở ghế phụ, vì cửa sổ đóng nên nhìn không rõ, chỉ có thể lờ mờ thấy có cái đầu. Xe van khởi động rời đi, chăm chú nhìn biển xe một lát, đến khi đèn đuôi xe biến mất trong tầm mắt thì Đồng Thiên Thanh hơi nheo mắt lại suy nghĩ. Trước đây, khi gã lăn lộn đầu đường, xó chợ, đã từng tiếp xúc với đủ hạng người, đương nhiên có thể nhìn ra, tên kia có vấn đề, nhưng hắn lại không ra tay. Gã cũng không muốn đánh rắn động cỏ, cho dù những kẻ đó muốn làm gì, thì đợi chúng thật sự hành động thì gã xử lý cũng không muộn. Quan trọng nhất là Đồng Thiên Thanh cũng sợ bên kia dùng điệu hổ ly sơn, cho dù hắn ẩn nấp kín cái thế nào thì vẫn có khả năng bị phát hiện. Để đảm bảo tuyệt đối sự an toàn của Ninh Thần, gã không đuổi theo mà sau khi nhớ biển số thì quay lại văn phòng. Một tiếng sau, Hoắc Khải vẫn không quay lại. Ninh Thần đang ngồi trước máy tính có chút lo lắng, cô không thể bình tĩnh trả lời câu hỏi của khách hàng. Khi cô đang muốn gọi điện hỏi một chút thì điện thoại lại vang lên. Cô cầm điện thoại lên thì thấy đó là số điện thoại của cô giáo. Sau khi nhận điện thoại, giọng nói của cô giáo đầy vẻ khó hiểu vang lên. Mẹ Đường Đường à, sao cô còn chưa tới đón con vậy? Ninh Thần nghe thế thì sững người, nói, chồng tôi đã đi đón rồi, anh ấy còn chưa tới sao? Vẫn chưa tới, các bé ở trường đều được đón về rồi, chỉ còn mỗi bé nhà cô vẫn đợi ở cửa. Cô giáo nói, trong điện thoại vang lên giọng Đường Đường đầy cáu kỉnh, mẹ, con đói sắp chết rồi, bố mẹ mau đến đón con, đi, được được, tôi đến ngay, thật sự xin lỗi. Ninh Thần với lấy áo khoác, sau khi cúp điện thoại thì, lập tức gọi cho Hoắc Khải, trong điện thoại chỉ vang lên giọng nói cứng nhắc, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Điều này, khiến trong lòng Ninh Thần vô cớ cảm thấy hoảng loạn, chồng cô rời đi hơn 2 tiếng đồng hồ, lại không đến, trường học, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Đầu tiên, Ninh Thần nghĩ đến là có thể bị tai nạn xe, hoặc đang đi bộ thì bị vật gì rơi trúng. Nhưng, tại sao điện thoại lại tắt? Nửa tiếng sau, cô đã tới trường học, Đường Đường đợi, lâu đến mức trong lòng đầy oán trách, khi thấy cô đến thì, tỏ vẻ tức giận hừ lên vài tiếng, Ninh Thần đi đến kéo tay cô bé, sau đó tỏ vẻ xin lỗi cô, giáo, thật sự xin lỗi, chồng tôi nói đi đón con nhưng có, thể có chuyện gì nhầm lẫn rồi, khiến cô phải đợi lâu như, thế, tôi đợi một chút cũng không vấn đề gì, sợ là bé bị đói, thôi, vậy hai mẹ con về nhà đi, bây giờ cũng muộn rồi. Cô giáo nhẹ nhàng nói, Đường Đường là một cô bé rất có chủ kiến, lại hiểu chuyện, thành tích học tập cực kỳ tốt, một học sinh như thế khiến cô giáo rất thích, nếu không, cô giáo cũng lười ngồi đợi cùng, xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Ninh Thần lại xin lỗi lần nữa, mắt nhìn theo cô giáo rời đi. Đường Đường kéo tay cô, hỏi, bố đâu hả mẹ? Không phải mẹ nói bố đến đón con sao? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 178, lo lắng, gocchuyenaudio.com. Mẹ cũng không biết, điện thoại của bố cũng tắt máy, rồi, không biết bố con đã đi đâu nữa. Ninh Thần trả lời, nói, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt, tuy rằng Đường Đường chỉ là một đứa trẻ nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà trưởng thành sớm, nhìn thoáng qua đã thấy sự lo lắng của mẹ. Cô bé đung đưa bàn tay của Ninh Thần, nói, bây giờ, mẹ yên tâm đi, bố giỏi như thế thì có thể xảy ra chuyện gì, chắc chắn là bố lén lút đi ăn đồ ngon rồi. Hừ, đến tối về, con phải hỏi tội bố. Ninh Thần biết cô bé đang cố ý trêu chọc mình. Sự hiểu chuyện và quan tâm của con gái khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút, gật đầu, nói, vậy đợi bố quay lại, con hỏi tội bố cho kỹ vào, đi ăn đồ ngon mà lại không đưa mẹ con mình đi cùng. Hai mẹ con an ủi nhau rồi ngồi xe về nhà. Ninh Thần thầm nghĩ, có lẽ về đến nhà lại thấy chồng cô đang làm cơm rồi, sau đó nói cho cô biết điện thoại bị tắt máy là do bị sập nguồn hoặc bị hỏng rồi. Nhưng sự thật luôn khác xa với mong đợi. Sau khi mở cửa nhà, trong phòng vẫn tối om không một bóng người. Căn phòng tối như mực khiến trong lòng Ninh Thần càng hoảng loạn, đến Đường Đường cũng có cảm giác áp lực khó tả. Cô bé hỏi nhỏ, mẹ, bố đâu? Ninh Thần không nói gì, cô cũng muốn hỏi điều này, chồng cô rốt cuộc đi đâu rồi? Đến cả Đồng Thiên Thanh mà cô không hề phát hiện ra, cũng đang ở phía xa nhíu mày nhìn căn phòng tối thui. Qua thời gian tiếp xúc gần đây có thể thấy, tình cảm của gia đình họ rất tốt, mỗi ngày Hoắc Khải đều đúng giờ về nhà nấu cơm cho hai mẹ con, trừ khi phải đi ra ngoài, nếu không thì không có hôm nào là ngoại lệ. Nhưng hôm nay, sau khi anh rời khỏi văn phòng cũng không xuất hiện, mà theo biểu hiện của Ninh Thần, Đồng Thiên Thanh có thể đoán ra, hai người chưa từng liên lạc với nhau, nếu không, người phụ nữ này và con gái sẽ không đứng ở cửa lâu như vậy, lẽ nào xảy ra chuyện rồi? Điều này khiến trong lòng Đồng Thiên Thanh bất giác
cảm thấy vui vẻ. Hoắc Khải biết bí mật lớn nhất mà gã đã chôn cất từ lâu, thậm chí còn dùng bí mật này để kéo gã làm vệ sĩ. Nói thật lòng, Đồng Thiên Thanh luôn khó chịu vì việc này. Nếu có một ngày Hoắc Khải bất ngờ chết đi, có lẽ gã là người đầu tiên cảm thấy vui mừng. Nhưng sau đó, Đồng Thiên Thanh lại nghĩ đến lời Hoắc Khải từng nói, bí mật đó không phải một mình anh biết, nếu anh chết rồi, người cũng biết bí mật đó sẽ đem tất cả những điều đó giao cho cảnh sát. Từ góc độ này mà nói, Đồng Thiên Thanh lại hy vọng Hoắc Khải có thể sống lâu trăm tuổi. Sự mâu thuẫn trong lòng khiến gã cảm thấy phiền lòng khó tả. Người đàn ông này rốt cuộc đi đâu rồi? Nghĩ lại kẻ mà hai tiếng trước lên chiếc xe van trực giác, Đồng Thiên Thanh mách bảo có lẽ chuyện này có liên quan đến tên kia. Theo tính cách của gã, nếu đã nghi ngờ thì chắc chắn sẽ đi điều tra. Nhưng trước đây Hoắc Khải đã từng giao cho gã bất luận xảy ra chuyện gì đều phải bảo đảm cho an toàn của Ninh Thần trước tiên. Nhìn về phía căn phòng nhỏ, Ninh Thần và Đường đã vào trong nhà, đóng cửa, ánh đèn vàng chiếu, bóng dáng hai mẹ con họ in lên cửa sổ. Đồng Thiên Thanh do dự một lát, cuối cùng chửi thề một câu, vẫn chọn ở lại đây, để phòng xảy ra tình huống bất ngờ. Cùng lúc đó, mấy người Đồng Hải Lượng đã tập trung lại, từ nhà hàng Dixon Western đón một tên đàn em khác. Tên đó vừa lên xe, Đồng Hải Lượng đã hỏi ngay, thế nào rồi, người của nhà hàng xác nhận có biết cái tên đó. Khi giám đốc điều hành vừa nhắc đến tên nó thì trên mặt hiện lên đầy vẻ kính trọng, không phải là già, tuy họ không rõ cụ thể về thằng nhóc này nhưng đều nói chắc chắn, nó nhất định là người có lai lịch lớn. Tên đàn em nói hết những gì đã nghe ngóng được, sau đó hỏi, tình hình ở bên anh thế nào? Cũng gần như lời thằng nhóc đó nói, tự miệng vợ nó, thừa nhận một tháng kiếm được mấy triệu, nhưng văn phòng mới thuê, bên trong không có nhân viên, không biết có phải bốc phét không? Tên kia nói, anh Lượng, anh thấy chuyện này là thật hay giả? Đồng Hải Lượng đang ngồi ở ghế phụ im lặng một lát. Thật ra từ lúc đầu nghe đàn em báo lại, Ninh Thần bán thuốc giảm cân ở trên mạng, Đồng Hải Lượng đã nghi ngờ là hắn đã bị lừa rồi. Hắn chưa từng tiếp xúc với thương mại điện tử, cũng không cảm thấy người bình thường có thể làm tốt cái trò này. Hơn nữa, thuốc giảm cân cũng không phải là hàng hóa cao cấp gì, một tháng có thể kiếm được mấy triệu. Sao, nhưng bây giờ, nghi ngờ trong lòng hắn đã bị tin tức mà tên đàn em thứ hai báo cáo làm lung lay nhiều rồi. Một là chuyện kiếm được mấy triệu tệ không chỉ có Hoắc Khải tự mình nói mà ngay cả Ninh Thần cũng nói như vậy. Hai là, giám đốc điều hành nhà hàng Tây cao cấp kia cũng tự mình xác nhận, Lý Phong kia là kẻ có lai lịch. Điều này chứng minh, thằng nhóc đó không nói dối, thật sự chỉ là giả bộ giản dị, cố ý tỏ ra nghèo khổ. Nếu không, giám đốc điều hành nhà hàng Dixon Western kia dựa vào cái gì mà nói cái thằng nhóc đó tài giỏi? Nghe phân tích của Đồng Hải Lượng, ánh mắt của hai tên đàn em đều phát sáng. Nói, vậy bây giờ làm thế nào? Bảo thằng nhóc đó đưa tiền ra à? Không được, chúng ta cũng không phải bắt cóc chuyên nghiệp, bảo nó gọi điện về nhà lấy tiền chuộc, không phải là để lộ sơ hở rồi à? Đồng Hải Lượng nghĩ một lát, nói, tôi thấy nên đánh cho thằng nhóc đó như tử, để cho nó khỏi làm chuyện ngu ngốc, đến khi nó không chịu nổi nữa thì mới ra mặt nói chuyện này, thế thì càng thuận lợi. Gọi điện thoại cho thằng Cường, bảo hai đứa nó trông chừng một đêm, có gì mai nói, nhắc chúng nó, không có chuyện gì thì khiến cho thằng nhãi kia vui vẻ một chút. Đừng cho nó ngủ, người ta hầm chim, chúng ta hầm người. Anh Lượng suy nghĩ thật chu đáo ạ. Một tên đàn em, tỏ vẻ nịnh nọt nói. Hai tên đàn em này, nếu nói về đánh nhau thì còn coi như khá giỏi, nhưng để nói về mưu trí thì lại là kẻ ngốc. Đối với loại chuyện này, bọn chúng không có ý tưởng hữu dụng nào, mà toàn bộ nghe theo Đồng Hải Lượng. Sau đó, một tên cầm điện thoại gọi điện, tên khác thì lái xe đến hàng cơm ở vùng nông thôn ngoại ô cách thành phố 20-30 km. Tên đàn ông trên tay xăm hình con báo đặt điện thoại xuống, nói với đồng bọn. Anh Lượng nói, bảo chúng ta tối nay khiến cái thằng này vui vẻ một chút, tôi canh trước nửa đêm, anh canh sau nửa đêm, không cho thằng nhóc này ngủ được. Kẻ còn lại liếc nhìn Hoắc Khải, sau đó nói, vậy anh canh trước đi, tôi đi mua hai suất cơm với cả bình rượu, anh đi đi, có tôi ở đây, thằng nhóc này không dở trò được đâu. Kẻ kia nói, vì miệng của Hoắc Khải bị bịt kín nhưng tai thì vẫn nghe được rõ ràng. Từ cuộc nói chuyện của hai kẻ kia, anh biết tối nay chắc chắn sẽ bị chịu đòn, nhưng sẽ không quá nghiêm trọng, có vẻ tên đầu sỏ đã đến công ty và nhà hàng Tây rồi. Hơn nữa còn nghe ngóng được thông tin khiến hắn đang do dự không biết nên làm thế nào. Nếu không, bây giờ hắn đã quay lại, không cắt gân, tay, gân chân anh thì cũng bảo anh giao tiền rồi rời đi. VS42, nhìn kẻ xăm trổ ở lại, Hoắc Khải không ngừng phân tích đặc điểm tính cách của con người này, hy vọng có thể tìm ra điểm yếu, có thể là ánh mắt quan sát của anh quá rõ ràng, hoặc là kẻ xăm trổ kia vốn là một kẻ cuồng bạo, thấy Hoắc Khải vẫn nhìn về bên này thì nhặt luôn cái lon nước ở trên đất, không biết dùng làm gì ném qua, nhìn cái thằng cha mày, lon sắt đập đúng vào trán Hoắc Khải,
Bộp một tiếng, rõ to, kẻ kia dùng lực lớn, khiến Hoắc Khải bị ném đến, mức ngửa đầu về phía sau. Anh có thể cảm nhận được, có một dòng chất lỏng ấm, nóng chảy theo trán anh đi xuống, chắc chắn đã bị mép, lon cứ bị thương rồi. Kẻ xăm trổ kia cũng không vì trán Hoắc Khải bị thương, chảy máu mà có bất kỳ sợ hãi hay hoảng loạn nào. Trái lại, dùng vẻ mặt tràn đầy hung ác nói, còn liếc ngang liếc, dọc nữa thì tao móc mắt mày ra đây, có tin không? Cảm giác đau đớn trên trán khiến Hoắc Khải hít thở có chút khó khăn nhưng trong lòng lại không mất đi sự bình tĩnh. Người này tính cách thích bạo lực, thiếu tình thương, coi mình là trung tâm, có tâm lý thích ngược đãi, chắc chắn là ảnh hưởng tâm lý tạo thành khi còn nhỏ. Trong lòng không ngừng phân tích đặc điểm tính cách của kẻ kia, trong tình huống càng nguy hiểm thì Hoắc Khải càng phải giữ vững lý trí, vì anh biết mất đi sự bình tĩnh sẽ không có bất cứ lợi ích gì, chỉ cần không ngừng nghĩ cách mới có thể giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh éo le. Không lâu sau, kẻ còn lại mang theo đồ nhắm và rượu trở lại, bọn chúng tùy tiện vứt cái vỏ hộp giấy làm chỗ ngồi dưới đất, chuẩn bị no say một hồi, nhưng Hoắc Khải lại phát ra tiếng ư ư lúc đầu. Bọn chúng định lờ đi, nhưng Hoắc Khải rất cố chấp, cuối cùng thì kẻ xăm trổ tức giận xông đến chỗ anh, đạp cho một phát, quát mắng, ư ư cái ông nội mày, hồn chết đi được, có tin ông đây vặn hết răng mày không? Hoắc Khải không ngừng dùng ánh mắt và động tác tỏ, ý bảo kẻ đó bỏ băng dính dán trên miệng anh xuống. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 179, rối loạn. gocchuyenaudio.com, có phải nó muốn đi vệ sinh không? Để hắn nói đi, mất công bĩnh ra quần lại thối cả phòng. Tên đồng bọn, nói, tên xăm trổ bực bội lột da cho anh. Nói gì thì nói, mẹ đỉ, bởi vì xé băng keo quá mạnh nên bờ môi đau rát. Hoắc Khải thở ra một hơi rồi nói, tôi muốn nói rằng hai anh, không nên uống chai rượu đó. Mẹ kiếp, mày muốn ăn đòn hả? Tên xăm mình vung, ra một cái tát, Hoắc Khải bị đánh ngoẹo đầu sang một bên. Anh lại hít, sâu một hơi và nói, tôi không đùa với anh. Chai rượu đó, bán với giá hơn 100 tệ đúng không? Nhưng nơi sản, xuất là ở khu Giang Đông. Chất lượng lương thực ở Giang Đông mấy năm nay không cao, thu hoạch cũng ít, xưởng, rượu không thể nhập lương thực từ vùng khác tới được, dẫn đến việc chi phí tăng lên. Thế nhưng nhãn hiệu của bọn họ không nổi tiếng đến mức có thể tăng giá, chỉ có thể nghĩ cách cắt giảm chi phí từ những chỗ khác. Vậy, nên mấy năm nay tuy rằng rượu được dán nhãn 53 độ, nhưng trên thực tế lượng cồn lớn hơn thế nhiều, nhìn là biết hai anh đây uống rất nhiều. Tính cách thoáng, đãng, chắc là uống rượu như nước lã, loại rượu này uống, nhiều sẽ có hại cho niêm mạc dạ dày, vậy nên tôi đề nghị, các anh đổi rượu khác. Nghe vậy, tên xăm trổ và tên đồng bọn hơi sửng sốt, bọn họ uống loại rượu này quen rồi, cho dù thỉnh thoảng, thấy khác một chút thì cũng chẳng để ý tới. Bây giờ nghe Hoắc Khải nói như thế, bọn họ không, khỏi nghĩ rằng loại rượu mà mình uống là rượu kém chất. Lượng, một người hỏi theo bản năng, vậy uống rượu nào mới, tốt, mày nghe nói tào lao cái khỉ gì? Tin thật hả, muốn, uống rượu ngon thì mua Mao Đài là được, còn cần nó dậy, chắc, tên xăm mình quay đầu chửi mắng, thực ra muốn uống rượu ngon cũng không cần mua, Mao Đài, vấn đề lớn nhất của rượu kém chất lượng là pha, chế cồn nhân tạo, uống không có mùi rượu thơm tự, nhiên, nhưng nếu dùng phương pháp đặc biệt thì có thể, loại bỏ hương vị kém chất lượng của cồn nhân tạo, như, vậy thì dù chỉ mua Ngưu Lang Sơn 20 tệ một chai, thì cũng có thể cảm nhận được hương vị của rượu cao. Cấp Hoắc Khải nói, thật không, làm thế nào, người kia không nhịn, được hỏi, rất đơn giản, anh đi mua một ít nước cất và chất phụ, ra CO2 thể lỏng rồi cho vào rượu là được. Thế nhưng, phải chú ý tỷ lệ trộn, với người thích uống nồng độ cao, như các anh thì tỷ lệ phải thấp một chút. Hoắc Khải nói, theo những gì mày nói thì phải mua rượu 60, 70 độ để trộn à, nếu không cho nước vào thì nhạt. Mất tên kia nói, Hoắc Khải gật đầu nói, chính xác, đúng là như thế, người kia bắt đầu dao động, muốn thử xem thế nào. Thế nhưng tên xăm mình lại bịt miệng Hoắc Khải lại và nói. Mày nghe nó lừa thật hả, nước cất cái mẹ gì, trước kia, tao uống rồi, chỉ là nước bình thường mà thôi. CO2 thì, chẳng phải là nước surprise sao, nhưng nghe nó nói có vẻ rất chuyên nghiệp, hơn nữa, thử xem thì đã sao, cùng lắm tôi uống là được. Người kia, bĩu môi nói, suốt ngày thích mày mò mấy cái này, nửa đêm nửa, hôm, đi đâu mua đồ được. Tên xăm mình nói, mai đi mua là được, tối nay cứ uống tạm đã, hai người trò chuyện với nhau. Mở chai rượu rồi uống, hết chén này đến chén khác, không ai để ý tới Hoắc Khải, nữa, nửa lít rượu chẳng là gì với hai người đó, cùng lắm chỉ, hơi ngà ngà say mà thôi, bọn họ cũng coi như cảnh giác, sợ xảy ra chuyện nên không dám uống nhiều. Sau khi bị dán băng keo vào miệng, Hoắc Khải không nói gì nữa, bởi vì anh đã đạt được mục đích rồi, việc còn lại chỉ là xem bao giờ thì hai tên này sẽ mua đồ về mà thôi. Theo những gì mày nói thì phải mua rượu 60, 70 độ để trộn à, nếu không cho nước vào thì nhạt. Mất tên kia nói, Hoắc Khải gật đầu nói, chính xác, đúng là như thế, người kia bắt đầu dao động, muốn thử xem thế nào, thế nhưng tên xăm mình lại bịt miệng Hoắc Khải lại và nói. Mày nghe nó lừa thật hả,
Nước cất cái mẹ gì? Trước kia, tao uống rồi, chỉ là nước bình thường mà thôi. CO2 thì, chẳng phải là nước Sprite sao? Nhưng nghe nó nói có vẻ rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, thử xem thì đã sao? Cùng lắm tôi uống là được. Người kia, bĩu môi nói, suốt ngày thích mày mò mấy cái này. Nửa đêm nửa, hôm, đi đâu mua đồ được? Tên xăm mình nói, mai đi mua là được. Tối nay cứ uống tạm đã. Hai người trò chuyện với nhau, mở chai rượu rồi uống. Hết chén này đến chén khác, không ai để ý tới Hoắc Khải. Nữa, nửa lít rượu chẳng là gì với hai người đó. Cùng lắm chỉ, hơi ngà ngà say mà thôi. Bọn họ cũng coi như cảnh giác, sợ xảy ra chuyện nên không dám uống nhiều. Sau khi bị dán băng keo vào miệng, Hoắc Khải không nói gì nữa, bởi vì anh đã đạt được mục đích rồi. Việc còn lại chỉ là xem bao giờ thì hai tên này sẽ mua đồ về mà thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, trong lúc Hoắc Khải cố gắng chịu đựng thì gia đình anh cũng bắt đầu loạn hết cả lên. Ninh Thần ở nhà chờ đến khuya mà không thấy Hoắc Khải về, trong lòng cô cảm thấy lo lắng, nhưng lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gọi điện cho Ninh Ngọc Lâm. Biết tin Hoắc Khải mất tích, Ninh Ngọc Lâm vội vàng chạy tới. Ninh Thần mở cửa ra thì thấy bố mẹ mình cũng tới luôn rồi. Chuyện gì vậy, vẫn chưa liên lạc được sao? Ninh Ngọc Lâm vào nhà rồi hỏi. Điện thoại của anh ấy tắt máy suốt, con hỏi nhiều người lắm rồi mà không ai nhìn thấy anh ấy. Nhìn thấy bố mẹ, Ninh Thần lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn ra như suối. Làm sao bây giờ? Chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện rồi, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện đến giờ vẫn chưa về nhà. Nhìn chị gái mình khóc nghẹn ngào, Ninh Ngọc Lâm cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể an ủi cô. Chị đừng sốt ruột, chưa biết chừng anh ấy có việc nên về muộn thôi. Lại nói, nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thật thì kiểu gì cũng có người nhìn thấy. Không sao đâu, Đặng Tuấn Mai cũng vội vàng chạy tới ôm cô an ủi. Đừng khóc, lát nữa lại đánh thức con bé bây giờ. Thế này, thời gian trôi qua từng giây từng phút một, trong lúc Hoắc Khải cố gắng chịu đựng thì gia đình anh cũng bắt đầu loạn hết cả lên. Ninh Thần ở nhà chờ đến khuya mà không thấy Hoắc Khải về, trong lòng cô cảm thấy lo lắng, nhưng lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể gọi điện cho Ninh Ngọc Lâm. Biết tin Hoắc Khải mất tích, Ninh Ngọc Lâm vội vàng chạy tới. Ninh Thần mở cửa ra thì thấy bố mẹ mình cũng tới luôn rồi. Chuyện gì vậy, vẫn chưa liên lạc được sao? Ninh Ngọc Lâm vào nhà rồi hỏi. Điện thoại của anh ấy tắt máy suốt, con hỏi nhiều người lắm rồi mà không ai nhìn thấy anh ấy. Nhìn thấy bố mẹ, Ninh Thần lập tức vỡ òa, nước mắt tuôn ra như suối. Làm sao bây giờ? Chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện rồi, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện đến giờ vẫn chưa về nhà. Nhìn chị gái mình khóc nghẹn ngào, Ninh Ngọc Lâm cũng luống cuống tay chân, chỉ có thể an ủi cô. Chị đừng sốt ruột, chưa biết chừng anh ấy có việc nên về muộn thôi. Lại nói, nếu gặp chuyện gì ngoài ý muốn thật thì kiểu gì cũng có người nhìn thấy. Không sao đâu, Đặng Tuấn Mai cũng vội vàng chạy tới ôm cô an ủi. Đừng khóc, lát nữa lại đánh thức con bé bây giờ. Thế này, đi, để bố con và Ngọc Lâm ra ngoài tìm xem, mẹ và con ở nhà chờ. Nếu thực sự không ổn thì chúng ta đi báo cảnh sát. Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, chưa đến 20, tư tiếng, lại còn là người trưởng thành thì sẽ không được lập án mất tích, Ninh Ngọc Lâm nói. Cậu ta nói như vậy làm Ninh Thần càng khóc to hơn. Bình thường trông thì có vẻ như cô rất kiên cường, nhưng đó là bởi vì chưa trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cho dù lúc trước Lý Phong bị người ta ghét thế nào thì ít nhất vẫn nhìn thấy anh, nhưng bây giờ cô còn chẳng biết chồng mình còn sống hay đã chết, chủ yếu nhất là bởi vì cuộc sống gần đây quá tốt nên Ninh Thần đã quen với sự an ổn này. Cô không biết nếu thiếu chồng thì mình sẽ sống như thế nào. Anh nói ít thôi, Ninh Quốc Năng lườm Ninh Ngọc Lâm rồi nói với Ninh Thần. Được rồi, con với mẹ ở nhà chờ đi, để bố và Ngọc Lâm ra ngoài tìm chồng con. Lớn như thế rồi sao mà đi lạc được, con đừng nghĩ lung tung. Dứt lời, Ninh Quốc Năng gọi Ninh Ngọc Lâm ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng thì đường đường bước ra khỏi phòng ngủ. Bà ngoại, Đặng Tuấn Mai quay đầu lại nhìn, thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe như sắp khóc. Bà vội vàng bước tới chỗ cô bé và nói, sao cháu vẫn chưa ngủ, có phải mọi người đánh thức cháu không? Cháu muốn bố cơ. Đường đường bật khóc, nức nở, cô bé đã kìm nén rất lâu rồi. Lúc Ninh Thần khóc cô bé vẫn không khóc, nhưng bây giờ nhìn thấy bà ngoại, rốt cuộc cô bé cũng không kìm được nữa. Hai mẹ con họ khóc làm Đặng Tuấn Mai không biết làm sao, an ủi được người này thì không an ủi được người kia. Cùng lúc đó ở bên ngoài, Đồng Thiên Thanh bước ra, từ trong góc khuất, nhìn hai bố con Ninh Quốc Năng lên xe rời khỏi đó. Gã nhìn căn nhà sáng đèn, lông mày nhíu chặt lại, tên đó vẫn chưa về sao? Xem ra là đã xảy ra chuyện thật rồi. Lúc này, một chiếc Mercedes dừng lại ven đường, Cơ Ngưng Hương vội vàng xuống xe và chạy tới. Cô ấy chạy rất vội vàng, suýt chút nữa thì vấp vào hòn đá ngã xuống đất. Gõ cửa được một lát thì Đặng Tuấn Mai ra mở cửa. Cháu chào bác, Cơ Hương Ngưng thuận miệng chào hỏi. Nghe thấy tiếng khóc trong nhà, cô ấy thò đầu vào xem, Lý Phong vẫn chưa về ạ? Ninh Thần vừa bình tĩnh lại được một chút,
không hỏi, còn đỡ, hỏi tới là cô lại vừa khóc vừa nói. Hương Ngưng, Lý Phong, xảy ra chuyện với Lý Phong rồi. Cơ Hương Ngưng cảm thấy căng thẳng. 20 phút trước, Ninh Thần gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem có phải Hoắc Khải đã tới chỗ cô ấy không. Sau khi biết Hoắc Khải không tới, giọng nói của Ninh Thần lập tức trở nên nghẹn ngào, đọc thêm con dâu của nhà giàu, bởi vì Cơ Hương Ngưng là người cuối cùng mà cô có thể liên lạc được rồi. Nếu ở đây cũng không có thì chẳng có ai từng gặp Hoắc Khải cả. Biết tin xảy ra chuyện, Cơ Hương Ngưng lập tức tới đây, bất kể là vì mối quan hệ riêng tư giữa cô và Ninh Thần, hay là sự trợ giúp của Hoắc Khải trên phương diện sự nghiệp của cô, về tình về lý, về công về tư thì cô ấy đầu nên tới giúp đỡ. Cơ Hương Ngưng vào nhà, cô ấy ôm lấy Ninh Thần rồi an ủi, đừng lo, anh ấy không phải người bình thường, đầu óc nhanh nhạy lắm, không sao đâu, nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa về. Cơ Hương Ngưng cũng không biết phải đáp lại thế nào, bởi vì chính cô ấy cũng nghĩ như thế, nếu không xảy ra chuyện thì vì sao đến giờ vẫn chưa liên lạc được, cũng không về nhà cơ chứ, có khi nào nó đi uống rượu chơi bài nên quên thời gian không. Đặng Tuấn Mai đứng cạnh đưa ra một giả thuyết, trước kia Lý Phong thường xuyên làm chuyện như vậy, điện thoại không gọi, uống rượu chơi bài đến quá nửa đêm mới trở về, không thể nào. Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần đồng loạt lắc đầu loại trừ giả thuyết này. Biểu hiện gần đây của Hoắc Khải không chỉ là xuất sắc nữa, mà có thể gọi là hoàn mỹ luôn rồi. Người đàn ông như vậy mà lại lêu lổng như trước kia được sao? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 180, biển số xe, góc chuyện audio.com. Nhưng nếu không bị uống rượu chơi bài quên thời gian thì sẽ xảy ra chuyện gì được đây? Cơ Hương Ngưng vô thức nghĩ tới tai nạn giao thông, có khi nào anh gặp tai nạn trên một con đường vắng vẻ nào đó, tài xế đã bỏ trốn hoặc thậm chí là giấu xác đi rồi không? Suy nghĩ này khiến sắc mặt Cơ Hương Ngưng dần trở nên tái nhợt, cô ấy lắc đầu, cố gắng để quên suy nghĩ đáng sợ này đi, nói, cậu đừng khóc nữa, nói cho tớ biết, anh ấy đi lúc nào và đi đâu, chúng ta cùng phân tích, ngoài ra, tớ sẽ bảo người của công ty tới bộ phận pháp chế, xem có thể lấy được video về anh ấy không. Những lời an ủi của Cơ Hương Ngưng giúp Ninh Thần bình tĩnh lại một chút, cô nghẹn ngào kể lại quá trình khi rời khỏi văn phòng, quá trình này rất đơn giản và bình thường, không có gì để nói cả. Cơ Hương Ngưng đành phải gọi điện cho người thuộc bộ phận pháp chế và bộ phận quan hệ công chúng của công ty, bảo bọn họ sử dụng các mối quan hệ để lấy video gần tòa nhà văn phòng. Thế nhưng những chuyện này không phải cứ nói là làm được ngay, vào thời điểm này thì người trong tòa nhà làm việc đã tan ca rồi, cho dù tìm được bọn họ thì chưa chắc bọn họ đã chịu cho xem video. Còn về camera của chính phủ trên đường thì phải nộp hàng loạt các đơn xin phép. Dù sao đây cũng không phải vụ án lớn lao gì, chỉ là một người trưởng thành mất tích mấy tiếng mà thôi. Đêm nay tất cả mọi người đều không được thảnh thơi. Ninh Thần khóc đến mức sưng húp cả đôi mắt, thế nhưng loay hoay lâu như thế mà vẫn không có tin tức gì. Ngay cả Ninh Quốc Năng cũng bắt đầu sốt sắng, một người sống rành rành ra đó, sao tự nhiên lại không tìm thấy được cơ chứ? Nếu trước kia Lý Phong mất tích, chưa biết chừng ông sẽ mua pháo về đốt để chúc mừng, nhưng bây giờ Hoắc Khải biểu hiện tốt như thế, chỉ cần là người nhìn thấy sự phát triển của cửa hàng trái cây đầu khen Ninh Quốc Năng tìm được một cậu con rể tốt, hai vợ chồng già không nghĩ tới chuyện trước kia nữa, quá khứ cứ để nó qua đi, chỉ cần con rể thay đổi là được rồi. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai mới vui vẻ được mấy ngày, bây giờ tự nhiên Hoắc Khải mất tích, đương nhiên là bọn họ khó mà thích ứng ngay được. Cơ Hương Ngưng cũng bắt đầu thấy hoảng, cô ấy có thể lấy lại hơn 100 triệu ở nhà họ Cơ đều là nhờ Hoắc Khải trợ giúp, nếu không có người đàn ông này giúp đỡ thì có thể cô ấy đã bị ép phải gà tới tập đoàn Lưu Thị rồi. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã đủ để Cơ Hương Ngưng cảm kích Hoắc Khải rồi. Người thuộc bộ phận pháp chế của công ty đã tới tòa nhà làm việc, đúng như dự đoán, tòa nhà không chịu cho xem video, lý do là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, còn về camera trên đường thì càng vô vọng, ngay cả tiêu chuẩn để lập án còn không đủ thì ai chịu giúp đây. Càng như vậy thì Ninh Thần càng sợ hãi, trời sáng rồi mà còn không thấy đâu, chắc chắn là đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Hiện tại cô không khóc nổi nữa rồi, chỉ ngồi đó với vẻ mặt tái nhợt và tiều tụy, dáng vẻ đáng thương ấy khiến Cơ Hương Ngưng không nhịn được thở dài. Lúc này, có người tới gõ cửa, đôi mắt của Ninh Thần sáng lên, cô đứng bật lên khỏi sofa để chạy ra mở cửa, thế nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Ai thế? Cơ Hương Ngưng bước tới hỏi, thấy bên ngoài không có ai, cô ấy lẩm bẩm, đứa trẻ nghịch ngợm, nào đùa dai vậy. Cô ấy đang định kéo Ninh Thần vào thì bỗng nhìn thấy một tờ giấy dán trên tường, lấy tờ giấy xuống thì thấy trên đó viết một hàng chữ. Xe van màu trắng, biển số xe Nam B99875, Cơ Hương Ngưng hơi sửng sốt, lại nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy ai. Cô ấy cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, trái tim bỗng đập mạnh hơn nhiều, có thể thông tin trên tờ giấy là một trò đùa dai của ai đó, nhưng cô ấy muốn tin rằng đây là manh mối mà ai đó cố tình cung cấp hơn.
Ngoài ra manh mối này còn liên quan đến người mất tích, thấy Cơ Hương Ngưng đứng ở cửa không vào, Ninh, Ngọc Lâm cũng tới hỏi, chị Hương Ngưng, sao vậy, có người viết biển số xe dán trên cửa, chị nghi là có, liên quan đến Lý Phong, Cơ Hương Ngưng nói với Ninh, Ngọc Lâm, cậu chăm sóc Ninh Thần, để chị tìm người, điều tra chiếc xe này, vâng, chị cứ yên tâm, điều tra ra chuyện gì thì lập tức, liên lạc với bọn em đấy nhé, Ninh Ngọc Lâm nói ngay. Cơ Hương Ngưng ừ một tiếng rồi chạy, nhanh tới chiếc Maybach của mình, sau khi chiếc xế hộp ấy rời khỏi đó. Đồng Thiên Thanh, bước ra từ ngã rẽ của một tòa nhà, gã nhìn theo phương, hướng của chiếc Maybach rồi lại nhìn căn nhà nhỏ đằng, kia, cuối cùng lựa chọn ở lại, đúng là thân thủ của gã không tệ, nếu nói đến đánh, nhau, một chọi mười cũng chẳng nói chơi, nhưng phải sử dụng một lượng tiền tài và nhân lực lớn. Để tìm người mất tích như thế này thì lại hơi hơi đuối. Có câu gọi là nghề nào nghiệp nấy, Đồng Thiên Thanh, biết tự lượng sức, vậy nên chờ một đêm mà Hoắc Khải, vẫn chưa về, gã đã cung cấp cho bọn họ manh mối có thể là hữu dụng nhất, cho dù Cơ Hương Ngưng dùng lực lượng của công ty để tìm hay là giao cho cảnh sát thì đều không liên quan gì đến gã. Trong lúc mọi người rối tung lên vì Hoắc Khải, Đồng Hải Lượng dẫn theo hai tên tay sai về nông trại. Hắn thế nào rồi, có biết điều không? Đồng Hải Lượng hỏi. Biết điều lắm, cả đêm không bày trò gì. Tên Sâm mình đáp lời, lại nói có tôi ở đây hắn dám làm gì hả? Đồng Hải Lượng đứng ở cửa chứ không vào, nhưng hắn vẫn nhìn thấy vết máu trên mặt Hoắc Khải. Hắn biết, thằng anh em này của mình nóng tính, chắc là tối qua, cũng đấm đá khá nhiều. Đồng Hải Lượng không định quan tâm tới. Hắn gật đầu, nói, hai cậu ngủ một lát đi, tôi tới thay ca, anh Lượng, đã hỏi rõ ràng rồi thì còn như vậy làm, gì, tên Sâm mình cảm thấy khó hiểu nên hỏi, vội vã cái gì? Đồng Hải Lượng quát lớn rồi nói, cậu, nhớ lấy, chúng ta không phải bọn bắt cóc thật, cũng, không bắt hắn để đòi tiền chuộc, bắt hắn là để lấy lòng, nhà họ Hót, sau này có quan hệ với nhà họ Hót mà còn lo không kiếm được tiền à, vậy nên dù có đồng ý với điều kiện của thằng đó thì cũng không thể thả hắn nhanh như thế, nếu không hắn chạy lông nhông khắp nơi bị người nhà họ Hót nhìn thấy thì chúng ta phải giải thích thế nào. Đúng đúng đúng, em không nghĩ đến vấn đề này thật, tên Sâm mình nói, tựa lời, cậu mà nghĩ chu đáo được bằng anh Lượng, chắc, tên còn lại định bợ nói, anh Lượng, vậy chúng ta đồng ý với hắn thật hả? 10 triệu không phải quá nhiều, cũng chẳng phải quá ít, mấy anh em chúng ta vất vả thì cũng phải kiếm chút tiền chứ, mỡ treo trước miệng mèo. Vì sao không? Đồng ý, Đồng Hải Lượng nói. Anh Lượng đúng là có tình có nghĩa. Tên kia mừng, như mở cờ trong bụng. 10 triệu tiền mặt, cho dù mỗi người chỉ được chia 1/10 thì vẫn có 1 triệu. Đồng Hải Lượng đi theo Liêu Thiên Bằng. Lương 1, năm lên đến hàng triệu. Mấy người bọn họ đi theo Đồng Hải Lượng hút canh, 1 năm cùng lắm là 200, 300 ngàn. Trong cái thời này, tiền có mất giá đến đâu thì vẫn là tiền. Sau đó Đồng Hải Lượng không vào phòng nói gì với Hoắc Khải mà dẫn tên Sâm mình và tên còn lại đi. Hai người ở lại biết Đồng Hải Lượng định chờ Hoắc Khải giao tiền là sẽ thả, vậy nên thái độ không còn hung hăng như trước, thậm chí còn khách khí lột băng keo ra, cho anh uống mấy ngụm nước. Người anh em, đừng trách bọn này nhẫn tâm, có người muốn lấy hai cánh tay và cặp giò của mày, bọn này lấy tiền thì phải làm việc cho người ta thôi. Một người nói, Hoắc Khải biết là tên đầu chọc đã dao động rồi, nói, chính xác hơn thì mấy tên này đầu dao động, thế nhưng nếu muốn bọn họ thả anh ra ngay thì không thể nào. Hoắc Khải hỏi dò, có thể để tôi gọi về nhà báo tin, bình an không, dẹp đỉa, trước khi anh Lượng lên tiếng thì mày cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng nói nhảm nhiều như thế. Hoắc Khải ồ một tiếng, phát hiện ra tên này nói thì dễ, nghe, nhưng lại không hề mềm lòng, người như vậy rất khó trao đổi, anh cũng chẳng muốn tốn sức. Phải rồi, nhà mày có 10 triệu tiền mặt thật hả? Cần, thận đến lúc bảo mày lấy tiền thì lại không có, vậy thì, đừng trách bọn này không khách khí. Hoắc Khải mỉm cười nói, các anh yên tâm, đừng nói, là 10 triệu, 20 triệu tôi cũng có, nếu không thì sao, tôi dám đưa ra điều kiện này với các anh. Hai người còn lại nhìn nhau, trông có vẻ rất hớn hở, nhìn thấy vẻ khắp khởi mừng thầm trên mặt chúng, Hoắc Khải chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng thì lạnh ngắt. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Cơ Hương Ngưng tìm người điều tra biển số xe, cuối, cùng phát hiện ra đó là một chiếc xe làm giả biển số. Chính chủ của biển số này không phải xe van, mà là một chiếc Toyota. Biết tin có người làm giả biển số xe mình, chủ xe lập tức báo cảnh sát, để tìm ra một chiếc xe làm giả biển số không phải một chuyện dễ dàng, cần điều tra qua rất nhiều camera để xác nhận, nhưng hàng ngày lượng xe qua lại nhiều như thế, không phải muốn là tìm ra được, điều quan trọng nhất là dù tìm thấy chiếc xe ấy thì cũng chưa chắc đã tìm được người cần tìm. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 181 tự do, góc chuyện audio.com, đến hơn 10 giờ tối, tên Sâm mình và đồng bọn tới, thay ca, Hoắc Khải nhìn bọn chúng. Thấy một tên mang theo nước cất vàng như Lan Sơn, anh hơi kích động, nhưng không nói gì cả. Đến khi hai tên kia đi, tên Sâm mình bước tới nhìn, xuống Hoắc Khải, nhìn cái gì, muốn ăn đòn nữa hả? Bỏ đi, anh Lượng cũng nói rồi,
nhốt nó vài tiếng, lấy, được tiền là thả, Quát Tháo như thế làm gì nữa. Một tên, khác đi tới khuyên vài câu rồi nói với Hoắc Khải, thằng, danh, tao mua được đồ rồi, đến lúc đó mà không ngon thì, mày có bị đánh cũng đáng đời. Hoắc Khải gật đầu nói, tôi bị các anh trói như thế, này, dám lừa các anh sao, không trói thì mày cũng không dám. Tên xăm mình, hừ một tiếng, vẻ mặt vô cùng hống hách, một tên đi bày rượu thịt, tên còn lại nghe theo lời Hoắc Khải, lấy nước cất pha với rượu trắng 67 độ, sau đó lại cho nước có ga thể lỏng vào, bọt trào lên khiến tên xăm mình hoài nghi, thứ này mà, ngon được hả, thế nhưng khi bọt tan hết, hương rượu lại dần tỏa ra, một tên đang định rót thử một chén thì bị tên xăm mình ngăn lại, để thằng nhãi đỏ uống trước đã, cẩn thận, nó bày trò, đúng là hắn rất thích cách chế rượu đặc biệt này, coi như, nể tình Hoắc Khải một lần. Nhờ có hắn khuyên bảo, tên xăm mình mới chịu bỏ qua, tên kia cầm đùi gà nhét vào miệng Hoắc Khải rồi nói. Cứ từ từ mà ăn, đừng mong bọn tao cởi dây thừng ra, cho mày, Hoắc Khải gật đầu, môi quặp lấy đùi gà và gặm từng, chút một, dùng nước cất và nước có ga làm giảm nồng độ cồn. Khiến hương vị dịu hơn, uống rất vừa miệng, tên xăm mình và đồng bọn vốn rất giỏi uống rượu, hiện tại uống hết chén này đến chén khác, không biết trời, đâu đất đâu nữa, sau khi cho nước có ga thể lỏng vào rượu, nó không, còn hương vị như nước ngọt. Thậm chí nếu không chú ý, thì còn không nhận ra được mùi vị, nhưng vào trong cơ, thể là nó sẽ kích thích tế bào dạ dày liên tục. Đẩy mạnh, quá trình hấp thụ cồn, hai tên đỏ uống vừa nhanh vừa nhiều, Hoắc Khải thì ở bên cạnh tâng bốc vài câu, khiến bọn chúng uống đến, mức không dừng lại được. Đến 12 giờ đêm, hai tên đó tê cả mồm, mơ, màng gục xuống mặt bàn, ngủ không biết gì nữa. Tửu lượng của hai tên này đúng là trâu, rượu cho thêm, nước có ga mà uống những 3 tiếng mới say, nếu không, uống cả lít rượu chắc chúng cũng không gục. Sau khi dùng thủ đoạn này để làm hai tên đó say bí tỉ, Hoắc Khải tự vật mình ra đất, sau đó cố gắng đẩy hai chân như một con ốc sên, lết về phía tên xăm mình, mất khoảng hơn 20 phút anh mới nhích tới gần, mệt đến mức mồ hôi đổ ra như mưa, may mà trước đó anh đã ăn đùi gà nên bổ sung được phần nào sức lực, nếu không có thể anh sẽ không làm được động tác như thế này. Trên eo tên xăm mình có một con dao nhỏ, Hoắc Khải cố gắng lấy ngón tay để móc lấy con dao, hành động này khiến cổ tay anh rách ra đau rát. Đau đớn không làm Hoắc Khải bỏ cuộc, sau khi lấy được con dao, trong không gian có hạn, anh dùng một động tác có hạn để cứa vào dây thừng trên cổ tay. Sợi dây thừng to bằng ngón tay thô, không dễ gì mà cắt đứt được, mất những 2 tiếng Hoắc Khải mới cảm thấy phần cổ tay được nới lỏng ra, anh cố gắng dùng sức, cuối cùng cũng giật đứt dây thừng. Hoắc Khải nhanh chóng cởi hết dây thừng trên người ra, bò dậy rồi thở phào một hơi. 2 ngày qua anh luôn sống trong sự lo âu, nghĩ thế là một chuyện, nhưng thực sự thoát khỏi nguy hiểm thì lại là một chuyện khác. Sau khi được tự do, Hoắc Khải nhìn hai tên đang mê man trên mặt đất, anh ngẫm nghĩ rồi cắt sợi dây thành 2 đoạn, trói tay chân của chúng lại, sau đó anh tìm một cây gậy đánh tên xăm mình tới tấp. Bởi vì uống quá nhiều nên cồn đã làm tê dại đầu óc của tên xăm mình, khiến hắn không cảm thấy quá đau đớn trong lúc mê man. Sau khi đánh cho tên đó một trận tơi bời, Hoắc Khải không đi ngay mà cầm lấy đùi gà và bánh bao còn thừa trên bàn, vừa ăn vừa đi ra ngoài. Bị bỏ đói 2 ngày nên cơ thể anh rất yếu, đang cần bổ sung dinh dưỡng, nếu không chắc đi được 1-2 cây số là anh sẽ ngất xỉu mất. Nhưng sau khi ra khỏi nông trại, Hoắc Khải mới phát hiện ra nơi này hoang vu đến mức chẳng thấy một tòa nhà nào, xung quanh toàn là đồng ruộng. Anh ngẩng đầu nhìn trăng sao, xác định phương hướng rồi mới thử đi theo một hướng. Đọc thêm trà của cục cưng là một tổng tài phun đến 8 giờ sáng, trong xưởng bình nước nóng Kinh Vận, Liêu Thiên Bằng lái xe tới đây. Bình nước nóng Kinh Vận bán rất chạy ở nông thôn, mọi người kháo nhau là vừa rẻ vừa chất lượng. Gần đây, Liêu Thiên Bằng lại nhập thêm mấy ngàn chiếc, lần này ông ta tới đây là để ký một hợp đồng hàng chục ngàn chiếc, mở rộng mạng lưới tiêu thụ của mình. Phải biết rằng giá nhập bình nước nóng Kinh Vận là hơn 1 ngàn, hàng chục ngàn chiếc thì sẽ là hợp đồng trị giá chục triệu. Đối với khách hàng lớn như thế, đương nhiên là Hoàng Hữu Sơn phải ra sức bợ đỡ. Liêu Thiên Bằng còn chưa tới mà ông ta đã chờ trước cổng nhà máy từ nửa tiếng trước. Đến khi Liêu Thiên Bằng xuống xe, Hoàng Hữu Sơn lập tức nhiệt tình đón chào, vươn hai tay ra ngay từ đằng xa, tổng giám đốc Liêu, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Liêu Thiên Bằng mỉm cười bắt tay với ông ta, nhìn xung quanh rồi hỏi, sao Tiểu Ninh chưa tới? Tiểu Ninh là đang nói đến Ninh Ngọc Lâm, hợp đồng tiêu thụ lần đầu tiên và lần thứ hai đều do Ninh Ngọc Lâm làm giám đốc tiêu thụ, chịu trách nhiệm ký hợp đồng với Liêu Thiên Bằng. Ngoài ra Ninh Ngọc Lâm còn có mối quan hệ với Hoắc Khải nên Liêu Thiên Bằng khá quan tâm đến chàng trai trẻ này. Hoàng Hữu Sơn hiểu điều ấy nên giải thích, chúng tôi mở một cửa hàng flagship trên mạng mà gần đây làm ăn khá ổn, hiện tại giám đốc Ninh phụ trách tiêu thụ online, phương diện offline do giám đốc Tề phụ trách. Người đàn ông trung niên trông khá sắc sảo bên cạnh vội vàng bước tới, xin chào tổng giám đốc Liêu.
Tôi là Tề, Đại Hải, hiện tại phụ trách việc tiêu thụ bình nước nóng. Kinh Vận offline, Liêu Thiên Bằng ồ một tiếng. Ông ta nhìn Hoàng Hữu Sơn, như cười như không nói. Ai phụ trách trao đổi với tôi? Đều được, nhưng tốt nhất đừng có làm chuyện qua cầu. Rút phán, Hoàng Hữu Sơn nghe mà chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tổng giám đốc Liêu nói gì vậy? Sao tôi dám qua cầu rút? Ván chứ, hiện tại tiềm năng tiêu thụ online rất lớn. Lượng, tiêu thụ hàng tháng không ít hơn tiêu thụ offline là bao? Nhiêu, tôi để giám đốc Ninh phụ trách mảng thương mại. Online là bởi vì cảm thấy cậu ấy rất sành sỏi về nó. Có tiềm, năng khai thác, ông đừng hiểu lầm. Thế này đi, tôi sẽ gọi, giám đốc Ninh tới ngay. Nếu ông không tin thì có thể tự hỏi cậu ấy. Liêu Thiên Bằng cười ha ha nói. Ông nhìn ông kìa, tôi, chỉ đùa thôi mà, không cần biết có phải Liêu Thiên Bằng đang đùa hay không, nhưng khách hàng lớn đã lên tiếng thì Hoàng Hữu Sơn vẫn phải lo lắng, ông ta không dám mạo hiểm, vừa mời Liêu Thiên Bằng tới phòng làm việc vừa gọi điện cho Ninh Ngọc Lâm. Một lát sau, Hoàng Hữu Sơn tắt máy, do dự một lát rồi, mới nói với Liêu Thiên Bằng ở bên cạnh, Tổng Giám Đốc, Liêu, thật ngại quá, gia đình Giám Đốc Ninh xảy ra một vài chuyện, chắc là tạm thời không tới được, chương 182. Điều tra xe, ô, có chuyện gấp gáp gì à, tôi có thể giúp được. Không, Liêu Thiên Bằng nói, Hoàng Hữu Sơn dừng lại một chút rồi nói. Hình như, anh rể của cậu ấy mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Trong lúc nói chuyện, tim của Hoàng Hữu Sơn cứ đập, thình thịch, bởi vì ông ta thừa biết anh rể của Ninh Ngọc, Lâm là ai, cửa hàng flagship của ông ta nổi như thế cũng, là nhờ sự trợ giúp của người đó. Đương nhiên, hiện tại trong nhà máy cũng có người, nói cho dù không có anh thì đã sao, chỉ cần giám đốc Ninh phối hợp với Hoàng Kiệt Hảo, thì vẫn cứ làm như thế thôi. Chẳng qua là thiết kế giao diện, giúp đỡ trong việc tuyển dụng mà thôi. Ai làm, chuyện này chẳng được, nhưng Hoàng Hữu Sơn lại biết chàng trai tên là Lý Phong ấy quả thực rất lợi hại, nhất là trên phương diện marketing, có thể xưng là thiên tài. Tiếc là ông ta không có tư cách mời chào anh, nghe nói hiện tại anh đang là trợ lý cho giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ rồi. So với nhà họ Cơ thì ông ta là cái thá gì, hơn nữa lần đầu tiên Liêu Thiên Bằng hợp tác với ông ta cũng là nhờ sự giúp đỡ của chàng trai ấy. Nếu không thì, lấy đâu ra những chuyện đằng sau, có thể nhà máy đã phá sản từ lâu, hoặc là sản xuất thuê cho người ta như trước kia, ông ta coi trọng chàng thanh niên tên là Lý Phong ấy. Liêu Thiên Bằng cũng vậy, ngay từ khi chưa biết anh là nhân viên nhà máy, Liêu Thiên Bằng đã mời chào ngay, trước mặt Hoàng Hữu Sơn rồi. Đúng như dự đoán của Hoàng Hữu Sơn, lúc nói ra tin này, Liêu Thiên Bằng lập tức dừng bước, ông ta quay đầu lại, nhíu mày hỏi, anh rể của giám đốc Ninh, ông đang nói đến Lý Phong à? Đúng thế, Hoàng Hữu Sơn nói. Nghe nói đã mất tích quá 24 tiếng rồi, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Gì? Lông mày của Liêu Thiên Bằng nhíu chặt hơn nữa. Ông ta cực kỳ tán thưởng Hoắc Khải, dù biết anh đã thăng chức thành trợ lý của Cơ Hương Ngưng thì cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định mời chào. Nhà họ Cơ có ghê gớm thì cũng đã sao, chỉ là khối tài sản mấy tỷ mà thôi. Ông ta cắm rễ ở nông thôn mà cũng kiếm được mấy trăm triệu, nếu được chàng trai này trợ giúp, ông ta vượt qua nhà họ Cơ cũng không phải chuyện hão huyền. Vậy nên khi nghe tin Hoắc Khải mất tích, đương nhiên, là Liêu Thiên Bằng sẽ lo lắng rồi, nếu cậu thanh niên tài giỏi như thế mà gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ là một tổn thất lớn. Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Bằng hỏi, ông có biết nhà của cậu Lý ở đâu không? Hơ, chuyện này thì thật sự là tôi không rõ lắm, nhưng, hiện tại giám đốc Ninh đang ở nhà cậu ấy. Sao vậy, tổng, giám đốc Liêu định tới đó à? Hoàng Hữu Sơn hỏi, cậu Lý mất tích, về tình về lý thì tôi đều phải tới hỏi, thăm, xem có giúp được gì không? Liêu Thiên Bằng nói rồi, lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Ngọc Lâm. Biết tin Liêu Thiên Bằng muốn tới đây, Ninh Ngọc Lâm vội vàng cảm ơn, nói địa chỉ nhà cho ông ta. Sau khi tắt máy, Liêu Thiên Bằng nói với Hoàng Hữu Sơn, tôi tới nhà cậu Lý một chuyến, không tới phòng làm việc nữa, chuyện này thôi được rồi. Hoàng Hữu Sơn hơi do dự, cuối cùng vẫn không dám hỏi tới chuyện hợp đồng. Ngay từ lần đầu tiên ký hợp đồng là ông ta đã biết Liêu Thiên Bằng là một người chú trọng nguyên tắc, ông ta đã ghét rồi thì tuyệt đối sẽ không nói thêm câu gì. Trước mắt rõ ràng là Liêu Thiên Bằng quan tâm tới anh rể của Ninh Ngọc Lâm hơn, nếu Hoàng Hữu Sơn mà còn thúc giục ông ta ký hợp đồng thì e rằng sẽ gây ra sự phàn cảm, đến lúc đó vị khách sộc này nổi giận bỏ đi thì hơn. Không BTH tỏ hao mất để lấy lòng Liêu Thiên Bằng và thể hiện ra sự thông cảm của mình, Hoàng Hữu Sơn cũng đi theo, đến nơi thì Ninh Ngọc Lâm đã chờ sẵn ở ven đường rồi. Thấy Liêu Thiên Bằng xuống xe, cậu ta vội vàng tới, chào hỏi, Liêu Thiên Bằng tùy ý xua tay, ông ta vừa đi vừa hỏi. Bây giờ sao rồi, vẫn chưa có tin tức gì à, đang yên đang lành sao lại mất tích, tôi cũng không rõ lắm, nghe chị tôi nói anh ấy định đi đón con tan học, nào ngờ đi biệt tích luôn, điện thoại cũng tắt máy suốt. Ninh Ngọc Lâm giải thích, không tìm cảnh sát hỏi xem có phải tai nạn giao thông không à, hay là gần đây có đắc tội với ai không? Liêu Thiên Bằng lại hỏi, đã lập án rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra sự cố
nào liên quan, còn chuyện có đắc tội với ai không thì khó. Nói lắm, Ninh Ngọc Lâm nói, ý cậu là sao? Liêu Thiên Bằng hỏi, Ninh Ngọc Lâm chần chừ một lát rồi mới nói nhỏ. Ông cũng biết đấy, anh rể tôi có tài trong công việc. Anh ấy được làm trợ lý cho giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ rồi mà. Nghe nói lần này về nhà họ Cơ, anh ấy mang về hơn 100 triệu, đắc tội với không ít người. Chúng tôi cũng không biết liệu người nhà họ Cơ có tới gây sự với anh ấy vì chuyện này không. Bọn họ dám? Liêu Thiên Bằng trợn ngược mắt và nói, sắc bén, trong xã hội pháp quyền, cho dù là gia tộc lớn, cũng không thể làm bừa được. Liêu Thiên Bằng đột nhiên nổi cáu khiến Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm đều hơi sửng sốt, đồng thời bọn họ càng thêm khẳng định rằng Hoắc Khải có địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng Liêu Thiên Bằng. Lúc này mấy người đã ra đến cửa, có thể là bởi vì Liêu Thiên Bằng nói quá lớn tiếng nên Đặng Tuấn Mai nghe thấy và đi ra ngoài. Ngọc Lâm, tổng giám đốc Liêu tới rồi. À hai, mẹ, đây là tổng giám đốc Liêu mà con nói tới. Tổng giám đốc Liêu, đây là mẹ tôi. Ninh Ngọc Lâm vội vàng giới thiệu, chào bà, tôi là Liêu Thiên Bằng, đồng thời cũng là bạn của cậu Lý, nghe nói cậu ấy gặp chuyện nên tôi tới, xem có giúp được gì không. Liêu Thiên Bằng nói bằng giọng khách khí, Ninh Ngọc Lâm đã nói trước với mọi người là lát nữa sẽ có một ông chủ lớn tới. Đặng Tuấn Mai vội vàng đáp lời một cách lịch sự. Liêu Thiên Bằng vào nhà, nhìn thấy Ninh Tần ngồi trên sofa với vẻ mặt tiểu tụy, đã tròn hai ngày không có tin tức về chồng mình. Ninh Tần càng lúc càng tuyệt vọng, cô bé đường đường giúp vào bên cạnh cô, hai mẹ con đã khóc sưng cả mắt lên. Ninh Ngọc Lâm lại giới thiệu về Ninh Quốc Năng và Ninh Thần. Liêu Thiên Bằng chào hỏi với Ninh Quốc Năng trước, sau đó tới bên cạnh Ninh Thần rồi cúi người nói, cô Lý, cô có chuyện gì cần tôi giúp không? Ninh Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, tuy rằng không biết thân phận của người này là gì, nhưng vào thời điểm này mà có thể đứng ra giúp đỡ thì hiển nhiên là bạn của chồng. Cô nghẹn ngào lắc đầu nói, tôi cũng không biết, mọi người đều không tìm thấy anh ấy. Giọng nói của cô khàn khàn, hai ngày qua cô đã khóc cạn nước mắt rồi. Tôi nghe Ngọc Lâm nói là cậu ấy mất tích trên đường đi đón con, chẳng lẽ không phát hiện được gì từ camera trên đường sao? Liêu Thiên Bằng hỏi. Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh giải thích, bên tòa văn phòng nói là phải bảo vệ quyền riêng tư của khách, không chịu cho xem camera. Camera trên đường thì có góc chết, không quay được những gì xảy ra ở đó. Thế nhưng theo manh mối chúng tôi đang có thì có vẻ như anh rể ra khỏi tòa nhà văn phòng là mất tích ngay. Hơn nữa hôm đó còn có người đưa một tờ giấy cho chúng tôi, trên đó có biển số xe của một người. Chúng tôi nghi rằng anh ấy đã bị bắt cóc ở cổng tòa nhà văn phòng. Bắt cóc, có gọi điện tới đòi tiền chuộc không? Liêu Thiên Bằng lại hỏi. Không, đến giờ vẫn không có ai gọi tới. Ninh Ngọc Lâm lắc đầu nói. Liêu Thiên Bằng ngẫm nghĩ rồi nói, đưa thông tin biển số xe cho tôi để tôi sai người điều tra xem sao. Điều tra rồi là biển số xe làm giả, Ninh Ngọc Lâm nói. Thế nhưng Liêu Thiên Bằng vẫn nhất quyết đòi xem biển số xe. Ông ta thấy người khác điều tra chưa chắc đã chính xác, đã tới đây rồi thì phải góp sức mới được. Sau khi lấy được thông tin biển số xe, Liêu Thiên Bằng lấy điện thoại ra gọi. Sau khi có người bắt máy, ông ta nói, Lượng Tử, điều tra một chiếc xe cho tôi. Biển số xe là Nam B99875, tôi không cần biết cậu tìm ai, tốn bao nhiêu, tiền hay dùng cách gì, nhất định phải tìm ra chiếc xe làm giả biển số này cho tôi. Phạm vi thế lực của Liêu Thiên Bằng tập trung ở khu vực nông thôn, phần tiếp giáp thành phố cũng coi như thuộc về khu vực ấy. Theo suy nghĩ của ông ta, nếu không tra ra được gì trong thành phố thì nhất định là ở ngoài thành phố, như vậy thì hẳn là thế lực của ông ta sẽ có cách. Bên kia đầu điện thoại, trên mặt Đồng Hải Lượng chỉ toàn sự ngạc nhiên, nghe biển số xe ấy mà hắn ngớ người ra, sao anh rể lại biết biển số xe này, là trùng hợp sao? Hắn hỏi trong do dự. Anh rể, anh điều tra chiếc xe này làm gì? Chủ xe đắc tội với anh à? Bảo cậu điều tra thì cậu cứ điều tra đi, nói nhiều như thế làm gì? Liêu Thiên Bằng trách mắng. Dù sao đây cũng là em vợ của ông ta, tuy rằng ông ta không thích cách đối nhân xử thế của hắn thường ngày, nhưng dù sao cũng là em vợ mình. Bên kia im lặng một hồi, Liêu Thiên Bằng lại nói, chiếc xe này có khả năng liên quan đến một vụ bắt cóc bạn tôi, cậu nhanh chóng tìm ra chiếc xe đó, có tin gì thì lập tức báo cho tôi biết. Khi nghe thấy câu này, cả người Đồng Hải Lượng đơ ra. Bắt cóc bạn bè, sau lưng hắn bất giác đổ mồ hôi lạnh. Đồng Hải Lượng nửa ngày cũng không nói câu nào. Liêu Thiên Bằng bên kia alo mấy câu rồi nói, cậu điếc rồi à, có nghe thấy lời tôi nói không? Cách chương chế tạo hào môn, chương 182, điều tra xe, gocchuyenaudio.com. Ồ, có chuyện gấp gáp gì à, tôi có thể giúp được không? Liêu Thiên Bằng nói. Hoàng Hữu Sơn dừng lại một chút rồi nói, hình như anh rể của cậu ấy mất tích đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Trong lúc nói chuyện, tim của Hoàng Hữu Sơn cứ đập thình thịch, bởi vì ông ta thừa biết anh rể của Ninh Ngọc Lâm là ai. Cửa hàng flagship của ông ta nổi như thế cũng là nhờ sự trợ giúp của người đó. Đương nhiên, hiện tại trong nhà máy cũng có người, nói cho dù không có anh thì đã sao?
chỉ cần giám đốc Ninh phối hợp với Hoàng Kiệt Hào, thì vẫn cứ làm như thế thôi. Chẳng qua là thiết kế giao diện, giúp đỡ trong việc tuyển dụng mà thôi. Ai làm chuyện này chẳng được, nhưng Hoàng Hữu Sơn lại biết chàng trai tên là Lý Phong ấy quả thực rất lợi hại, nhất là trên phương diện marketing, có thể xưng là thiên tài. Tiếc là ông ta không có tư cách. Mời chào anh, nghe nói hiện tại anh đang là trợ lý cho giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ rồi. So với nhà họ Cơ thì ông ta là cái thá gì, hơn nữa lần đầu tiên Liêu Thiên Bằng hợp tác với ông. Ta cũng là nhờ sự giúp đỡ của chàng trai ấy, nếu không thì, lấy đâu ra những chuyện đằng sau, có thể nhà máy đã phá sản từ lâu, hoặc là sản xuất thuê cho người ta như trước kia. Ông ta coi trọng chàng thanh niên tên là Lý Phong ấy. Liêu Thiên Bằng cũng vậy, ngay từ khi chưa biết anh là nhân viên nhà máy, Liêu Thiên Bằng đã mời chào ngay trước mặt Hoàng Hữu Sơn rồi. Đúng như dự đoán của Hoàng Hữu Sơn, lúc nói ra tin này, Liêu Thiên Bằng lập tức dừng bước, ông ta quay đầu lại, nhíu mày hỏi, anh rể của giám đốc Ninh, ông đang nói đến Lý Phong à? Đúng thế, Hoàng Hữu Sơn nói, nghe nói đã mất tích quá 24 tiếng rồi, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Gì? Lông mày của Liêu Thiên Bằng nhíu chặt hơn nữa. Ông ta cực kỳ tán thưởng Hoắc Khải, dù biết anh đã thăng chức thành trợ lý của Cơ Hương Ngưng thì cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định mời chào. Nhà họ Cơ có ghê gớm thì cũng đã sao, chỉ là khối tài sản mấy tỷ mà thôi. Ông ta cắm rễ ở nông thôn mà cũng kiếm được mấy trăm triệu, nếu được chàng trai này trợ giúp, ông ta vượt qua nhà họ Cơ cũng không phải chuyện hão huyền. Vậy nên khi nghe tin Hoắc Khải mất tích, đương nhiên là Liêu Thiên Bằng sẽ lo lắng rồi. Nếu cậu thanh niên tài giỏi như thế mà gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ là một tổn thất lớn. Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Bằng hỏi, ông có biết nhà của cậu Lý ở đâu không? Hơ, chuyện này thì thật sự là tôi không rõ lắm, nhưng hiện tại giám đốc Ninh đang ở nhà cậu ấy. Sao vậy, tổng giám đốc Liêu định tới đó à? Hoàng Hữu Sơn hỏi, cậu Lý mất tích, về tình về lý thì tôi đều phải tới hỏi thăm xem có giúp được gì không. Liêu Thiên Bằng nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Ngọc Lâm. Biết tin Liêu Thiên Bằng muốn tới đây, Ninh Ngọc Lâm vội vàng cảm ơn, nói địa chỉ nhà cho ông ta. Sau khi tắt máy, Liêu Thiên Bằng nói với Hoàng Hữu Sơn, tôi tới nhà cậu Lý một chuyến, không tới phòng làm việc nữa, chuyện này thôi được rồi. Hoàng Hữu Sơn hơi do dự, cuối cùng vẫn không dám hỏi tới chuyện hợp đồng. Ngay từ lần đầu tiên ký hợp đồng là ông ta đã biết Liêu Thiên Bằng là một người chú trọng nguyên tắc, ông ta đã ghét rồi thì tuyệt đối sẽ không nói thêm câu gì. Trước mắt rõ ràng là Liêu Thiên Bằng quan tâm tới anh rể của Ninh Ngọc Lâm hơn. Nếu Hoàng Hữu Sơn mà còn thúc giục ông ta ký hợp đồng thì e rằng sẽ gây ra sự phản cảm, đến lúc đó vị khách sộc này nổi giận bỏ đi thì hơn không bỏ hao mất. Để lấy lòng Liêu Thiên Bằng và thể hiện ra sự thông cảm của mình, Hoàng Hữu Sơn cũng đi theo. Đến nơi thì Ninh Ngọc Lâm đã chờ sẵn ở ven đường rồi. Thấy Liêu Thiên Bằng xuống xe, cậu ta vội vàng tới chào hỏi. Liêu Thiên Bằng tùy ý xua tay, ông ta vừa đi vừa hỏi, bây giờ sao rồi, vẫn chưa có tin tức gì à? Đang yên đang lành sao lại mất tích, tôi cũng không rõ lắm. Nghe chị tôi nói anh ấy định đi đón con tan học, nào ngờ đi biệt tích luôn, điện thoại cũng tắt máy suốt. Ninh Ngọc Lâm giải thích, không tìm cảnh sát hỏi xem có phải tai nạn giao thông không à, hay là gần đây có đắc tội với ai không? Liêu Thiên Bằng lại hỏi, đã lập án rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra sự cố nào liên quan, còn chuyện có đắc tội với ai không thì khó nói lắm. Ninh Ngọc Lâm nói, ý cậu là sao? Liêu Thiên Bằng hỏi. Ninh Ngọc Lâm chần chừ một lát rồi mới nói nhỏ, ông cũng biết đấy, anh rể tôi có tài trong công việc, anh ấy được làm trợ lý cho giám đốc công ty chi nhánh của nhà họ Cơ rồi mà. Nghe nói lần này về nhà họ Cơ, anh ấy mang về hơn 100 triệu, đắc tội với không ít người. Chúng tôi cũng không biết liệu người nhà họ Cơ có tới gây sự với anh ấy vì chuyện này không. Bọn họ dám? Liêu Thiên Bằng trợn ngược mắt và nói, sắc bén, trong xã hội pháp quyền, cho dù là gia tộc lớn cũng không thể làm bừa được. Liêu Thiên Bằng đột nhiên nổi cáu khiến Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm đều hơi sửng sốt, đồng thời bọn họ càng thêm khẳng định rằng Hoắc Khải có địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng Liêu Thiên Bằng. Lúc này mấy người đã ra đến cửa, có thể là bởi vì Liêu Thiên Bằng nói quá lớn tiếng nên Đặng Tuấn Mai nghe thấy và đi ra ngoài. Ngọc Lâm, tổng giám đốc Liêu tới rồi. À hai, mẹ, đây là tổng giám đốc Liêu mà con nói tới. Tổng giám đốc Liêu, đây là mẹ tôi. Ninh Ngọc Lâm vội vàng giới thiệu, chào bà, tôi là Liêu Thiên Bằng, đồng thời cũng là bạn của cậu Lý, nghe nói cậu ấy gặp chuyện nên tôi tới xem có giúp được gì không. Liêu Thiên Bằng nói bằng giọng khách khí, Ninh Ngọc Lâm đã nói trước với mọi người là lát nữa sẽ có một ông chủ lớn tới. Đặng Tuấn Mai vội vàng đáp lời một cách lịch sự. Liêu Thiên Bằng vào nhà, nhìn thấy Ninh Thần ngồi trên sofa với vẻ mặt tiểu tụy, đã tròn hai ngày không có tin tức về chồng mình. Ninh Thần càng lúc càng tuyệt vọng, cô bé đường đường giúp vào bên cạnh cô, hai mẹ con đã khóc sưng cả mắt lên. Ninh Ngọc Lâm lại giới thiệu về Ninh Quốc Năng và Ninh Thần. Liêu Thiên Bằng chào hỏi với Ninh Quốc Năng,
trước, sau đó tới bên cạnh Ninh Thần rồi cúi người nói, cô Lý, cô có chuyện gì cần tôi giúp không? Ninh Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, tuy rằng không biết thân phận của người này là gì, nhưng vào thời điểm này, mà có thể đứng ra giúp đỡ thì hiển nhiên là bạn của chồng. Cô nghẹn ngào lắc đầu nói, tôi cũng không biết, mọi người đều không tìm thấy anh ấy. Giọng nói của cô khàn khàn, hai ngày qua cô đã khóc cạn nước mắt rồi, tôi nghe Ngọc Lâm nói là cậu ấy mất tích trên đường đi đón con, chẳng lẽ không phát hiện được gì từ camera trên đường sao? Liêu Thiên Bằng hỏi. Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh giải thích, bên tòa văn phòng nói là phải bảo vệ quyền riêng tư của khách, không chịu cho xem camera, camera trên đường thì có góc chết, không quay được những gì xảy ra ở đó. Thế nhưng theo manh mối chúng tôi đang có thì có vẻ như anh rể ra khỏi tòa nhà văn phòng là mất tích ngay. Hơn nữa hôm đó còn có người đưa một tờ giấy cho chúng tôi, trên đó có biển số xe của một người. Chúng tôi nghi rằng anh ấy đã bị bắt cóc ở cổng tòa nhà văn phòng. Bắt cóc, có gọi điện tới đòi tiền chuộc không? Liêu Thiên Bằng lại hỏi. Không, đến giờ vẫn không có ai gọi tới. Ninh Ngọc Lâm lắc đầu nói. Liêu Thiên Bằng ngẫm nghĩ rồi nói, đưa thông tin, biển số xe cho tôi để tôi sai người điều tra xem sao. Điều tra rồi, là biển số xe làm giả. Ninh Ngọc Lâm nói. Thế nhưng Liêu Thiên Bằng vẫn nhất quyết đòi xem biển số xe, ông ta thấy người khác điều tra chưa chắc đã chính xác, đã tới đây rồi thì phải góp sức mới được. Sau khi lấy được thông tin biển số xe, Liêu Thiên Bằng lấy điện thoại ra gọi. Sau khi có người bắt máy, ông ta nói, Lượng Tử, điều tra một chiếc xe cho tôi. Biển số xe là Nam B99875, tôi không cần biết cậu tìm ai, tốn bao nhiêu, tiền hay dùng cách gì, nhất định phải tìm ra chiếc xe làm giả biển số này cho tôi. Phạm vi thế lực của Liêu Thiên Bằng tập trung ở khu vực nông thôn, phần tiếp giáp thành phố cũng coi như thuộc về khu vực ấy. Theo suy nghĩ của ông ta, nếu không tra ra được gì trong thành phố thì nhất định là ở ngoài thành phố, như vậy thì hẳn là thế lực của ông ta sẽ có cách. Bên kia đầu điện thoại, trên mặt Đồng Hải Lượng chỉ toàn sự ngạc nhiên, nghe biển số xe ấy mà hắn ngớ người ra, sao anh rể lại biết biển số xe này, là trùng hợp sao? Hắn hỏi trong do dự. Anh rể, anh điều tra chiếc xe này làm gì? Chủ xe đắc tội với anh à? Bảo cậu điều tra thì cậu cứ điều tra đi, nói nhiều như thế làm gì? Liêu Thiên Bằng trách mắng. Dù sao đây cũng là em vợ của ông ta, tuy rằng ông ta không thích cách đối nhân xử thế của hắn thường ngày, nhưng dù sao cũng là em vợ mình. Bên kia im lặng một hồi, Liêu Thiên Bằng lại nói, chiếc xe này có khả năng liên quan đến một vụ bắt cóc bạn tôi, cậu nhanh chóng tìm ra chiếc xe đó, có tin gì thì lập tức báo cho tôi biết. Khi nghe thấy câu này, cả người Đồng Hải Lượng đơ ra. Bắt cóc bạn bè, sau lưng hắn bất giác đổ mồ hôi lạnh. Đồng Hải Lượng nửa ngày cũng không nói câu nào. Liêu Thiên Bằng bên kia alo mấy câu rồi nói, cậu điếc rồi à, có nghe thấy lời tôi nói không? Cách chương chế tạo hào môn, chương 183, chạy không thoát. gocchuyenaudio.com. nghe thấy rồi. Đồng Hải Lượng hoàn hồn lại, vội đáp lời. Sau đó hắn ngập ngừng lắp bắp hỏi, anh rể, anh với người bạn này quan hệ tốt lắm hả? Hồi trước không phải tôi đã từng nói với cậu rồi còn gì, lúc làm bình nước nóng có quen một cậu trai trẻ rất giỏi giang. Thôi nói mấy lời thừa thãi này với cậu làm gì, mau đi điều tra xem. Liêu Thiên Bằng vừa nói xong cúp điện thoại rồi nhìn Ninh Thần nói, tôi đã cho người đi điều tra rồi, chắc là sẽ có tin tức nhanh thôi. Tôi không nhiều lời nữa, trong nhà có gì khó khăn cứ nói với tôi một tiếng là được. Căn nhà cũ kỹ này làm Liêu Thiên Bằng có hơi bất ngờ. Ông ta cứ nghĩ người trẻ tuổi lại có tiền đồ như vậy, đáng lẽ phải ở một khu phố cao cấp mới đúng. Anh không nhất thiết phải ở biệt thự, nhưng ít nhất một căn phòng rộng 160-170m², căn phòng đơn, giá khởi điểm tầm 30.000 tệ trở lên chắc là không có vấn đề gì. Nếu là lúc bình thường thì ông ta chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà hỏi xem tại sao điều kiện gia đình lại kém như thế, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, ông ta cũng không tiện nhiều lời. Ninh Thần đứng lên, hơi khom khom lưng, nghẹn ngào, nói, cảm ơn ông, đừng khách sáo, đây đều là việc tôi nên làm. Liêu Thiên Bằng đáp xong lại nhìn về phía Ninh Ngọc Lâm mà nói tiếp, việc này đáng ra cậu nên bảo với tôi từ sớm mới phải, nếu hôm nay tôi không đến công xưởng của mọi người để ký hợp đồng thì tôi còn chẳng biết được chuyện này. Ninh Ngọc Lâm cười khổ, chuyện riêng nhà mình sao có thể làm phiền người khác được. Cậu ta nhìn ra được Liêu Thiên Bằng là thật lòng muốn giúp đỡ, cho nên cũng không nói gì nhiều. Ở một bên khác, Đồng Hải Lượng đang toát mồ hôi hột, đứng ngây ngốc nắm chặt lấy điện thoại cả buổi cũng không thốt ra được tiếng nào. Đám đàn em đứng bên cạnh thấy hắn như vậy bèn không kìm được mà hỏi, anh Lượng, có chuyện gì vậy? Đồng Hải Lượng dùng mình một cái giống như bị giật điện, hắn ta quay lại nhìn đám đàn em của mình, không biết nên nói như thế nào. Hồi trước lúc Liêu Thiên Bằng làm bình nước nóng, từng nói có quen được một người trẻ tuổi làm kinh doanh rất giỏi ở công xưởng, còn nói muốn kéo người về nhưng vẫn chưa làm được. Liêu Thiên Bằng tán thưởng người trẻ
Tuổi đó rất lâu, thậm chí đến bây giờ mỗi lần đám đàn em làm việc không thuận lợi là ông ta đều lấy đối phương ra. Để nói làm gương, nếu mà tôi mời được cậu Lý đến làm, phải thay được cả trăm đứa các cậu, một đám ngu ngốc, không bằng được cả 1% năng lực của cậu Lý, một người kiêu ngạo như Liêu Thiên Bằng, Bình, tưởng mấy ông chủ lớn có giá trị tài sản gấp mấy lần. Mình, ông ta nói kệ là kệ được, người trẻ tuổi có thể được, ông ta tán dương như vậy chắc chắn phải có bản lĩnh hơn. Người, lúc đó Đồng Hải Lượng còn hỏi thân phận cụ thể của người này, cuối cùng lại bị Liêu Thiên Bằng mắng cho một trận, nói với cậu làm cái phỉ gì, làm cho tốt chuyện của mình đi, cứ ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng. Đồng Hải Lượng chẳng thể ngờ được người mà nhà họ Hoắc bảo mình bắt cóc lại chính là thiên tài kinh doanh mà Liêu Thiên Bằng tâng bốc. Thế này thì trùng hợp quá đi mất. Anh Lượng, có chuyện gì vậy, sao trông anh cứ như nhìn thấy ma thế? Tên đàn em lại hỏi. Đồng Hải Lượng hoàn hồn lại, lắp bắp nói, cái tên Lý Phong kia hắn chính là thiên tài kinh doanh mà anh dễ tôi nói đến. Hai tên đàn em nghe vậy thì sững sờ, bọn chúng đầu biết gần đây Liêu Thiên Bằng thường khen một người trẻ tuổi mà chưa ai từng gặp qua, gần như tâng bốc người đó lên tận 9 tầng mây luôn. Nói thật thì điều này làm bọn chúng rất bất mãn, nhưng chẳng có ai dám phản bác, vì chúng tự biết sức mình đến đâu, cũng biết là mình phải dựa vào Liêu Thiên Bằng để kiếm cơm ăn. Tuy rằng trong bọn chúng người không ra người ngợm, chẳng ra ngợm, nhưng chỉ cần một câu nói của Liêu Thiên Bằng thì dù lên núi đao hay xuống biển lửa bọn chúng cũng không từ. Đột nhiên Đồng Hải Lượng chợt nhớ ra điều gì đó bèn nói, đi, hả, đi đâu cơ, còn đi đâu được nữa, mau đi về xem tên kia thế nào. Rồi, không thể để cái thằng danh da vàng kia đấm hắn. Thêm nữa, thằng da vàng chính là biệt hiệu của tên xăm mình. Kia, hai tên đàn em lập tức nhớ ra hôm qua, lúc đến nơi đã thấy Hoắc Khải bị đánh rất thảm hại, trên trán bị đập thành một vết thương rất lớn. Bọn chúng biết tên xăm mình tính khí thô bạo, đừng nói là người bị trói chặt, cho dù có là người đang tự do, như chúng mà khắc khẩu với nhau cái là cũng động tay động chân như thường. Hai tên này không nói nhiều nữa, vội đi theo Đồng Hải Lượng, chẳng kịp lo gì đến bữa sáng nữa. Chiếc xe van nhà khói chạy mất, ông chủ ở đằng sau còn chửi đồng mợ nó chứ, đám người gì không biết, bữa sáng có 20 tệ mà cũng ăn trực, một đám choai choai, không có mắt. Lúc đám ba người Đồng Hải Lượng đến nông trại, chưa cần mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bên trong, làm bọn chúng căng thẳng hơn cả là cửa nông trại đang mở toang hoang. Mặt Đồng Hải Lượng nặng như đeo chì đi vào, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt làm cả người hắn phát run lên. Chiếc ghế vốn có trói Hoắc Khải bây giờ đang đổ cành trên đất, hai tên đàn em của mình thì cả người đầy mùi rượu nằm mê man, còn Hoắc Khải đã không thấy bóng dáng đâu. Không cần Đồng Hải Lượng lên tiếng, hai tên đàn em đã chạy lại dùng hết sức gọi hai tên đang say ngất kia dậy. Hai tên kia ngủ cả một đêm, hơi rượu cũng tan đi không ít, chỉ có điều lúc mở mắt ra vẫn còn mơ mơ màng màng, nhất là tên xăm mình bị đấm cho nổi mấy cục u trên đầu, vừa mở mắt ra đã suýt xoa, bất giác cất tiếng chửi, đờ em mờ ai thế, đau chết đi được, da vàng, Lý Phong đâu, hắn đâu rồi, Lý Phong cái gì, cút, tao cần thời gian, tên xăm, mình mơ mơ màng màng nói. Đồng Hải Lượng đi qua cho hắn một đạp, chửi, uống, uống uống, rồi có ngày mày uống đến chết luôn, người, tao bảo mày trông chừng cho kỹ đâu, chạy đâu mất rồi. Tiếng chửi mắng của Đồng Hải Lượng và cảm giác đau đớn trên mặt làm tên xăm mình tỉnh táo ra được đôi chút, hắn loạng choạng đứng dậy, chỉ sang bên cạnh mà nói, chả chói ở ghế kia gì, chói cái con em mờ mày ấy, mở to đôi mắt chó của mày ra mà xem có người không. Đồng Hải Lượng tức giận mắng, tên xăm mình quay sang nhìn, quả nhiên trên ghế không một bóng người, hắn không khỏi dụi mắt, vẫn chẳng thấy người đâu, liền bất giác lẩm bẩm, không thể nào, tối qua vẫn chói ở đó cơ mà. Một tên đàn em quay qua hỏi, anh Lượng, làm thế nào giờ, tao biết làm thế đé nào được mà hỏi. Đồng Hải Lượng cáu đến mức muốn giết người, nếu giờ này Hoắc Khải còn ở đây, thì cho dù hắn không thể hóa giải hiểm khích, ít nhất cũng có thể thông qua việc chủ động phóng thích mà bày tỏ thiện ý của mình, nhưng bây giờ không thấy người đâu nữa rồi, nếu như Hoắc Khải chỉ im lặng về nhà coi như chưa từng có chuyện gì thì thôi, nhỡ hắn mà báo cảnh sát thì sao, tiền chưa về tay, người cũng chạy mất, cho dù là phía cảnh sát hay nhà họ Hoắc đều không thể tha cho hắn. Còn nữa, cho dù Hoắc Khải có đi báo án thì cuối cùng cũng sẽ về nhà, đến lúc đó nhất định sẽ gặp được Liêu Thiên Bằng. Nghĩ đến việc anh rể và hắn có thể sẽ đụng mặt, gương mặt Đồng Hải Lượng dần dần trở nên trắng bệch, tính cách anh rể của mình như thế nào hắn cũng đã biết, nếu đã nổi cơn thì chắc chắn ác hơn ai hết, cho dù hắn có là em vợ, nếu phạm lỗi, vẫn đánh như thường. Đám đàn em cũng hiểu điều này, nên sắc mặt cũng trắng bệch theo, cả lũ run bần bật hỏi, anh Lượng, hay là chúng ta chạy đi. Đồng Hải Lượng cũng có ý như vậy, 36 kế, chuồn là thượng sách, nhưng sau hắn lại nghĩ, chạy đi đâu được, chút tiền mọn bình thường kiếm được đều bị hắn tiêu hết sạch, chẳng giữ lại được một đồng.
bây giờ muốn chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu. Hơn nữa, cho dù trốn đi 3 tháng, 5 tháng, có trốn, được suốt đời không về ư, dựa vào tính cách của Liêu Thiên Bằng mà nói. Cho dù, hắn có trốn 3 năm, 5 năm về vẫn bị đánh cho nát mặt, như thường, cho nên, không thể trốn, không có ý nghĩa gì cả. Nghĩ vậy, trên mặt Đồng Hải Lượng chợt lộ ra vẻ chán, nản và hối hận, biết vậy thì lúc đó đã không vì câu kết, được với nhà họ Hoắc mà bắt trói người ta rồi, bây giờ chả được cái tích sự gì, lại còn đắc tội hết một lượt, sao mình lại ngu ngốc thế không biết. Đồng Hải Lượng tát mạnh mình mấy cái, dậm chân, nói, đi, đi tìm anh rể tao. Hà, bây giờ đi tìm anh Bằng ư, nhỡ gặp phải tên đó. Thì chẳng phải là tự tìm đường chết à, đám đàn em. Hoang mang hỏi, không thì sao, cho dù mày muốn chạy thì có chạy đi, đâu được, vì chút chuyện như thế này mà muốn cả đời, đều không về được à. Đồng Hải Lượng nghiêm túc phân. Thế, vì rằng chúng ta bắt trói hắn, nhưng cũng chưa, làm chuyện tuyệt tình, cùng lắm thì đắc tội hắn thôi, hết sạch, chẳng giữ lại được một đồng. Bây giờ muốn, chạy cũng chẳng biết chạy đi đâu. Hơn nữa, cho dù trốn đi 3 tháng, 5 tháng, có trốn, được suốt đời không về ư, dựa vào tính cách của Liêu Thiên Bằng mà nói. Cho dù, hắn có trốn 3 năm, 5 năm về vẫn bị đánh cho nát mặt, như thường, cho nên, không thể trốn, không có ý nghĩa gì cả. Nghĩ vậy, trên mặt Đồng Hải Lượng chợt lộ ra vẻ chán, nản và hối hận, biết vậy thì lúc đó đã không vì câu kết, được với nhà họ Hoắc mà bắt trói người ta rồi, bây giờ chả được cái tích sự gì, lại còn đắc tội hết một lượt, sao mình lại ngu ngốc thế không biết. Đồng Hải Lượng tát mạnh mình mấy cái, dậm chân, nói, đi, đi tìm anh rể tao. Hà, bây giờ đi tìm anh Bằng ư, nhỡ gặp phải tên đó, thì chẳng phải là tự tìm đường chết à, đám đàn em. Hoang mang hỏi, không thì sao, cho dù mày muốn chạy thì có chạy đi, đâu được, vì chút chuyện như thế này mà muốn cả đời, đều không về được à. Đồng Hải Lượng nghiêm túc phân. Thế, vì rằng chúng ta bắt trói hắn, nhưng cũng chưa, làm chuyện tuyệt tình, cùng lắm thì đắc tội hắn thôi. Không phải tội chết, cho nên phải nhân lúc hắn chưa gặp được anh rể tao thì mình phải đi xin lỗi trước, cố gắng kéo vớt chút hình tượng, không khéo lại có tác dụng. Hai tên đàn em nhìn nhau, nhưng dường như cũng gầm vâng dạ. Bây giờ Đồng Hải Lượng hối hận đến xanh ruột, nhưng lại chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, cởi trói cho hai tên đàn em đang mơ mơ màng màng kia rồi đem theo lên xe cùng. Đồng Hải Lượng nhìn hai tên đàn em đang say bí thịt kia, không tìm được cho thêm mấy cái bạt tai đến người, cũng không trông chừng cho tốt được, đúng là đồ vô dụng. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 184, Liêu Thiên Bằng choáng váng. Gocchuyenaudio.com, lúc lái xe, Đồng Hải Lượng còn cố ý gọi điện thoại cho Liêu Thiên Bằng, anh, em đã có tin về người mà anh nói. Rồi, cụ thể thế nào, lát nữa gặp mặt sẽ nói với anh. Có, chút phức tạp, sau khi cúp điện thoại, Liêu Thiên Bằng nói với Ninh Thần với vẻ vui mừng, em vợ tôi nói có tin tức rồi, cậu ta sẽ đến ngay. Ninh Thần lập tức đứng lên, vội vàng hỏi, thật à, anh, ta ở đâu, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng chắc là, Liêu Thiên Bằng còn chưa nói xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Liêu Thiên Bằng cho rằng là Đồng Hải Lượng tới nên vừa đi đến cửa vừa nói, thằng nhóc này, tới nhanh thật, đợi một chút, ra mở cửa ngay đây. Trong lúc đang nói, ông ta đã đến cửa, nhưng khi cửa mở ra, nhìn thấy người đang đứng ở đó khiến ông ta sững người, bởi vì đứng ở cửa không phải là em vợ Đồng Hải Lượng mà là Hoắc Khải. Sau khi từ nông trang ra, vì không biết phương hướng, cụ thể, cũng không rõ địa hình khiến cho Hoắc Khải đi lạc đường uổng công, may thay, sau đó anh đi qua một ngôi làng thì thấy một con đường rồi bắt một chiếc xe tiện đường trở về, đi qua đi lại một hồi, lúc trở về cũng đã 9 giờ rồi. Nhìn thấy Liêu Thiên Bằng đứng ở đó cũng khiến Hoắc Khải có chút kinh ngạc, hai người còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng reo lên, sau đó một bóng hình thô bạo kéo Liêu Thiên Bằng tránh ra, bổ nhào vào lòng Hoắc Khải. Ninh Thần khóc lớn ôm chặt Hoắc Khải vào lòng, cô dùng sức đánh vào ngực anh chạy đi đâu đấy? Có, biết em lo thế nào không? Em còn nghĩ là anh chết rồi. Nghe thấy giọng nói đã khản đi của cô, Hoắc Khải có chút cảm động, sau khi trải qua nguy hiểm, con người sẽ rất dễ cảm động trước sự quan tâm của người nhà. Biểu hiện của Ninh Thần thành thật như vậy khiến anh cảm nhận được mùi vị sâu sắc của tình thân, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Hoắc Khải nói, không sao, rồi, không có việc gì cả. Ninh Ngọc Lâm và những người khác cũng lần lượt từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hoắc Khải toàn thân nhếch nhác, trên mặt còn bị thương. Không tìm được hỏi, anh, bị sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi, đi vào nhà trước đã. Đặng Tuấn Mai nói, Ninh Quốc Năng và những người khác giờ mới có phản ứng, vội vàng kéo Hoắc Khải vào phòng. Hoắc Khải vừa vào phòng thì cảm thấy dưới chân vướng víu, cúi đầu nhìn xuống chỉ nhìn thấy nhóc con đường đường ôm chặt lấy chân anh, nghiêng đầu thì thấy, trong mắt cô bé toàn là nước mắt, tuy rằng cô bé không hô hét lên bố bố, nhưng biểu cảm của cô bé đã chứng minh tất cả. Trong lòng Hoắc Khải chợt cảm thấy ấm áp. Xoa đầu, cô bé, nói, ngoan nào, cảm nhận được sự dịu dàng trong động tác của bố, đường đường bĩu môi, sau đó không nhịn được òa khóc,
hai mẹ con đều khóc rớt mướt như làm từ nước vậy. Đặng Tuấn Mai cũng cảm động lau nước mắt, Ninh Ngọc Lâm đứng một bên, nói, người trở về là, tốt rồi, ở đây khóc cái gì, chỉ có con lòng gan dạ sắt, Đặng Tuấn Mai véo cho, cậu ta một cái, Ninh Ngọc Lâm cảm thấy rất oan ức, cậu ta không nói, sai, lúc này không phải nên mừng vui mới đúng sao, bị hai mẹ con ôm chặt không rời, Hoắc Khải cũng, không thấy phiền, chậm rãi di chuyển từng bước đi đến, sofa ngồi, Ninh Ngọc Lâm như nghĩ ra điều gì vội vàng rút điện. Phải ra, nói, em phải gọi cho chị Hương Ngưng báo một tiếng, chị ấy chắc chắn rất sốt ruột. Đêm hôm đó, sau khi Cơ Hương Ngưng đến thì vẫn không đi làm, từ đầu đến cuối bận rộn chuyện của Hoắc Khải, Ninh Ngọc Lâm gọi điện thoại nói cho cô ấy biết Hoắc Khải đã về nhà an toàn thì Cơ Hương Ngưng đã lập tức cảm thấy toàn thân rút đi chỉ còn phân nửa sức lực. Cô, ngồi bệt xuống, thở phào một hơi, nói, trở lại là tốt rồi, hai ngày nay cô ấy cũng sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng, đã huy động toàn bộ mối quan hệ hiện có, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tin tức của Hoắc Khải, bây giờ cuối cùng cũng có tin tức tốt lành, sợi dây, cung bị kéo căng trong lòng cũng đứt ra được, thở sâu vài lần, Cơ Hương Ngưng đứng dậy rảo bước, ra ngoài, lúc này, Hoắc Khải đã an ủi Ninh Thần và Đường, Đường bình tĩnh lại, ít nhất có thể để anh ngồi vững trên ghế sofa, nhưng hai mẹ con vẫn như sợ anh chạy mất, trái một người phải một người ôm chặt cánh tay anh, không buông, biết hai ngày hai đêm này họ đã thật sự kinh sợ. Lo, lắng, Hoắc Khải cũng không nói nhiều, cứ để mặc họ ôm, như vậy, Liêu Thiên Bằng nhìn Hoắc Khải. Hỏi, ý của cậu là bị bắt cóc ư, nhưng không xác định được là ai đã xúi giục. À, là ai xúi giục sau này rồi nói. Trước tiên bắt hết đám, bắt cóc lại, ban ngày ban mặt lại dám làm chuyện như thế, thật to gan, Ninh Quốc Năng tức giận nói. Muốn bắt mấy người đó cũng không khó, nghe giọng, nói của họ thì hình như là người ở đây. Hơn nữa đặc điểm, nhận dạng cũng rất rõ. Trong đó có một kẻ đầu trọc, trên, cánh tay còn xăm hình con báo. Chỉ cần chúng có tiền án, tiền sự thì rất dễ tìm, Hoắc Khải nói. Liêu Thiên Bằng nghe thấy thế thì trong lòng nảy lên, một cái, không hiểu sao cảm thấy mấy đặc điểm này có, chút quen thuộc, đầu trọc, trên tay xăm hình con báo, lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, có thể là chị Hương Ngưng đến rồi, tôi ra mở cửa, Ninh Ngọc Lâm nói, ngoài cửa, mấy người Đồng Hải Lượng đầy vẻ thấp, thỏm chờ đợi, bọn chúng không chú ý cách đó không đến, 5 mét, Đồng Thiên Thanh đang đứng như một người, qua đường, nhưng chỉ cần mấy người này có bất kỳ hành động gì, khác thường, gã sẽ lập tức xông lên. Tuy rằng, biển số của chiếc xe van đã thay đổi, nhưng, Đồng Thiên Thanh vẫn có thể nhận ra hình dáng của chiếc xe, hơn nữa gã đã từng gặp qua một người trong đó, Hoắc Khải vừa trở lại, mấy người này đã lái xe tới, chắc chắn không phải là trùng hợp, Ninh Ngọc Lâm mở cửa, nhìn mấy người lạ mặt đang đứng ở cửa thì hơi sững người, sau đó hỏi, các anh là ai, Đồng Hải Lượng nhìn thấy Liêu Thiên Bằng ở trong phòng, vội vàng giơ tay hô lớn, anh rể, Liêu Thiên Bằng nhìn thấy bọn chúng. Giải thích với, Ninh Ngọc Lâm, cậu ấy là em vợ tôi, các cậu vào đây, mấy người Đồng Hải Lượng từng bước đi vào trong, vừa đi được hai bước, nhìn thấy Hoắc Khải đang ngồi trên ghế, bọn chúng liền dừng lại, thấy mấy người đều dừng bước, Ninh Ngọc Lâm còn, cảm thấy kỳ lạ, tại sao bước đi cứ như bị đông đá vậy, mấy người Đồng Hải Lượng không phải bị đông đá mà, bây giờ chúng không đi nổi thêm một bước nào nữa, vốn dĩ còn muốn trước khi Hoắc Khải quay về nhà, bọn chúng sẽ đến trước xin lỗi. Cầu xin tha thứ, nhưng, đến rồi mới biết người ta đã sớm về đến nhà rồi. Gặp mặt trong tình huống xấu hổ như vậy còn có thể. Nói gì, Liêu Thiên Bằng cũng không hiểu. Nói, các cậu đứng, như trời trồng ở cửa làm gì? Đi vào đi, lúc này, Hoắc Khải mới lên tiếng. Tổng giám đốc, Liêu, họ là em vợ của ông à? Chỉ có thằng nhóc này là em vợ tôi. Còn lại mấy người, kia là đàn em của cậu ta. Liêu Thiên Bằng thuận miệng, giải thích nói, nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên ông ta, nhận ra có gì đó không đúng. Nhìn cái đầu sáng bóng của Đồng Hải Lượng, lại nhìn, đến người đàn ông trên tay có hình xăm, cuối cùng nhìn, sang Hoắc Khải, thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh, những điều này khiến đầu óc Liêu Thiên Bằng trở nên, quay cuồng, không thể nào, Hoắc Khải không nói lời nào bế Đường Đường đặt, sang phía Ninh Thần, vốn dĩ Đường Đường không muốn, như thế nhưng Hoắc Khải cũng không để ý, anh đứng, dậy, che chắn cho hai mẹ con, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, mơ hồ có thể thấy hình bóng của Đồng Thiên Thanh, Ngọc Lâm, cậu qua đây, Hoắc Khải nói, làm gì, Ninh Ngọc Lâm không hiểu hỏi. Một loạt những động tác mang đầy tính phòng bị của Hoắc Khải khiến trong lòng Liêu Thiên Bằng nặng nề, nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, ông ta cảm thấy trước, mắt tối sầm lại, sau khi biết mấy người bắt cóc này là người của Liêu Thiên Bằng, Hoắc Khải cũng cảnh giác với ông ta, gọi, Ninh Ngọc Lâm quay lại, anh mới nói, Tổng Giám Đốc, Liêu, mấy người này, Hoắc Khải vừa mở lời, liền nghe thấy phục một tiếng, quay lại nhìn thì thấy Đồng Hải Lượng dứt khoát, quỳ xuống, anh Lý, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, phạm phải tội lớn, anh khoan dung độ lượng. Tha cho tôi, một lần, hành động của hắn, khiến cho những người trong, phòng đều chết lặng, chuyện gì đang xảy ra đây, mà Liêu Thiên Bằng lại cảm thấy muốn phun ra máu,
Quả nhiên giống những gì ông ta dự đoán, ông ta tức giận đến mức máu toàn thân dồn hết lên. Đầu, đối với người trẻ tuổi này, ông ta xem trọng như thế. Muốn kéo anh về cũng không có cửa, thế mà lại bị em vợ của ông ta bắt cóc, thật sự là các cậu làm, Liêu Thiên Bằng nói, Đồng Hải Lượng không dám ngẩng đầu lên mà cúi, cằm mặt xuống nói, vâng, là em, tôi đánh chết cậu, đồ khốn này, Liêu Thiên Bằng, tức giận tiện tay túm lấy cái ghế bên cạnh đập về phía. Hắn, ông ta tức đến mức sắc nghiền nát cả răng, ông ta, đang muốn lôi kéo người này như thế mà bọn chúng lại. Dám bắt cóc anh, đây không phải là phá đám thì là gì, phá đám thì thôi không tính, nhưng lại còn chủ động, nhảy vào lưới, con mẹ nó ngu thế không biết, nếu Đồng Hải Lượng không tới, thì coi như là sau khi, biết chuyện này, Liêu Thiên Bằng cũng có thể xử lý sạch, sẽ, thậm chí giấu không cho Hoắc Khải biết quan hệ giữa, ông ta và Đồng Hải Lượng, cùng lắm thì cho tên khốn nạn, này mấy trăm ngàn bảo hắn trốn đi đâu đó 18 năm. Rồi nói, nhưng bây giờ, Đồng Hải Lượng đang quỳ ở kia, một, đám người đều nhìn thấy, nghe thấy rõ, ông ta còn có thể, giấu thế nào, cách chương, chế tạo hào môn, chương 185, yếu điểm, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Liêu Thiên Bằng cầm cái ghế xông tới đánh, Đồng Hải Lượng không dám trốn, cắn răng chịu đựng một, đòn này rơi xuống đầu chảy cá máu, nhìn cảnh này khiến Hoắc Khải nhẹ nhàng thở phào, một hơi, từ hành động và biểu cảm của Liêu Thiên Bằng, có thể hoàn toàn chứng minh, ông ta không liên quan gì. Đến chuyện này, tuy rằng cũng có khả năng là đang diễn, nhưng theo, tình và lý mà nói, anh và người này không có thù hận, nếu, ông ta liên quan tới chuyện này thì cũng không thể tự dâng tới cửa, cho nên, gần như có thể khẳng định Liêu Thiên Bằng, không phải là người xấu, mấy người Ninh Ngọc Lâm vẫn chưa hiểu, vội vàng, kéo Liêu Thiên Bằng lại rồi nói, Tổng Giám Đốc Liêu, ông, đang làm gì vậy, đừng ngăn tôi đánh chết tên khốn này, Liêu, Thiên Bằng đẩy Ninh Ngọc Lâm ra, rồi lao đến vừa đánh, vừa đấm Đồng Hải Lượng đang ngã trên đất. Dáng vẻ ông ta tức giận rất đáng sợ khiến Ninh Ngọc Lâm đang muốn gọi Ninh Quốc Năng tới cùng kéo lại thì Hoắc Khải lại lên tiếng, Ngọc Lâm, bố, hai người đứng, sang một bên, không cần quan tâm, hai bố con Ninh Quốc Năng giữ người nhìn anh, không hiểu tại sao lại thế, nhưng Liêu Thiên Bằng lại rất rõ, Hoắc Khải đã bảo họ, không quan tâm, vậy thì chính là hy vọng ông ta tiếp tục, đánh người, nếu nghĩ sâu thêm một chút thì sẽ hiểu được, Hoắc Khải sẽ không báo cảnh sát nữa, mà nếu đã là trao đổi thì Liêu Thiên Bằng bắt buộc phải cho anh một đáp án hài lòng. Sau khi nhìn ra điểm này, trong lòng Liêu Thiên Bằng thật sự lại thở phào nhẹ nhõm, cho dù nói thế nào thì Đồng Hải Lượng cũng là em vợ của ông ta, em vợ là một kẻ bắt cóc, tin này bị tung ra thì ai còn dám làm ăn với ông ta nữa. Hoắc Khải bảo ông ta tự mình giải quyết, chính là quá nể mặt rồi. Trong lòng Liêu Thiên Bằng càng cảm động, bao nhiêu thì lại càng tức điên lên với Đồng Hải Lượng. Bấy nhiêu, bắt cóc ai không bắt lại cứ đi bắt cóc cậu ta. Vốn dĩ, Liêu Thiên Bằng đã vô cùng tán thưởng Hoắc Khải mà bây giờ, dáng vẻ rộng lượng của Hoắc Khải và cách xử lý chuyện lần này khiến ông ta không thể bới móc được điều gì, rõ ràng là không liên quan đến ông ta, nhưng Liêu Thiên Bằng lại vì thế mà cảm thấy áy náy vô cùng. Ông ta biết, đây là người có tầm nhìn mới có thể biểu hiện ra phong độ như vậy, có năng lực, có tầm nhìn, chỉ thiếu một thứ, đó chính là dã tâm. Trong lòng ông ta càng quyết tâm phải tạo được mối quan hệ tốt với Hoắc Khải. Liêu Thiên Bằng đánh thêm một lát thì thở phì phò nhìn Hoắc Khải, nói, cậu Lý, cậu, yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích, đáng, xử lý không tốt, tôi sẽ tự mình đến tạ tội, Tổng Giám Đốc Liêu đã nói như vậy tôi cũng không ngăn nữa, nhưng trước tiên, tôi hy vọng hắn có thể nói, cho tôi biết, là ai xúi giục, sai khiến hắn, chỉ cần tên cũng, được, họ cũng được, miễn là phải có một hướng điều tra, Hoắc Khải nói, Liêu Thiên Bằng không chút do dự, hung hăng đạp, cho Đồng Hải Lượng một cái, không nghe thấy cậu Lý, hỏi sao, nói, là ai sai cậu làm. Lúc này thì Ninh Quốc Năng và những người khác, cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, tuy rằng, họ không dám hoàn toàn khẳng định nhưng đã bắt đầu, nghi ngờ chuyện này có liên quan đến em vợ của Liêu Thiên Bằng. Ninh Quốc Năng nháy mắt với Ninh Ngọc Lâm, cậu ta, lặng lẽ cầm cây lau nhà ở bên cạnh, sẵn sàng chuẩn bị, ứng phó với tình huống bất ngờ. Đồng Hải Lượng bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy máu, Liêu Thiên Bằng thật sự tức giận. Ra, có năng lực, có tầm nhìn, chỉ thiếu một thứ, đó chính, là dã tâm. Trong lòng ông ta càng quyết tâm phải tạo được mối quan hệ tốt với Hoắc Khải. Liêu Thiên Bằng đánh thêm, một lát thì thở phì phò nhìn Hoắc Khải, nói, cậu Lý, cậu, yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích, đáng, xử lý không tốt, tôi sẽ tự mình đến tạ tội. Tổng Giám Đốc Liêu đã nói như vậy tôi cũng không ngăn nữa, nhưng trước tiên, tôi hy vọng hắn có thể nói cho tôi biết, là ai xúi giục, sai khiến hắn, chỉ cần tên cũng, được, họ cũng được, miễn là phải có một hướng điều tra. Hoắc Khải nói, đọc thêm con dâu của nhà giàu Liêu Thiên Bằng không chút do dự. Hung hăng đạp cho Đồng Hải Lượng một cái, không nghe thấy cậu Lý, hỏi sao, nói, là ai sai cậu làm. Lúc này thì Ninh Quốc Năng và những người khác, cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp,
Tuy rằng, họ không dám hoàn toàn khẳng định nhưng đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến em vợ của Liêu. Thiên Bằng, Ninh Quốc Năng nháy mắt với Ninh Ngọc Lâm, cậu ta, lặng lẽ cầm cây lau nhà ở bên cạnh, sẵn sàng chuẩn bị, ứng phó với tình huống bất ngờ. Đồng Hải Lượng bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập, toàn thân đầy máu, Liêu Thiên Bằng thật sự tức giận, ra, tay độc ác, cho dù cậu là em vợ hay không, cứ đánh trước, rồi nói sau, nhưng cho dù thê thảm như thế nào thì Đồng Hải Lượng vẫn không dám nói ra cái tên nhà họ Hoắc. Dáng vẻ do dự của hắn khiến Liêu Thiên Bằng càng tức giận, đạp một phát vào mặt hắn, quát mắng, cậu, không nói thì chính cậu là chủ mưu, đừng nói cậu lý mà, đến tôi cũng không tha cho cậu, giữa ban ngày ban mặt, làm cái chuyện không có tính người, thế nào cũng phải ăn, cơm tù vài năm cho nhớ, bị đánh một trận, Đồng Hải Lượng cũng không sợ lắm, cùng lắm là nằm trên giường một năm, nhưng nếu vào tù, thì không giống thế, người đi trả lại, Đồng Hải Lượng rõ hơn bất kỳ ai, nếu thật sự hắn phải vào tù, vài năm sau ra thì ai còn quan tâm đến hắn nữa. Anh rể, không phải em không nói mà họ là người không thể chọc vào Đồng Hải Lượng sắp dụng hết. Giang, giọng nói mơ hồ không rõ. Vua phạm pháp còn xử như thứ dân. Rốt cuộc cậu có nói không? Không nói, bây giờ tôi cho cậu ngồi tù luôn. Liêu Thiên Bằng vừa nói vừa muốn đến kéo Đồng Hải Lượng đi. Đồng Hải Lượng bị dọa sợ, tuy rằng hắn muốn nịnh nọt nhà họ Hoắc nhưng cũng không muốn phải ngồi tù vì chuyện này. Nếu Hoắc Khải thật sự đã bị hắn hại, vậy thì hắn có lẽ sẽ cứng đầu không nói. Dù sao cũng đã giúp cho nhà họ Hoắc một chuyện lớn, thế nào họ cũng phải bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ Hoắc Khải chẳng hề hấn gì, vì cũng bị thương một chút trên mặt và chân thì cũng còn xa mới đạt được yêu cầu của nhà họ Hoắc. Trong tình huống này, nếu nhà họ Hoắc còn bảo vệ hắn thì mới là kỳ quái. Nói không chừng, nếu Đồng Hải Lượng tự tìm tới cửa, người ta còn chủ động báo cảnh sát, xóa bỏ triệt để mối quan hệ này. Hơn nữa, uy quyền của Liêu Thiên Bằng tích lũy từ lâu trong lòng hắn khiến cho Đồng Hải Lượng không chịu nổi áp lực trong lòng, mơ mơ hồ hồ nói, là một người họ Hoắc, em không biết anh ta là ai, thật sự không biết, mẹ kiếp, không biết làm việc cho ai mà dám làm loại chuyện này. Liêu Thiên Bằng liếc mắt là đã nhìn thấu, nhưng Đồng Hải Lượng chỉ ôm đầu, không nói nữa. Liêu Thiên Bằng tức giận đến mức xông tới định cầm cái ghế đập tới. Lúc này, Hoắc Khải đi đến, giữ tay Liêu Thiên Bằng, nói, Tổng Giám Đốc Liêu, thế này nhé, nếu tiếp tục đánh người sợ là mất mạng đấy, vậy thế nào mới được, thằng khốn này dám ra tay với cậu Lý, quả là vô pháp vô thiên, không đánh cho hắn, tàn phế luôn thì tôi ăn nói thế nào với cậu. Liêu Thiên Bằng tràn đầy tức giận, nói, Hoắc Khải hiểu ý tứ của ông ta, nói, nếu tôi nói bỏ qua chuyện này, có lẽ Tổng Giám Đốc Liêu cũng không tin, bản thân tôi cũng không nuốt được cục tức này, nhưng, hắn là em vợ của ông, tôi cũng không thể đuổi cùng giết, tận, cho nên, tôi cần vị này giúp tôi một chuyện, cậu nói đi, dù có phải lấy tim gan phổi của hắn, tôi, cũng lập tức bắt hắn phải moi ra. Liêu Thiên Bằng nói, tim phổi thì không cần. Hoắc Khải lạnh lùng nghiêm, nghị nói, hắn đã có liên hệ với người kia, vậy thì tôi hy vọng hắn có thể đi tìm người kia một chuyến, nói tôi đã bị giết rồi, sau đó ghi âm lại lời nói của người kia giao cho tôi. Liêu Thiên Bằng biết anh muốn báo thù, không do dự, quay người đạp cho Đồng Hải Lượng một phát, nói, nghe, thấy cậu Lý nói gì chưa, lập tức làm đi, trong 24 giờ không thấy bản ghi âm thì tôi vứt cậu xuống sông cho cả ăn. Chuyện này không được, đó là nhà họ Hoắc, chúng ta không chọc vào được đâu. Nếu, để họ biết được là tôi phản bội, chúng ta, chắc anh không rõ tại sao nhà họ Hoắc lại sai anh đến gây phiền phức cho tôi. Hoắc Khải bỗng nhiên nói, Đồng Hải Lượng quay lại nhìn, Hoắc Khải tiếp tục nói, nguyên nhân rất đơn giản, trong tay tôi đang nắm điểm, yếu của họ, một điểm yếu có thể khiến một nhân vật quan, trọng nào đó của bọn họ hoàn toàn thân bại danh liệt. Cho nên, họ sai anh đến gây phiền phức cho tôi là muốn bịt kín mồm tôi lại, nhưng nếu thất bại, tôi tìm đến đòi công bằng, thì với sự uy hiếp của điểm yếu này, anh cảm thấy họ sẽ làm thế nào? Sẽ bán anh đi như một con chó, hay vẫn cộng tác với anh? Vốn dĩ, sắc mặt của Đồng Hải Lượng đã khó nhìn rồi, bây giờ lại càng thêm khó nhìn, dùng đầu ngón chân cái cũng nghĩ ra, nếu thật sự xảy ra chuyện này, người nhà họ Hoắc chắc chắn bán đứng hắn trong nháy mắt, nói không chừng còn muốn đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn chết càng thảm. Điều này khiến cho sắc mặt Đồng Hải Lượng thêm tuyệt vọng, ngây ngốc ngồi trên đất không biết nên làm thế nào. Dáng vẻ này của hắn khiến Liêu Thiên Bằng tức đến nỗi không đánh được nữa, bây giờ mới biết không giải quyết được hậu quả, vậy sao còn đi. Trước đây ông ta cũng không thích thú gì cậu em vợ này, nếu không phải nể mặt vợ thì chắc ông ta đã sớm đuổi hắn đi rồi. Bây giờ Đồng Hải Lượng phạm phải tội lớn, Liêu Thiên Bằng cũng không thể giúp hắn cái gì, không ném đá cho đã là tốt lắm rồi. Hoắc Khải cũng không nhìn hắn nữa mà giơ tay lên về phía Liêu Thiên Bằng, nói, Tổng Giám Đốc Liêu, đây là việc cá nhân của tôi, làm phiền ông lâu như thế, thật sự rất áy náy, nhưng trong tình huống đặc biệt hôm nay, không thể mời ông ăn cơm rồi, đợi sau khi lấy được bản
ghi âm, chúng lại tụ tập một buổi. Người bình thường vừa trải qua một vụ bắt cóc mà kẻ bắt cóc lại ở ngay trước mặt, theo lẽ thường phải tức, giận hoặc lo lắng, nhưng Liêu Thiên Bằng không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào khác thường trên khuôn mặt của Hoắc Khải. Anh rất bình tĩnh, nhưng người gặp chuyện không phải là anh. Liêu Thiên Bằng biết, đây là thái độ bình tĩnh cực cao. Như người xưa đã nói, Thái Sơn có sập xuống thì mặt cũng không biến sắc, người như vậy, rất đáng sợ, chỉ có thể làm bạn, tuyệt đối không thể làm kẻ thù. Ông ta giơ hai tay nắm chặt tay Hoắc Khải, tỏ ra trịnh trọng nói, cậu Lý yên tâm, tôi lấy đầu mình ra đảm bảo, bản ghi âm này, nhất định sẽ bắt hắn lấy lại, ngoài ra còn, có một ít bồi thường, tôi không nói nhiều nữa, nói nhiều lại, thành thô tục, đến lúc đó cậu Lý xem có được, không, cách chương, chế tạo hào môn, chương 186, người suy xét toàn diện. Gocchuyenaudio.com, Liêu Thiên Bằng khá thẳng thắn, ngoài video đủ để uy hiếp một số người trong nhà họ Hoắc thì ông ta còn đền bù thêm cho Hoắc Khải, dù là về mặt kinh tế hay phương diện nào khác thì đều sẽ làm Hoắc Khải vừa lòng. Có một số chuyện không nhất thiết phải nói quá rõ ràng, Liêu Thiên Bằng kiểm soát phương diện này rất đúng mực, Hoắc Khải cũng thế. Sau đó Liêu Thiên Bằng đá Đồng Hải Lượng một cái rồi mắng, còn không đi hả? Đồng Hải Lượng run như cầy sấy, ngoan ngoãn bò từ mặt đất lên. Lúc bọn họ sắp ra ngoài, Hoắc Khải bỗng hô lên, đợi đã. Liêu Thiên Bằng dừng chân quay đầu lại thì thấy một cái chai bay lướt qua vai mình, tiếng kêu đau đớn vang lên từ đằng sau. Quay đầu lại nhìn thì thấy tên xăm mình bị cái chai đập vào trán, một tay hắn ôm lấy trán, máu chảy ròng qua kẽ ngón tay. Giọng nói lạnh lùng của Hoắc Khải vọng tới, cái này trả lại cho mày. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Khải, Liêu Thiên Bằng hít sâu một hơi, chắp tay với anh rồi im lặng rời khỏi đó. Ông ta biết cú ném ấy của Hoắc Khải là để cảnh cáo, đồng thời muốn biểu đạt một tin tức, chỉ cần là kẻ làm anh bị thương thì anh nhất định sẽ không bỏ qua, có thù ắt sẽ báo. Nếu là trong một tình huống khác và là người khác làm thế thì có lẽ Liêu Thiên Bằng sẽ cảm thấy người đó không có lòng độ lượng, nhưng hôm nay ông ta không hề nghĩ thế, ngược lại quyết tâm không được trở thành kẻ địch của Hoắc Khải càng kiên định hơn. Đám Đồng Hải Lượng không dám nói gì về hành động trả thù của Hoắc Khải, nếu không thì lại phải ăn thêm một trận đòn nữa mất. Lúc ra ngoài, Liêu Thiên Bằng lạnh lùng nói với Đồng Hải Lượng, đừng nói tôi không cảnh cáo cậu, làm tốt chuyện này thì tôi sẽ cho cậu 1 triệu, trong vòng 5 năm đừng quay lại nữa, nếu làm không tốt thì 1 triệu này sẽ là phí chu cấp cho vợ cậu. Đồng Hải Lượng chẳng dám ho he gì, chỉ có thể cúi đầu đáp lại. Hiện tại hắn đang khóc không ra nước mắt, cảm thấy hối hận vô cùng. Lúc này ở trong nhà, Ninh Quốc Năng đi tới bên cạnh Hoắc Khải, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi, sao rồi, có bị thương nặng không? Mặc dù câu nói này nghe rất lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại quan tâm thấy rõ. Hoắc Khải lắc đầu nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ bị thương ngoài da thôi. Anh rể, thằng đó là kẻ đã bắt anh à? Ninh Ngọc Lâm hỏi. Thấy Hoắc Khải gật đầu, cậu ta lập tức làm ầm lên, thế còn chờ gì nữa, mau báo cảnh sát bắt chúng lại. Anh nói ít thôi cho tôi nhờ, muốn bắt mà còn phải chờ đến lúc này hả? Dù sao Ninh Quốc Năng cũng hơn con trai mấy chục tuổi, nhìn nhận nhiều chuyện thấu triệt hơn, chỉ có điều trong lòng ông cũng thấy không thoải mái, bèn nói với Hoắc Khải, nhìn dáng vẻ của cậu thì hình như chỉ cần hắn đồng ý tìm lại video thì cậu sẽ không truy cứu nữa nhỉ. Liêu Thiên Bằng cũng giống với ông anh Phương Sương Thịnh, đều là ông trùm vùng này, có gốc dễ chắc chắn, có thể sau này con sẽ càng ngày càng bận, những lúc đi công tác xa ít nhiều gì cũng có bọn họ quan tâm tới mọi người, vậy nên không nhất thiết phải làm to chuyện. Hơn nữa tên đầu chọc đó chỉ bị lợi dụng thôi, có bắt hắn hay không cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng nếu hắn giúp con bắt được nhược điểm của nhà họ Hoắc thì sẽ có lợi hơn. Vừa làm Liêu Thiên Bằng phải mang ơn, vừa bắt được góc của nhà họ Hoắc, bắt hắn làm gì cơ chứ? Hoắc Khải nói. Mấy người Ninh Quốc Năng nghe mà trợn mắt há mồm, bọn họ đều là người bình thường, nếu gặp chuyện tương tự như thế thì đều nghĩ tới chuyện báo thù. Đứng ở vị trí của bọn họ thì rất khó để hiểu được suy nghĩ của Hoắc Khải, bị người ta bắt rồi đánh cho một trận mà cứ bỏ qua thế à? Làm người phải có cốt khí chứ. Đối với Hoắc Khải, cái cốt khí trước mắt này cùng lắm chỉ mang đến khoái cảm nhất thời mà thôi, nhưng nếu bắt được góc của nhà họ Hoắc thì sau này thiếu gì cốt khí. Một điều nhịn chưa chắc đã mang đến 9 điều lành, nhưng lại mang đến nhiều sự lựa chọn hơn, cũng có thể làm con đường trong tương lai càng thêm thông thuận. Hoắc Khải đã từng đứng trên đỉnh cao, anh sẽ không so đo hơn thua nhất thời. Muốn làm chuyện lớn thì phải biết suy xét toàn diện. Có một câu nói rất hay, người không biết suy xét toàn diện sẽ không đủ tài trí để lên kế hoạch cho một phương diện, người không biết nhìn xa trông rộng sẽ chẳng thể làm tốt chuyện trước mắt. Nếu Hoắc Khải là một người có tầm nhìn hạn hẹp thì anh cũng không thể trở thành hy vọng của nhà họ Hoắc được. Hoắc Khải không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, anh nhìn mọi người nói, mọi người phải lo lắng cho con rồi.
Con xin lỗi, anh nói gì thế? Chúng ta là người nhà mà Ninh Ngọc. Lâm nói, Đặng Tuấn Mai cũng tán thành. Đúng thế, tự nhiên, khách sáo cái gì thế hả? Thực ra mẹ cảm thấy con làm. Vậy rất tốt, một điều nhịn là chín điều lành. Thêm bạn là, thêm đường, mẹ không phản đối chuyện con không trả. Thù, có điều hai mẹ con Ninh Thần và Đường Đường lo. Lắng suốt hai ngày hai đêm rồi đấy. Con biết, Hoắc Khải gật đầu rồi nhìn hai mẹ con với. Vẻ mặt dịu dàng, anh nói, trông bọn họ gầy đi nhiều rồi. Cũng tại con không tốt, đâu phải tại anh không tốt, đây không phải lỗi của anh. Ninh Thần ôm lấy cánh tay anh, nói một cách dịu dàng, tuy rằng phải lo lắng hai ngày, nhưng thấy anh trở về an toàn là em yên tâm rồi. Bố ơi, con đói, con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Đường Đường đột nhiên lắc cánh tay Hoắc Khải và nói, Đặng Tuấn Mai khuyên nhủ, Đường Đường, bố con mới về, phải nghỉ ngơi đã, mấy ngày nữa hãy ăn có được không? Không, con muốn ăn bây giờ cơ. Đường Đường, phồng má nói, Hoắc Khải biết cô bé quá sợ hãi nên muốn chứng minh không có gì thay đổi cả. Mẹ, không sao, con bé muốn ăn thì con sẽ làm. Ngọc, Lâm, cậu đi mua xương sườn giúp tôi. Mua loại ít thịt ấy, nhiều thịt quá con bé sẽ thấy không tơi. Hoắc Khải vừa dặn dò Ninh Ngọc, Lâm vừa bế Đường Đường lên. Mặc dù bị trói suốt hai ngày, đến giờ cánh tay vẫn còn hơi đau, nhưng anh không hề để lộ ra mặt, chỉ tươi cười một cách tự nhiên. Mèo tham ăn, ngoài sườn xào chua ngọt ra thì còn muốn ăn gì nữa? Con muốn ăn cả cá chép tỏi, miến xào thịt, thịt kho, dưa, bún xào rau. Đường Đường đếm bằng ngón tay, bắt đầu đọc tên món ăn. Được, lát nữa bố sẽ làm cho con ăn, Hoắc Khải nói, rồi nhìn về phía Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai. Bố, mẹ, trưa nay bố mẹ cũng ở lại ăn cơm đi, nếu là trước kia thì chắc chắn Ninh Quốc Năng sẽ từ chối ngay, nhưng hôm nay ông nhìn Ninh Thần và cô bé, Đường Đường đang ôm cổ bố không chịu buông ra, cuối cùng nói, tôi đi mua chai rượu để chưa uống mấy chén. Không thành vấn đề, Hoắc Khải cười nói, sau đó Ninh Quốc Năng kéo Ninh Ngọc Lâm ra ngoài, mua rượu và thức ăn, vừa ra khỏi cửa thì Cơ Hương, Ngưng cũng vội vàng chạy tới, chị Hương Ngưng Ninh Ngọc Lâm vẫy tay chào, hỏi, Lý Phong đâu? Cơ Hương Ngưng sốt sáng hỏi, ở trong phòng đó, Ninh Ngọc Lâm nói ngay, Cơ Hương Ngưng không đáp lại mà chạy thẳng vào nhà, thời khắc nhìn thấy Hoắc Khải đứng đó bế Đường Đường, cô ấy vô thức định chạy tới ôm lấy người đàn ông này, nhưng tiếng gọi của Ninh Thần khiến cô lập tức dừng lại. Cơ Hương Ngưng hít sâu vài hơi để bình ổn nỗi lòng. Sau khi gạt suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu, cô ấy nhìn Hoắc Khải nói, về là được rồi, không biết gọi điện cho tôi gì cả. Giọng điệu trách cứ này không có gì khác thường cả, chỉ có thể nghe ra được sự quan tâm. Ninh Thần chủ động giải thích cho Hoắc Khải, anh ấy mới về thôi, hơn nữa vừa rồi bọn bắt, thực sự xin lỗi, mới yên tĩnh được một lát, còn chưa kịp nuốt nước bọt nữa. Thế này đi, trưa nay ăn cơm với nhau, coi như tôi xin lỗi với cô, Hoắc Khải nói. Một bữa cơm là thanh toán xong hả? Cơ Hương Ngưng nói bằng giọng bất mãn. Ninh Thần giật tay áo Hoắc Khải, nói, hai ngày nay, Hương Ngưng cũng chạy ngược chạy xuôi vì chuyện của anh, còn mệt mỏi hơn cả bọn em nữa. Vậy thì Hoắc Khải ngẫm nghĩ rồi nói, hay là đợi về, công ty tôi pha cho cô một cốc cà phê. Đồ keo kiệt, Cơ Hương Ngưng nhe răng nói, chỉ mỗi chuyện dùng các mối quan hệ để lấy được video thôi. Mà bộ phận pháp chế và bộ phận quan hệ công chúng của cả công ty phải ra mặt, một cốc cà phê là xong. Chắc, vậy cô muốn thế nào? Cơ Hương Ngưng cũng không biết là mình muốn làm gì, chỉ cảm thấy nếu cứ bỏ qua cho Hoắc Khải như thế thì trong lòng cô ấy sẽ rất khó chịu. Một bữa cơm và một cốc cà phê là xong à? Nhưng cô ấy cũng chẳng nghĩ ra được nên bắt Hoắc Khải làm gì để bù lại. Cuối cùng chỉ có thể dậm chân nói, chẳng buồn nói với anh nữa. Công ty còn bao chuyện, hai ngày rồi không xử lý nên sắp vỡ chợ rồi. Làm gì có thời gian ở đây ăn cơm. Ninh Thần, anh ta về rồi thì tớ đi trước. Đây, hơ, cậu không ở lại ăn cơm thật à? Ninh Thần vội vàng huých Hoắc Khải một cái, ra hiệu anh lên tiếng, khuyên vài câu. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 187, tự chuốc lấy khổ, góc chuyện audio.com. Thế nhưng Hoắc Khải lại lắc đầu nói, đúng là công ty rất bận, để cô ấy về xử lý xong xuôi đã, sau này còn nhiều thời gian. Cảm ơn mà. Cơ Hương Ngưng không nhịn được, cô ấy trợn trắng mắt nhưng không phản bác gì mà chỉ nói với Ninh Thần, mọi người cứ tự nhiên đi, tôi đi đây. Hương Ngưng Ninh Thần níu kéo hai lần mà cơ Hương Ngưng chỉ lấy lệ một câu rồi vội vàng đi ngay. Chuyện này khiến Ninh Thần hơi lúng túng, cô không khỏi trách Hoắc Khải, suốt hai ngày hai đêm Hương Ngưng không được nghỉ ngơi vì anh, sao anh lại nói với cậu ấy như thế? Tính cô ấy háo thắng, anh mà cứ lấy lòng thì cô ấy không thích đâu, chẳng thà cứ như bây giờ. Hơn nữa anh đã nói rồi mà, muốn cảm ơn cô ấy thì sau này thiếu gì cơ hội. Hoắc Khải nói, với năng lực của anh, chỉ cần Cơ Hương Ngưng không mắc sai lầm gì ngớ ngẩn thì chắc chắn mối quan hệ của bọn họ sẽ ngày một tốt hơn. Lúc này trông Cơ Hương Ngưng có vẻ khó chịu vậy, thôi đến ngày mai đi làm chắc chắn thái độ của cô ấy sẽ bình thường trở lại. Ninh Thần chẳng thể làm gì được Hoắc Khải, hơn nữa anh mới thoát khỏi nguy hiểm, cô không muốn cãi vã chỉ
vì chuyện nhỏ như thế, Minh Thần lấy quần áo sạch từ trong phòng ra và đẩy Hoắc Khải vào phòng tắm. Cô do dự một lát rồi lại hỏi, anh có tự làm được không? Còn đang bị thương kia kìa, có thể là bởi vì mới thoát khỏi nguy hiểm nên lúc này. Hoắc Khải cũng thả lỏng hơn nhiều, anh thuận miệng nói, đùa, sao thế, em muốn giúp anh à? Gò má Ninh Thần hơi ửng đỏ. Cô nhìn về phía Đặng Tuấn Mai, thấy bà đang bóc đậu phộng cho Đường Đường, thế là ngượng ngùng nói nhỏ, đợi bố mẹ đi. Dứt lời, cô thẹn thùng đẩy Hoắc Khải vào rồi đóng cửa lại. Hoắc Khải nệt mặt ra sau cánh cửa, sau đó không nhịn được tát cho mình một cái, não anh bị úng nước mất rồi, chuyện này tránh còn không kịp, sao tự nhiên là chủ động nhắc tới thế này. Nhưng nghĩ lại dáng vẻ ngượng ngùng vừa rồi của Ninh Thần, Hoắc Khải lại hơi rung động. Bao ngày qua chung giường chung gối, tuy rằng bọn họ chưa từng vượt quá ranh giới, nhưng Ninh Thần thường xuyên dán lấy anh. Hoắc Khải là người biết rõ nhất cơ thể ấy quyến rũ đến mức nào, nhịn lâu ngày như thế nên anh cũng đã bốc hỏa. Bây giờ thì hay rồi, dù là Hoắc Khải cũng bắt đầu ảo tưởng vì cái câu đợi bố mẹ đi ấy. Cúi đầu nhìn lướt qua, anh thở dài một hơi, tạo nghiệp rồi. Trong lúc tắm rửa, nước bắn vào vết thương trên trán và mắt cá chân, mang tới cảm giác đau rát. Cơn đau ấy không làm Hoắc Khải thay đổi sắc mặt, anh nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Nhìn khuôn mặt vẫn còn khá xa lạ trong gương, vết thương trên trán rất rõ, rốt cuộc ánh mắt anh cũng trở nên lạnh lùng. Trước khi có đủ vốn liếng, Hoắc Khải vốn không định chọc tới nhà họ Hoắc. Lần trước đánh Hoắc Đình Viễn chỉ đơn giản là vì hắn ta động tới giới hạn cuối cùng của anh, nhưng hiện tại nhà họ Hoắc đã tìm đến em vợ của Liêu Thiên Bằng, tuy rằng may mắn trốn thoát, nhưng đến lần sau thì sao, không phải tên đầu chọc nào cũng thích nghe anh nói. Huyện Thuyên, trong số những kẻ sẵn sàng làm việc cho nhà họ Hoắc có không ít kẻ tàn nhẫn sẽ đánh gãy tay chân ném vào đống rác ngay sau khi bắt được. Quan trọng hơn hết, Hoắc Khải đoán rằng Hoắc Đình Viễn chính là kẻ chủ mưu của vụ việc lần này. Quả thực là thế lực nhà họ Hoắc rất mạnh, thế nhưng lại không có gốc rễ trong thành phố này. Hoắc Đình Viễn chỉ là kẻ ở nhánh phụ, sức ảnh hưởng có hạn, hắn ta đã tìm đến Đồng Hải Lượng bằng cách nào? Huống chi anh đang nắm giữ nhược điểm của hắn ta, với tính cách của hắn ta thì tạm thời sẽ không dám chủ động chọc tới anh. Vậy nên đằng sau chuyện này vẫn còn có kẻ khác. Trước kia nếu thấy con cháu trong gia tộc chịu thiệt mà không bị uy hiếp gì, chắc chắn người nhà họ Hoắc sẽ hành động. Nhưng nếu biết con cháu trong gia tộc sai trước lại còn bị bắt thóp nữa, thường thì bọn họ sẽ chọn cách nhân nhượng cho yên chuyện, đồng thời phạt con cháu đó rất nặng, không vì điều gì khác cả, chỉ đơn giản là làm mất mặt nhà họ Hoắc. Vậy nên trong tình huống bình thường, Hoắc Đình Viễn sai trước thì sẽ không có ai đứng ra cho hắn ta mới đúng. Hiện tại Đồng Hải Lượng xuất hiện, chứng tỏ người nhà họ Hoắc không còn cầu kỳ như trước nữa. Là bởi vì có sự thay đổi trong gia tộc, hay là anh hiểu biết về gia tộc quá ít? Đứng trên cao là có thể nhìn thấy phong cảnh mà rất nhiều người không nhìn thấy, nhưng ở trên đỉnh núi thì rất khó nhìn thấy rác rưởi dưới chân núi. Hiển nhiên trong nhà họ Hoắc hiện giờ có khá nhiều kẻ rác rưởi, chỉ có điều địa vị của anh trước kia hoàn toàn khác nên không chú ý tới. Hiện tại đứng ở vị trí khác, điều đầu tiên mà Hoắc Khải nghĩ tới không phải là trả thù, mà là tích lũy thế lực, đợi đến khi Đồng Hải Lượng mang video tới, anh không định tới nhà họ Hoắc đòi lại công bằng, mà là giấu nhược điểm này đi. Nếu có thể thì tốt nhất nên gom lấy vài nhược điểm, đợi đến lúc có đủ những con át chủ bài rồi thì sẽ tới quầy thanh bành nhà họ Hoắc. Hoắc Khải sẽ không bao giờ quên những mối thù mình cần phải báo, hơn nữa anh nhất định sẽ khiến kẻ địch phải trả một cái giá khó mà tưởng tượng nổi. Ra khỏi phòng tắm, Ninh Thần nhìn thấy vết thương trên trán anh, cô hô lên hoảng hốt, định kéo anh tới bệnh viện. Hoắc Khải lắc đầu từ chối, trên trán chỉ bị thương, ngoài ra đã ăn da non rồi, vài ngày nữa là khỏi. Ninh Thần không khuyên được anh, đành phải cầm băng gạc tới dán vào cho anh. Đường Đường quan tâm chạy tới thổi vào trán Hoắc Khải, sau đó vỗ nhẹ vào đầu anh và nói, không đau bố nhỉ? Bộ dạng đáng yêu của cô bé khiến Hoắc Khải vui vẻ, ôm cô bé vào lòng, hai bố con quấn lấy nhau cười đùa liên tục. Thấy hai bố con thân nhau như thế, Ninh Thần tươi cười ra mặt, Đặng Tuấn Mai cũng thấy vui mừng. Không bao lâu sau, Ninh Quốc Năng và Ninh Ngọc Lâm mua rượu và thức ăn về. Ngoài những thứ mà Hoắc Khải bảo mua thì Ninh Ngọc Lâm còn cầm một hộp nhân sâm vào đến nhà là ném cho Hoắc Khải, nói, bố mua để bồi bổ cho anh đấy. Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn sang, biểu cảm của Ninh Quốc Năng không được tự nhiên cho lắm. Cách đây không lâu ông còn cực kỳ bất mãn với đứa con rể này, bây giờ lại đi quan tâm người ta, ít nhiều gì cũng cảm thấy mất mặt. Ông ho một tiếng rồi nói, lần trước uống mấy chai mao đài của nó mà, bây giờ mua nhân sâm coi như trả lại, quan tâm thì cứ nói là quan tâm, vòng vo như thế làm gì, có ai cười ông đâu. Đặng Tuấn Mai bước tới mang thức ăn vào phòng bếp, Ninh Quốc Năng rất lúng túng, may mà Hoắc Khải kịp thời giải vây, con cảm ơn bố, để lúc nào con kiếm ít rượu ngon ngâm với củ nhân sâm này, đến ngày lễ Tết mời bố uống cùng. Câu nói lấy lòng nhưng không hề hèn mọn ấy làm vơi
đi. Cảm giác mất tự nhiên trong lòng Ninh Quốc Năng, giọng nói và biểu cảm của ông cũng dịu đi nhiều. Ông gật đầu nói, được, lần sau tôi mang bình ngâm rượu ở nhà cho cậu, cậu đỡ phải mua phí tiền. Cuộc trò chuyện của bọn họ ngày càng giống bố vợ và con rể, Ninh Thần cũng nhìn thấy, đương nhiên là cô cũng vui vẻ hơn, bầu không khí gia đình dần trở nên bình thường, không có chuyện gì làm cô vui hơn thế được nữa. Một ngày sau, trong phòng bệnh của bệnh viện ven biển, Hoắc Tích Nguyên nghe thư ký báo cáo, ông ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó ông ta nhìn Hoắc Đình Viễn đang nằm trên giường bệnh và nói, xử lý ổn thỏa rồi, nhưng mày phải giấu tiệt chuyện này, đừng có ngu ngốc rêu rao ra với người khác, hiểu chưa? Cho dù to gan và coi thường người khác đến mấy nữa, thì Hoắc Tích Nguyên vẫn phải tránh làm ảnh hưởng tới gia tộc. Hoắc Đình Viễn hớn hở gật đầu lia lịa, con không nói với ai đâu, tên khốn đó dám đánh con, tiếc là không được, tận mắt chứng kiến bộ dạng tàn phế của nó, suốt ngày chỉ biết mấy cái chuyện vớ vẩn ấy. Hoắc Tích Nguyên hừ lạnh một tiếng, tao bảo mày tới đó là để tạo mối quan hệ với Triệu Vĩnh An, mày gặp lão giáo sư đó được vài lần rồi, quan hệ không thấy đâu, lại còn bị người ta đánh gãy tay chân, đúng là muốn làm tao tức chết đây. Mày, Hoắc Đình Viễn nói chẳng mấy bận tâm, chỉ là một lão giáo sư đã về hưu thôi mà, con biết bố không muốn để Hoắc Giai Minh nổi bật hết phần, nhưng nhường cho hắn thì cũng đã sao, con gặp ông già về hưu đó rồi, suốt ngày chỉ biết trồng hoa trồng rau, chẳng khác gì dân chúng bình thường, mày thì biết cái chó gì. Hoắc Tích Nguyên giơ tay lên, vô thức định đánh Hoắc Đình Viễn, khiến hắn ta sợ hãi ôm lấy đầu. Thư ký ở bên cạnh khuyên bảo, cậu ấy đang bị thương đấy ạ. Lúc này Hoắc Tích Nguyên mới tức tối hạ tay xuống, ông ta chỉ vào Hoắc Đình Viễn nói, sao tao lại sinh ra thằng con thiển cận như mày cơ chứ. Triệu Vĩnh An là giáo sư văn học duy nhất của thế hệ trước còn sống trong nước, không kể đến chuyện ông ta sưu tầm những văn phòng phẩm cổ xưa có giá trị ngất ngường. Chỉ tính riêng chuyện dạy học cả đời tôi cũng đủ để tạo ra một mối quan hệ khổng lồ mà mày không thể tưởng tượng ra được. Biết bao người muốn gặp ông ta một lần để làm thân mà còn không được, mày thì hay rồi, cho mày cơ hội mà mày còn tỏ ra khinh thường, đúng là đồ ngu. Cách chương chế tạo hào môn, chương 188, giúp đỡ. gocchuyenaudio.com. Nói về tiền tài thì Triệu Vĩnh An không thiếu, nên có rất nhiều người ghen tị với ông ấy, nhưng có không ít đồ vật đều đã bị các bảo tàng lớn đặt trước mắt. Ông giáo sư già cũng từng nói, sau khi ông ấy chết thì phần lớn các vật sưu tập được sẽ được quyên tặng cho bảo tàng, càng là đồ vật có giá trị thì càng phải quyên tặng, cho nên cũng chẳng ai nắm rõ được sau khi ông ấy chết thì còn bao nhiêu di sản, nhưng cho dù không còn chút tiền nào đi nữa thì vẫn có người muốn được làm thân với ông giáo sư, chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần là mạng lưới quan hệ được thành lập từ các học trò của ông ấy thôi cũng đủ để khiến người khác thèm chảy nước miếng rồi. Nhưng Triệu Vĩnh An lại chưa hề thừa nhận việc mình muốn tìm một học trò cuối cùng, cho nên vô số người chỉ ông hy vọng với tỷ lệ 1/10.000 đưa các thanh niên trẻ tuổi đến thử sức, có thành công hay không thì tính sau. Chuyện chính là phải làm thân được với Triệu Vĩnh An đã. Hoắc Giai Minh chính là một quân cờ được nhà họ Hoắc phái tới, vì cậu ta vốn không thích làm kinh tế cho nên đã dồn phần lớn tinh lực vào các loại văn hóa như cầm, thi, họa, cho nên khá hợp với khẩu vị của Triệu Vĩnh An. Chuyện này đáng ra đã được chốt như vậy, nhưng Hoắc Tích Nguyên lại lén lút bảo con trai mình là Hoắc Đình Viễn chạy tới đó để thử vận may. Kết quả thì Hoắc Đình Viễn không những chưa kịp nói với Triệu Vĩnh An câu nào mà còn phải quay về với một thân xác đầy thương tích, khiến Hoắc Tích Nguyên giận dữ vô cùng. Ông ta có hai người con trai, người con cả bị sốt cao, vào năm lên 6 tuổi, sốt đến mức hỏng cả não bộ, trí tuệ, không khác gì đứa trẻ lên 3 lên 4. Sau đó, đến năm hơn 30 tuổi thì ông ta có thêm Hoắc Đình Viễn, vì chuyện của con cả cho nên hai vợ chồng Hoắc Tích Nguyên cực kỳ yêu thương Hoắc Đình Viễn, dù là chuyện lớn hay nhỏ thì đều chăm sóc hắn ta kỹ càng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng lại nuôi ra một tên vô dụng. Hiện giờ tuổi Hoắc Tích Nguyên đã cao, mà không biết có phải vì hồi còn trẻ quá trăng hoa hay không mà bác sĩ đã chẩn đoán thân thể của ông ta không ổn từ lâu, không thể sinh thêm được con nữa. Hơn nữa, năm ngoái vợ ông ta cũng đã mất vì bệnh tật, nên ông ta cũng hoàn toàn từ bỏ ý tưởng này. Nhìn sự kém cỏi của Hoắc Đình Viễn bây giờ, ông ta thậm chí còn cảm thấy hơi nản lòng. Bản thân ông ta thì cố gắng hết sức để lên được vị trí cao, nhưng rốt cục cũng chỉ có một mình ông ta đơn độc liều mạng, chẳng có nổi một người có thể giúp đỡ ông ta. Nghe lời dạy dỗ của bố, trên mặt Hoắc Đình Viễn thì tỏ vẻ nghe lời, nhưng thực chất thì vẫn chứng nào tật ấy. Trong suy nghĩ của hắn ta, bố hắn ta nắm quyền marketing của cả nhà họ Hoắc, mạng lưới giao thiệp không hề kém hơn Triệu Vĩnh An. Đã vậy rồi thì cần gì phải tốn nhiều sức lực thế chứ. Tóm lại, hiện giờ hắn ta chỉ một lòng muốn thấy tận mắt tình cảnh thảm hại của Hoắc Khải. Còn chuyện Hoắc Tích Nguyên bảo hắn ta làm thì đều là những thứ vô nghĩa. Một tiếng sau, Liêu Thiên Bằng đến nhà của Hoắc Khải, sau khi đưa USB và một tấm thẻ ngân hàng qua,
Liêu, Thiên Bằng nói, tôi đã xem qua đoạn video rồi, bên trong, đều có những thứ cậu cần, trong thẻ là 3 triệu, tôi biết, cậu là người không quá coi trọng tiền nong, nhưng đây, coi như là chút lòng thành của tôi, nếu cậu không nhận, thì cái thể diện này của tôi không biết phải ném đi đâu. Bây giờ, rõ ràng là chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ta, nhưng ông ta lại một mực bày ra cái vẻ hổ thẹn. Đã nói, đến mức đó rồi, Hoắc Khải cũng dứt khoát nhận lấy hai món đồ đó, anh biết Liêu Thiên Bằng là một người rất nguyên tắc, cũng rất có cá tính, nếu đã tự nguyện đưa tiền cho anh rồi thì chắc chắn sẽ không khó chịu một chút nào, nhưng nếu anh không nhận thì ông ta sẽ không vui. Quả nhiên, sau khi Hoắc Khải nhận lấy hai thứ đồ đó, Liêu Thiên Bằng liền bày ra dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Rồi nói tiếp, tôi đã đổi cái thằng danh đấy đi rồi, trong vòng 5 năm không được phép quay trở lại. Ngoài ra, bên Bình Nước Nóng Kinh Vận vốn định ký thẳng hợp đồng 10.000 bình với bên nhà máy, nhưng giờ tôi sẽ mua trực tiếp từ cửa hàng flagship của em vợ cậu luôn. Phải nói là Liêu Thiên Bằng là một người rất biết cách làm việc, ông ta không chỉ bồi thường cho Hoắc Khải mà còn chăm sóc đến cả chỗ Ninh Ngọc Lâm, nhưng Hoắc Khải lại thấy ông ta làm vậy thì hơi lố. Vì, dù sao chuyện chẳng liên quan đến ông ta quá nhiều, ai quy định là anh rể phải gánh vác trách nhiệm cho tai vạ của em vợ chứ, cửa hàng flagship là bán cho khách ngoài. Mặc dù, giá thấp hơn cửa hàng truyền thống nhưng không thể rẻ như giá xưởng được, tôi sẽ nói với Ngọc Lâm một tiếng, chứ không thể lợi dụng thế được. Mặc dù biết tổng giám đốc Liêu không thích bị người khác từ chối, nhưng ý tốt của ông tôi xin nhận, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà cứ lợi dụng ông mãi thì lòng tôi cũng không thoải mái. Hoắc Khải nói, anh nói vậy làm Liêu Thiên Bằng không kìm được mà gật đầu tán thưởng và công nhận, dâng lợi ích lên tận miệng nhưng lại không hề nổi lòng tham, nói chuyện rất chặt chẽ, có tiến có lui, không hổ là người mà ông ta đánh giá cao. Chưa đến, Hoắc Khải làm một bữa thịnh soạn mời Liêu Thiên Bằng ăn cùng, Liêu Thiên Bằng không từ chối mà rất tận hưởng. Lúc ăn cơm, Hoắc Khải hỏi ông ta chuyện liên quan đến trang trại, mặc dù mấy ngày này anh bị bắt cóc, nhưng hoạt động toàn dân giảm cân vẫn không vì thế mà bị ảnh hưởng quá nhiều, càng nhiều người biết đến hoạt động này thì tốc độ lan tỏa ra cũng không ngừng tăng lên, đã không cần đến Hoắc Khải phải tự mình đi làm quảng cáo nữa rồi, mà tổng giám đốc của công ty giảm cân Mục Thế Kiệt cũng đã thông báo rằng đã đàm phán với công ty, chuyển phát nhanh xong và xây dựng cho bọn họ một đường dây phục vụ chuyên nghiệp, đồng giá 5 tệ một đơn, giao hàng toàn quốc trong vòng 12 tiếng, trong cùng một tỉnh thì không quá 6 tiếng, bình thường thì tốc độ vận chuyển sẽ không thể đạt đến mức này được, nhưng Mục Thế Kiệt cũng là người thông minh, ông ta đã kết hợp với một công ty chuyển phát nhanh quy mô lớn đến ký hợp đồng với công ty chuyển phát nhanh đường sắt để sử dụng phương thức giao hàng bằng tàu cao tốc, tốc độ của tàu cao tốc nhanh hơn xe chuyển phát nhanh, tương đương với tốc độ của máy bay, nhưng chuyển bằng đường hàng không thì cũng có giới hạn nhất định, đó là tốc độ tuy nhanh nhưng lại không bắt kịp hiệu suất phân loại. Trong hợp đồng mà Mục Thế Kiệt ký lần này, việc phân loại sẽ do chi post địa phương phụ trách, đảm bảo được hiệu suất. Hơn nữa, xét về mặt giao hàng tận tay thì chi post mạnh hơn tất cả các công ty chuyển phát nhanh khác, có lẽ bọn họ là công ty duy nhất cả nước đạp cả xe đạp vào trong núi chỉ để giao một tờ báo. Nói đơn giản thì thực ra đây sự hợp tác của ba bên, gồm đơn vị chuyển phát tư nhân, chi post và chuyển phát nhanh bằng đường sắt, cũng là một lần thử nghiệm trong ngành chuyển phát nhanh. Nếu có thể thành công thì phí tổn của ngành chuyển phát nhanh sau này sẽ giảm rất nhiều, mà thu nhập của ngành đường sắt cũng sẽ tăng mạnh, coi như một công đôi việc. Hoắc Khải cảm thấy có rất nhiều hy vọng về dự án hợp tác này, miễn là các bên hợp tác không xảy ra vấn đề gì lớn thì vấn đề vận chuyển sẽ được giải quyết ổn thỏa. Vì vậy, khi Mục Thế Kiệt vừa thông báo thì anh lập tức định đưa đồ ăn giảm cân lên thị trường, nhưng đồ ăn giảm cân lại chú trọng đến rau xanh, dinh dưỡng và lượng calo thấp. Theo suy nghĩ cả Hoắc Khải, nếu tìm được một trang trại đáng tin cậy tại địa phương là tốt nhất, rồi nhập thẳng nguyên liệu luôn từ đó. Với sự bùng nổ của livestream hiện nay, nếu để cho khách hàng tận mắt nhìn thấy quá trình chăm bón, thu hoạch cùng sản xuất đồ ăn giảm cân thì sẽ xóa tan được phần lớn sự nghi ngờ của họ. Dĩ nhiên, nếu xét về góc độ lớn hơn thì có thể tìm được các trang trại trên toàn quốc để hợp tác là tốt nhất. Nếu mỗi thành phố đều có một đối tác như vậy thì thời gian vận chuyển cũng được giảm xuống đáng kể, nhưng đây là chuyện cần làm trong tương lai. Với tình hình hiện tại thì có thể tìm được một trang trại tại thành phố này là đã tốt lắm rồi. Không thể không nói Hoắc Khải rất có ánh mắt trong việc tìm người giúp đỡ. Liêu Thiên Bằng làm ăn tại đây đã lâu, vô cùng quen thuộc với tình hình xung quanh. Hoắc Khải vừa mở lời là ông ta đã vỗ ngực đảm bảo sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa, nhiều nhất là trong vòng 24 giờ. Ông ta sẽ tìm cho anh hai trang trại chuyên nghiệp để cung cấp nguyên liệu cần thiết cho thực phẩm giảm cân. Giá thì Hoắc Khải không cần phải nói nhiều, chắc chắn sẽ ép đến mức thấp nhất. Thể diện của Liêu Thiên Bằng có thể được sử dụng trong vòng bán kính mấy trăm cây em đấy. Có được sự giúp đỡ của nhân vật thế này thì Hoắc Khải không cần lo về vấn đề nguyên liệu nữa.
Giờ điều duy nhất cần cân nhắc chính là số lượng đơn đặt hàng. Khổng Hồ sau khi đồ ăn giảm cân được đưa ra thị trường. Ngành giao hàng đồ ăn hiện nay rất phổ biến, có rất nhiều nhà hàng quán ăn sau khi mở dịch vụ giao hàng thì số lượng đơn đặt hàng phải tăng từ mấy chục đến mấy trăm lần, thậm chí những nhà hàng vốn đã có lượng tiêu thụ khoảng mấy trăm ngàn cũng đã tăng lên hàng chục triệu, nhưng những cửa hàng như vậy đến cuối cùng lại sụp đổ, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Hoắc Khải từng tò mò đi tìm hiểu nguyên nhân, và cuối cùng anh rút ra một kết luận, đó là sự tăng vọt của lượng mua là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của các cửa hàng. Nói đơn giản một chút là thế này, chính vì lượng đơn, hàng quá nhiều nên đầu bếp không thể có đủ thời gian hoàn thiện đồ ăn một cách hoàn mỹ nhất. Qua thời gian dài, bất kể là đồ ăn đặt về hay ăn tại cửa hàng thì mùi vị sẽ kém hơn trước rất nhiều. Ngành đồ ăn nhanh thì lại rất khốc liệt, nếu đồ ăn của anh mà kém đi thì sẽ có lợi cho nhà khác, cho nên không ai đến cửa hàng ăn nữa, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền là dịch vụ giao hàng cũng chết theo. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 189, bất chấp đạo lý, góc chuyện audio.com. Bài học này khiến Hoắc Khải ngay từ đầu đã phải cẩn thận cân nhắc đến vấn đề nhận đơn, cho nên hiện giờ một trong những chuyện mà anh phải giải quyết chính là thuê một số lượng lớn đầu bếp để đảm bảo cho mùi vị của thực phẩm giảm cân có thể thỏa mãn được yêu cầu của đại đa số khách hàng. Nếu số lượng đầu bếp không đủ, Hoắc Khải thà là không kiếm số tiền này nữa còn hơn là tự phá hỏng con át chủ bài của bản thân chỉ vì chưa chuẩn bị kỹ càng ý nghĩa của thương hiệu nằm ở giá trị hàng hóa cao và phí tổn thấp, từ đó có được nhiều lợi nhuận hơn. Hoắc Khải rất để ý đến giá trị của thương hiệu, lúc Ninh Thần còn đang quay cuồng với kiếm tiền thì anh đã bắt đầu đánh bóng tên tuổi cho thương hiệu rồi. Về vấn đề đầu bếp thì Liêu Thiên Bằng có quen một trường dạy nghề chuyên nghiệp, có rất nhiều người ở đó luyện tập kỹ năng nấu ăn thực phẩm giảm cân không có yêu cầu quá cao với đầu bếp, chủ yếu nằm ở cách phối thức ăn chứ mùi vị cũng chỉ như dệt hoa lên gấm. Liêu Thiên Bằng tỏ ý có thể thay Hoắc Khải đến trường dạy nghề đầu bếp để đàm phán hợp đồng, hoặc đến thẳng cổng trường để mời chào những người học nghề, nhưng Hoắc Khải vẫn quyết định sẽ tự mình làm, đây dù sao cũng là chuyện của anh, không thể chuyện gì cũng giao cho Liêu Thiên Bằng đi làm được, người ta giúp đỡ anh chứ đâu phải đến làm công cho anh. Hai người có nhiều điểm hợp nhau, cho nên nói chuyện rất vui vẻ. Cơm no rượu say xong thì Liêu Thiên Bằng cũng lên xe rời đi, đưa mắt nhìn theo vị tổng giám đốc này rời đi. Ninh Thần nói, tổng giám đốc Liêu nhìn có vẻ rất tốt, rất nhiệt tình, có lẽ vậy. Hoắc Khải không đưa ra ý kiến, sau đó nói, chiều nay anh phải đi thuê một mặt tiền cửa hàng phù hợp để nấu ăn, ngoài ra Mục Thế Kiệt có lẽ cũng sẽ tới đây để đàm phán vấn đề vận chuyển đây, khi đó em với ông ta đi gặp mấy người phụ trách của các công ty chuyển phát nhanh rồi chốt hạ mọi chuyện nhé. Nếu tất cả thuận lợi thì thực phẩm giảm cân của chúng ta có thể được mở bán vào tuần sau. Hà, em tự đi sao? Ninh Thần vừa do dự vừa bất an, cô chưa bao giờ tự mình kinh doanh, lúc bán hàng ở cửa tiệm quần áo so với bây giờ là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Hoắc Khải cười đáp, em không cần lo lắng thế đâu, về cơ bản Mục Thế Kiệt đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng rồi, em chỉ cần xuất hiện gọi là có mặt thôi, tiện xem có cần thay đổi chi tiết nào hay không nữa, sau này sẽ càng có nhiều chuyện hơn, đến ngày nào đó em sẽ phải tự mình làm, không thể cứ trông chờ mãi vào một mình anh được. Anh không sợ em phá hỏng mọi chuyện sao? Ninh Thần hỏi, anh không sợ. Hoắc Khải nhìn quanh rồi nói, có kém đi nữa thì cũng sẽ chẳng kém như ngày xưa được đâu, nên cho dù có thất bại thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa thật ra anh không thích cách nghĩ bi quan như thế lắm, đã làm thì phải lạc quan. Ninh Thần nhìn anh một lúc sau, cô mới trịnh trọng gật đầu và nói, em sẽ cố gắng. Hoắc Khải bật cười, anh vẫn hy vọng Ninh Thần có thể trưởng thành lên và thực hiện giá trị cuộc đời của bản thân. Sự nghiệp vừa mới bắt đầu này chính là cơ hội để cô rèn luyện, giống như những gì anh vừa nói, sau này việc sẽ ngày càng nhiều, dù anh có ba đầu sáu tay đi nữa thì cũng không thể làm hết mọi thứ được, rồi sẽ có một ngày Ninh Thần phải đứng dậy mà giải quyết một phần công việc, nếu sớm muộn cũng phải làm thì chẳng bằng bè đầu luôn từ bây giờ. Đến chiều, Hoắc Khải và Ninh Thần đưa Đường Đường đến trường rồi mỗi người đi làm một việc. Hoắc Khải đã chọn được vị trí đại khái của cửa hàng rồi, để tiện hơn anh đã gọi đến người môi giới từ lần trước. Anh thuê văn phòng đến, lúc bắt xe đến địa điểm hẹn, người môi giới đã chờ được một lúc rồi, vừa thấy anh là người đó đã nhiệt tình đi lên đón, chào buổi chiều tổng giám đốc Lý, anh uống nước đi ạ. Từ lần thuê văn phòng lúc trước, khi biết Hoắc Khải và Ninh Thần kiếm được mấy triệu một tháng, người môi giới này đã kinh ngạc một hồi, ông chủ lớn như thế rõ ràng là không bao giờ ở cùng cấp bậc với giai cấp một tháng. Lương cao nhất là 20-30 ngàn, như anh ta được, nịnh hót có lẽ là tính cách của anh, à cũng có thể là bệnh nghề nghiệp, không phải khách sáo thế đâu. Hoắc Khải uyển chuyển từ chối rồi nói, mặt tiền cửa hàng mà lúc trước anh
bảo khá ổn để thuê ở đâu vậy? Ở ngay bên kia thôi. Để tôi đưa anh đi, người môi giới vừa chỉ đường, vừa giới thiệu tình huống đại khái của cửa hàng. Cả cửa hàng có diện tích khoảng 200 mét vuông, từng là một nhà hàng nên bày trí rất đầy đủ. Hơn nữa, tiền thuê cũng không đắt, 1 mét vuông chưa đến 80 tệ. Mặc dù vị trí ở đây không quá tốt, nhưng cũng được tính là giá thấp rồi. Người môi giới đã gọi điện bảo chủ nhà tới đây, nếu Hoách Khải thấy ổn thì có thể ký hợp đồng luôn. Người môi giới chỉ về một cửa hàng không xa phía trước, nói, chính là nơi đó, mặt tiền gần đường, còn có chỗ đổ xe nữa, rất hợp để làm nhà vàng. Hoách Khải không có ý kiến gì về chuyện này, người môi giới đương nhiên đều lựa lời dễ nghe để nói, còn có hợp hay không thì đi xem rồi tính. Nhưng khi hai người đi đến cửa thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong. Người môi giới thò đầu vào trong, hét, chú Mã, trong phòng, một người đàn ông, hơn 50 tuổi quay đầu nhìn lại, sau đó nói với người đàn ông ở trước, mặt mình, tôi không cãi nhau với cậu, nữa, tóm lại cậu mà không chuyển thì, tôi sẽ báo cảnh sát. Sau đó, ông ta đi ra ngoài thì người môi giới vội vàng giới thiệu, đây là, tổng giám đốc Lý, người định thuê cửa, hàng, tổng giám đốc Lý, đây là chủ, nhà, chú Mã, có chuyện gì vậy, sao chú lại cãi nhau với người ta, đây là khách thuê lần trước. Đã, chốt lại ổn thỏa là tôi trả lại tiền thuê, nửa năm cho cậu ta và cậu ta sẽ chuyển đồ đi rồi, cuối cùng tự nhiên lại, đổi ý, nói là tiền thuê nửa năm không? Đú, bảo tôi phải trả lại ít nhất cho cậu, ta 200.000 tiền phí chuyến, nhượng, cậu nói xem, sao lại có người, vô lý vậy chứ, nhà là của tôi cho, thuê không những không được tiền mà, còn phải bù tiền cho cậu ta là sao? Người môi giới sửng sốt, hỏi, ý là, bây giờ chúng tôi không thuê được nữa? Hà, vậy sao chú không nói sớm chứ? Làm tổng giám đốc Lý phải đi một chuyến không công rồi, thì tôi cứ nghĩ là còn có thể thương lượng được. Mã Tuấn Quý nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt xin lỗi. Đây là tổng giám đốc Lý hả? Thật sự xin lỗi, cậu xem, tự nhiên nó lại thành ra thế này. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu hài lòng thì tôi sẽ giảm giá 20 tiền thuê nhà cho cậu, coi như là bồi thường mẹ cha nhà nó. Tôi tha thú ít tiền của người ta còn hơn là cho tên nhóc đó một đồng. Không chịu chuyển nhà thì tôi sẽ báo cảnh sát đuổi bọn họ đi. Hoách Khải không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, anh còn chưa kịp nói gì thì một gã đàn ông tầm 30 tuổi từ trong cửa hàng đã chạy ra, chỉ thẳng mặt Mã Tuấn Quý mà mắng, ông báo đi, xem có ai để ý ông không, hợp đồng giấy chẳng mực đen còn ở kia, ông là người vi phạm hợp đồng, trước, ai dám đổi tôi ra nào, này, cậu, tới đây thuê đúng không, tôi nói trước, cho mà biết, không xì 200.000 phí, chuyển nhượng ra đây thì đừng hòng, thuê lại cái nhà này. Sự việc đột ngột này làm Hoách Khải hơi bất ngờ, người môi giới lập tức đứng ra bênh vực anh nói chuyện, lịch sự chút coi, chỉ trỏ cái gì thế hả? Và, lại, theo hợp đồng thì anh hết hạn thuê, rồi, tại sao lại đòi phí chuyển nhượng chứ? Tại sao, tại vì tôi thuê trước chứ? Sao, gã đàn ông đó hừ một tiếng, nói, cái dáng vẻ bất chấp đạo lý đó của gã khiến Mã Tuấn Quý và người môi giới tức phát điên, đến cả Hoách Khải, cũng cảm thấy cạn lời, đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại loại người này chứ? Chẳng qua là ở quanh đây chỉ có môi căn này phù hợp. Những chỗ khác, phải chờ hơn nửa năm nữa mới thuê, được, nếu không thuê ở đây thì sẽ phải, đến một nơi cách xa trạm chuyển phát, nhanh, ảnh hưởng đến tính hiệu quả, của quá trình vận chuyển. Hoắc Khải nhìn Mã Tuấn Quý, hỏi, tại sao anh ta lại không chịu chuyển, đi vậy, còn vì sao nữa, làm ăn thất bát, chứ sao? Mã Tuấn Quý thở hồng hộc, vì tức, nói, cậu ta thuê chỗ này một năm, nhưng toàn là cãi nhau với khách, một tháng cãi nhau đến gần 20 lần, hơn nữa, nước thải chảy ra khắp, nơi khiến cho người khác phải đi báo cảnh sát không biết bao nhiêu lần, mùi, vị thức ăn thì đến chó còn không chịu, nếm, thì cậu nghĩ có làm ăn được gì? Không, bản thân không biết kinh doanh, thì thôi đi, lại cứ chê phong thủy quán, tôi không tốt, còn nói là lúc sửa sang, tiệm phải tốn mất 400.000, bắt tôi đền một nửa, nếu không thì, không chịu đi, sống đến từng tuổi này, rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào, vô liêm sỉ như vậy hết, ông nói ai vô liêm sỉ đấy, có tin, tôi đánh ông không hài, gã đàn ông, kia xông lên nằm lấy cổ áo của Mã Tuấn Quý, vẻ mặt hung ác. Mã Tuấn Quý tuy là chủ nhà nhưng, dù sao cũng đã có tuổi, thân thể lại hơi, gầy gò, bị gã nắm lấy cổ áo. Mã Tuấn Quý, sợ tái mặt, hét lên, cậu định làm, gì hả, thả tôi ra, thả tôi ra. Người môi giới cũng vội vàng tiến, lên kéo nhưng lại bị gã đàn ông đẩy ra, cút sang một bên, đừng để ông đây, phải đánh thêm cả mày nữa. Người môi giới bị đẩy cho lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ngồi trên mặt đất. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 190, anh không đi thì tôi đi. gocchuyenaudio.com, gã đàn ông đó bóp cổ Mã Tuấn Quý, hung ác nói, lão già, ông có đưa, không thì bảo, không, tôi không đưa. Mã Tuấn Quý vẫn có chút chí khí, mặc dù đang sợ hãi nhưng vẫn không chịu cho gã
khốn này được lợi, gã đàn ông đó cũng không nói nhiều, giơ năm đấm lên rồi vung thăng vào mặt ông ta. Cái dáng vẻ bất cân đời ấy khiến người ta không thế nào hiểu được. Nếu là cãi nhau thì Hoách Khải không có hứng thú tham gia vào, nhưng đánh nhau trước mặt anh thì anh không thể nhắm mắt làm ngơ được. Anh đưa tay ra bắt lấy cánh tay của đối phương, đanh giọng nói gì thì nói, đánh người là hơi quá đáng rồi đấy, mẹ khiếp, mày là cái thá gì hả, mau buông tay ra, không thì tao đánh cả mày đấy. Gã đàn ông mắng mỏ, đánh người là phạm pháp, anh đánh gây ba cái răng của ông ấy là đủ để bị xử phạt rồi. Hoách Khải nói, dọa trẻ con à? Gã đàn ông cười khầy, ông đây có người quen đấy, mày có giỏi thì báo cảnh sát xem nào. Lúc này người môi giới cũng chạy qua bắt lấy một cánh tay khác của gã, nói, anh lịch sự chút đi, đừng có coi trời băng vung như thế, nếu không buông tay thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Người môi giới và Hoách Khải mỗi người nắm một bên tay của gã, khiến gã không còn chút sức nào. Một không địch được hai, thêm vào đó Mã Tuấn Quý không ngừng dây giụa để thoát ra. Gã đàn ông bị đẩy ra sau mấy bước, bèn chỉ mặt ba người mà măng rắng, thích thì đông hiếp yếu phải không, có giỏi thì đừng đi, hôm nay ông sẽ cho chúng mày chết chắc. Nói rồi gã đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó, có lẽ cảm thấy được người khác giúp đỡ nên Mã Tuấn Quý cũng tự tin hơn hẳn. Ông ta chỉ vào gã đàn ông và nói, cậu thật sự tưởng mình giỏi lắm à, còn đòi cho chúng tôi chết, bớt nói khoác đi, hôm nay dù gọi cả ông trời đến thì tôi cũng sẽ bắt cậu phải dọn đi. Bố, cái tên chú nhà đó tìm người đến đổi con, bổ đưa Mã ơi tới đây đi. Sau khi nói và n gọn, gã đàn ông cúp điện tê ôi cười khẩy với Mã Tuấn Quy, hôm nay tao không gọi được ông trời đến, nhưng khi bố tao qua đây thì chúng mày cũng đừng có quỳ xuống mà gọi ông nhé. Người môi giới khinh bỉ nói, bố, anh là cái đếch gì chứ, giả vờ giả vịt. Gã đàn ông phẹt một bãi nước bọt, biết giáo sư Triệu Vĩnh An không? Làm sao, giáo sư Triệu Vĩnh An là bố anh à, sao tôi chưa từng biết là ông ấy có một người con trẻ như anh thế. Người môi giới cười khẩy, gã đàn ông lại lạnh lùng cười nói, mặc dù tao không thể gọi giáo sư Triệu Vĩnh An là bố, nhưng ông hai của tao lại là anh em thân như ruột thịt với giáo sư. Đừng nói mấy người chúng mày ấy à, mà kể cả đám con nhà quyền Quý có tới xin gặp giáo sư Triệu Vĩnh An thì cũng phải được ông hai tao đồng ý mới được. Mã Tuấn Quý và người môi giới nghe vậy thì sửng sốt, muốn gặp giáo sư Triệu Vĩnh An thì phải được ông hai của gã đồng ý, với địa vị của giáo sư còn ai có thế làm chủ thay ông ấy được chứ. Đầu óc của người môi giới nhanh nhạy hơn Mã Tuấn Quý nhiều, anh ta nhanh chóng nghĩ đến một người rồi ngạc nhiên hỏi, ông hai của anh là ông gác cửa cho giáo sư Triệu Vĩnh An hà? Triệu Vĩnh An có địa vị rất cao nên đến cả ông cụ gác cửa cho ông ấy cũng rất có sức ảnh hưởng trong thành phố, nhất là chuyện Triệu Vĩnh An mời ông cụ vô danh gác cổng trường đại học về làm trong nhà mình lại càng là một đoạn giai thoại chiêu hiền đại sĩ. Trừ đám nhỏ chưa hiểu chuyện ra thì tất cả những ai trưởng thành đều biết đến chuyện này rồi. Gã đàn ông đó rất đắc ý nói, đúng vậy, ông hai của tao có địa vị thế nào thì khỏi phải nói rồi, cho nên là một chủ nhà còn con như ông ta hay là ông trời đi nữa thì cũng phải nếm mặt ông hai của tao thôi, còn bố tao thì lại càng thân với ông hai như bố con ruột thịt. Có biết Trương Gia Cường không? Bố, tao đói. Nghe đến cái tên Trương Gia Cường này, dù là Mã Tuấn Quý hay người môi giới thì sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc hơn nhiều. Bọn họ đã từng nghe đến chuyện của Triệu Vĩnh An và ông già canh cửa, đương nhiên cũng biết Trương Gia Cường. Bình thường, Trương Gia Cường hay lấy danh nghĩa của ông gác cửa để làm vô số chuyện thất đức, cũng có độ nổi tiếng trong thành phố. Những người nghe thấy cái tên này thì đều biết, lão ta có chỗ dựa là ông gác cửa, có thể làm thân với Triệu Vĩnh An. Vì vậy, mà bất kỳ ai đều phải nể mặt lão ta hết. Nói ngay lần Ninh Thần bị xe điện của Trương Gia Cường đụng trúng, lão ta không những không xin lỗi mà còn lăn ra ăn vạ. Người xử lý chuyện này cũng phải nhường lão ta một ít, nếu không phải Hoách Khải có quan hệ tốt với Triệu Vĩnh An và ông các cửa đến tát cho lão ta vài cái thì không biết Trương Gia Cường sẽ ăn vạ bao nhiêu tiền nữa. Gặp được ông già rồi, không ngờ lại va phải thằng con. Nhìn gã đàn ông một câu ông hai câu bố đẻ, tràn đầy sự đắc ý và kiêu ngạo khiến Hoách Khải phải lắc đầu. Thế giới lớn thế này mà sao cứ gặp phải cái gia đình đó nhỉ. Lúc này người môi giới tiến lên kéo Hoách Khải nói nhỏ, tổng giám đốc Lý, hay hôm nay chúng ta đi trước thôi. Tại sao phải đi? Hoách Khải không hiểu hỏi lại, chúng ta có Lý thì sao phải sợ gã chứ? Người môi giới trong lòng đang vô cùng hoảng loạn, đây đâu phải vấn đề có Lý hay không chứ, ông hai của người ta là người gác cử cho Triệu Vĩnh An kìa, mấy người giàu có còn phải nể mặt ông cụ mấy phần đây. Mặc dù anh một tháng kiếm được mấy triệu, nhưng sao có thể so sánh với nhóm khách quý của Triệu Vĩnh An chứ? Danh tiếng của Trương Gia Cường thì ai mà không biết, chẳng phải loại tốt lành gì. Lão ta làm vô số chuyện dơ
bẩn mà chẳng ai xử lý được lão. Lão ta mà đến thì thật sự sẽ xảy ra ẩu đà đó. Trương Gia Cường có thanh danh không tốt đâu, chúng ta quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn mà. Đi thôi, người môi giới nói, tôi biết lão ta có thanh danh không tốt, nhưng chúng ta không cần phải đi làm gì, đang ban ngày ban mặt, bọn họ chưa chắc đã dám làm gì quá đáng đâu. Hoách Khải nói, người môi giới vừa vội vừa giận, đầu óc người này có vấn đề hay sao? Hà, anh không quen Trương Gia Cường thì thôi đi, nhưng đã biết lão ta rồi mà sao vẫn còn cứng đầu thế chứ? Đến lúc bị đánh thì muốn chạy cũng không kịp nữa đâu. Mặc dù rất muốn nịnh nọt vị sếp có thu nhập mấy triệu một tháng này, nhưng khi anh quyết định đối đầu với Trương Gia Cường thì người môi giới vẫn lựa chọn việc chạy. Tổng giám đốc Lý, anh đừng trách tôi không nhắc anh nhé, sẽ dễ xảy ra đánh nhau lắm đấy, mà báo cảnh sát cũng vô dụng, lão ta có người quen ở đó, nếu anh không đi thì tôi chạy trước đây, người môi giới nói. Hoặc Khải nhìn anh ta nói, vậy tôi nói với anh trước, nếu anh đi thì vụ làm ăn này coi như bỏ đấy. Người môi giới ừ một tiếng, cũng chẳng tỏ ý gì đặc biệt. Anh ta cho rằng đầu óc Hoách Khải rõ ràng là có vấn đề, đã đến lúc nào rồi mà còn chắc đến chuyện làm ăn chứ, không biết chuyện nào quan trọng hơn à. Anh ta chẳng buồn nói gì nữa mà quay đầu đi thẳng. Hoách Khải lại nhìn sang Mã Tuấn Quý, thấy ông ta không có ý định đi thì hỏi, chú không đi à? Không, tôi không đi. Mã Tuấn Quý cản răng, mặc dù trên mặt ông ta lộ rõ vẻ lo lắng và bất an, nhưng vẫn kiên trì nói, đây là cửa tiệm của tôi. Là cậu ta vô lý trước, sao tôi phải đi chứ? Chuyện này khiến cho Hoách Khải hơi bất ngờ. Dáng vẻ sợ hãi của Mã Tuấn Quý ban nãy khi bị túm lấy cổ áo đã làm người ta rất khinh thường, nhưng không ngờ đằng sau vẻ yếu ớt đó lại là một sự kiên cường bất khuất. Này, ai cho mày chạy hả? Mày thử chạy xem. Người môi giới chưa đi được bao xa đã bị gã đàn ông kéo lại. Nhìn dáng vẻ hung ác đó của gã, người môi giới cười nịnh hót, đều là hiểm lầm cả mà, thật ra tôi chỉ đi theo người ta đến xem nhà thôi. Không, muốn tham gia vào chuyện này. Không muốn, thế mày vừa chặn tay tao là làm gì thế? Gã đàn ông đó, kiêu ngạo nói, giờ biết sai rồi à, muộn rồi, ngoan ngoãn ở đấy cho ông. Nếu không ông tát mày đấy. Người môi giới xách mặt chẳng bệch, trong lòng thì chửi Mã Tuấn Quý vô số lần, cũng chửi Hoách Khải thậm tệ. Nếu không phải cái tên họ Lý này muốn giao ai, lo chuyện bao đồng thì sao anh ta lại dính vào phiên toái được chứ? Người môi giới mới nói được mấy câu thì có một chiếc xe điện đỗ lại ven đường. Ngay sau đó là một đám người chạy tới, từ phía xa đã kêu lên, là bọn chó chết nào, chán sống hả, dám động cả vào con tao. Người môi giới quay đầu lại thì thấy Trương Gia Cường dân ba người lại đây, vừa đi vừa tìm mấy thanh gỗ ven đường rồi xách đến. Cảnh tượng này làm người môi giới sợ đến nhũn cả chân. Gã đàn ông thấy Trương Gia Cường thì càng kiêu ngạo hơn. Gã nhìn Hoách Khải và Mã Tuấn Quý nói, bố tao đến rồi đấy, bọn mày ban nấy tài giỏi lắm cơ mà, giờ thử giả vờ nữa cho tao xem đi. Cách chương chế tạo hào môn, chương 191, có biết lịch sự là gì không? Góc truyện audio.com. Hai chân của Mã Tuấn Quý cũng có chút run rẩy. Ông ta chỉ là một người bình thường, lúc nhà đất bị giải tỏa gì đời, ông ta đã được hưởng lợi từ chính sách hậu hĩnh nên mới có một dãy sen kế các cửa hàng mặt tiền 200 m² thế này. Nhưng ông ta bẩm sinh đã không nhạy bén trong kinh doanh, lần làm lớn nhất trước đó của ông ta cũng chỉ là mở một siêu thị nhỏ mà thôi. Khi nói đến việc kiếm tiền nhiều nhất, ông ta cũng chỉ nghĩ đến việc bao lâu mới có thể tăng tiền thuê nhà lên thêm một bạc. Bây giờ nhìn thấy Trương Gia Cường tiếng xấu khét nơi, ông ta tự nhiên cũng có chút sợ hãi, cho nên dù có bị người khác chế giễu cũng không dám nói lại, chỉ có thể trầm ngâm trong lòng mà tự an ủi bản thân rằng giờ là xã hội pháp quyền, bọn họ chắc cũng không dám làm càn. Trương Gia Cường đã quen với thói coi trời bằng vung, mượn danh tiếng của ông gác cửa nhà Triệu Vĩnh An mà làm xăng làm bậy. Tiệm ăn này do con trai của lão ta đầu tư, vì giá thuê tương đối rẻ, cảm thấy có thể kiếm được nhiều tiền nên đã đầu tư hơn 300.000 tệ vào đó. Cuối cùng thì con trai của lão ta cũng không phải là người biết cách làm ăn, rõ ràng có nền tảng quan hệ tốt như vậy, nhưng lại không biết tận dụng, cả ngày chỉ biết kiêu căng ngạo mạn đi tới, đi lui, lõ mũi hết lên trời, cứ như thể ai cũng đang nợ hăn vậy. Đầu bếp trong tiệm cũng là do có quan hệ mới được vào làm, chẳng những tay nghề nấu nướng tệ hại mà tình hình vệ sinh trong bếp cũng vô cùng lộn xộn, ro o sắc, không ít khách đã ăn phải ruồi, tóc hay những thứ tương tự khiến cho người ta kinh tởm. Khi khách phản nàn, hắn vẫn không thèm quan tâm, thích ăn hay không cũng mặc kệ mấy người, dù sao cũng không hoàn lại tiền. Vì thái độ đó mà hắn thường xuyên xảy ra cãi vã với khách hàng, lại còn bị khách hàng tố cáo. Nhưng hầu hết những người đến xử lý sau khi nhận được tin tố cáo đều biết mối quan hệ giữa gia đình chủ tiệm và giáo sư Triệu Vĩnh An, nên họ chỉ có thể khiển trách vài câu rồi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
thời gian trôi qua, hắn không những không học được bài học của mình mà còn hống hách hơn, tự cho rằng bản thân có thế lực rất mạnh, khách hàng là thượng đế cái quái gì chứ, nói bậy bạ, ông đây không nợ mấy người, thích thì ăn, không thì biến. Một câu sáu chữ này đúng là dùng vô cùng thuần thục. Hai tháng đầu thì tiệm ăn vẫn còn có khách đến, nhưng đến 10 tháng sau, có tìm đến mù mắt thì cũng chỉ có mấy con chuột cả ngày chạy tới chạy lui. Chỉ sau một năm, trong nhà ngay cả cái quần cũng chẳng còn để cầm cố. Vì vậy, Trương Gia Cường cũng rất tức giận, làm sao có thể gia hạn hợp đồng thuê tiệm ăn sang năm thứ hai được. Thật ra thì ngay từ 6 tháng trước, Mã Tuấn Quý đã muốn bọn họ chuyển đi. Hai bố con nhà này mở tiệm ăn mà, cứ tiệm lại bấn thỉu, cứ như sắp biến thành một cái máng hôi thối vậy. Khép, phòng đều là khói dầu, trông khó coi, đến không tả được, cho thuê thêm một thời gian nữa. Chết là chỗ của ông ta sẽ thành một bãi rác luôn mất, cho nên ngay trước thời hạn kết thúc hợp đồng thuê 2 tháng, Mã Tuấn Quý đã nói rõ rằng ông ta sẽ không cho bọn họ thuê tiếp vào năm tới nữa. Hai bố con Trương Gia Cường cũng không muốn thuê thêm, nhưng bản tính đã quen với việc lừa lọc kiếm trác từ người khác, vì vậy bọn họ nói với Mã Tuấn Quý rằng bắt dọn đi sớm thì tiền thuê phải được giảm, thuê nhà của ông ta bị lỗ vốn không kiếm được, đồng lời nào mà ông ta còn không biết giảm giá hay sao. Mã Tuấn Quý vì muốn bọn họ mau dọn đi cho khuất mắt, cũng nhìn ra hai bố con nhà này đều là phường vô lại, nên dứt khoát thí luôn cho nửa năm tiền thuê, vốn dĩ nói là phải dọn đi trong hai ngày, nhưng ai mà biết được hôm nay Mã Tuấn Quý lại nhận được điện thoại của bên môi giới nhà đất bảo đã có người đến xem nhà. Vì vậy Mã Tuấn Quý liền vội vàng chạy tới thúc giục bọn họ. Khi ông ta đến nơi, chẳng biết bọn họ có chuyện gì, đột nhiên nói giãng xế không dọn đi. Cuối cùng Mã Tuấn Quý lại bị buộc phải đưa cho bố con Trương Gia Cường một khoản phí chuyển nhà 200.000 nhân dân tệ, nếu không thì đừng mong có thể cho người khác thuê. Ý đồ tồi tệ này hoàn toàn là do Trương Gia Cường nghe theo lời của người khác, giờ muốn dọn đi thì phải tính thêm phí chuyển nhà. Dù sao thì vị trí này cũng thật sự tốt, mặt băng rộng, còn giá thuê lại thấp, chắc chắn sau khi bố con lão ta dọn đi vẫn sẽ có người đâm đầu vào cho bố con lão ta dễ bề lợi dụng. Trương Gia Cường vốn không giỏi chuyện gì ngoài chuyện hại người, vì vậy chuyện này dù là có lý hay vô lý thì lão ta cũng nhất quyết bảo con trai của mình làm mấy chuyện xấu xa lâu như vậy. Lão ta tất nhiên cũng nhận thức rõ rằng về những tranh chấp và rắc rối có thể phát sinh sau này, vì vậy lão ta luôn luôn dẫn theo một vài người thân cận sẵn sàng quay lại hỗ trợ bất cứ khi nào lão ta gặp khó khăn. Trương Gia Cường không hề xem Mã Tuấn Quý ra gì, trong mắt của lão ta, ông ta chỉ đơn giản là một tên chủ nhà đần độn. Sau khi nhận điện thoại của con trai Trương Viên Côn, Trương Gia Cường ngay lập tức kéo người đến chuẩn bị dạy cho chủ nhà một bài học. Khi tới nơi, lão ta nhìn thấy Mã Tuấn Quý và người môi giới đang bị con trai mình chặn lại, chỉ là Hoắc Khải đang quan sát cửa tiệm, chưa nhìn thấy lão ta ngay hùng hổ bước về phía người môi giới. Trương Gia Cường nhìn từ trên xuống dưới một cái, liền quay sang hỏi, con trai của lão ta là Trương Viên Côn, tên này cũng đến gây sự sao? Thằng này là người môi giới, nhưng thích lo chuyện bao đồng, rõ ràng là ngứa đòn, Trương Viên Côn nói. Người môi giới tái mặt sợ hãi, nhanh chóng nở một nụ cười hòa hoãn. Anh Cường, tôi, ai là anh của mày? Muốn qua mặt tao hả? Trương Viên Côn lúc này mới có tự tin mà đạp tới một cước, người môi giới bị đá lui mấy bước, nhưng không dám nổi giận, chỉ có thể nuốt cục tức vào trong và nói, chú Cường, sao, bố của cậu lớn tuổi hơn ông, đây chết. Trương Gia Cường trừng mắt hỏi, người môi giới vội vàng thay đổi xưng hô, ông Cường. Trương Gia Cường bật cười thành tiếng, vươn tay võ vào mặt của người môi giới, tuy rằng không dùng nhiều lực, nhưng vẫn phát ra tiếng, nhìn cậu tuổi, cũng còn trẻ, sao đầu óc lại hồ đồ như vậy, đây là chuyện mà cậu có thể xen vào được hả? Vâng vâng, tôi đã sai rồi, tôi không, được rồi, cậu cứ đứng sang một bên đi, tôi sẽ giải quyết với cậu sau. Nói đoạn, Trương Gia Cường đưa mặt, nhìn Mã Tuấn Quý nói, cái tên họ Mã, kia, nay lại không thèm nếm mặt ông đây, à, là do Trương Gia Cường này không đủ nối danh, hay là do anh quá nông nổi, cho rằng bản thân là chủ nhà thì liền muốn lên mặt. Mã Tuấn Quý bây giờ trông vô cùng căng thẳng, bất giác muốn nói điều gì đó tốt đẹp, nhưng rồi lại nghĩ rằng hai bố con này đang muốn lừa lọc kiếm trác, nếu mà bây giờ ông ta còn lên tiếng xin lỗi, vậy chẳng phải là ông ta còn phải gánh thêm một khoản phí chuyển nhà để đưa cho bố con bọn họ sao? Lúc này Trương Viên Côn lại chỉ vào Hoắc Khải mà nói, còn có tên tới thuê mặt bằng kia nữa, dám động đến ông đây, ha ha, vậy sao, ông đây cũng muốn xem thử rốt cuộc là ai có mắt như mù, chắc không biết chữ chết viết thế nào đúng không? Nếu như Trương Gia Cường không phun ra mấy tiếng chửi thề thì Hoắc Khải cũng chẳng thèm nói chuyện với lão ta làm gì, nhưng lời nói của lão ta càng lúc càng tệ hại đến mức Hoắc Khải phải quay mặt lại,
khi nhìn thấy gương mặt của Hoách Khải, tiếng nói của Trương Gia Cường đột ngột dừng lại, lão ta đứng chết chân tại chỗ, thậm chí không nhúc nhích được bước chân. Trương Viên Côn vẫn chưa nhận ra sự kỳ lạ của bố mình, vẫn chỉ vào Hoách Khải nói một cách ngạo mạn, mày đó, lại đây, không phải vừa rồi mày oai lắm sao hả? Lại đây, để tao xem mày oai đến cỡ nào. Mấy người đi theo Trương Gia Cường cũng đều tiến về phía trước với vũ khí thô sơ trong tay. Người bình thường khi gặp phải tình cảnh này chắc chắn đã gọi cảnh sát từ lâu, nhưng Hoách Khải lại trưng ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không những không sợ hãi mà còn nhìn thẳng. Trương Gia Cường hỏi, ông mới vừa hỏi tôi là có biết chữ chết viết thế nào không đó hả? Trương Gia Cường nghe đến câu này thì dùng mình một cái, toàn thân ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Hôm đó lão ta bị ông gác cửa tát cho mấy cái, lão ta vẫn chưa hề quên. Người thanh niên trước mặt chính là khách quý của giáo sư Triệu Vĩnh An, ngay cả chú hai của lão ta cũng phải tỏ ra lễ độ với người này. Vậy thì, lão ta là cái đinh gì chứ? Khi vừa đến đây, Trương Gia Cường đã nghĩ cách làm sao để dạy dỗ chủ nhà, lấy được số tiền đền bù mấy trăm ngàn. Bây giờ thì lão ta vô cùng hoang mang, tại sao lão ta lại phải gặp người mà lão ta ít muốn gặp nhất ở đây kia chứ? Điều quan trọng nhất là sự bất mãn và lạnh lùng ấn chứa trong giọng điệu bình thản của đối phương đã khiến cho Trương Gia Cường mềm như cả hai chân, nhưng con trai của lão ta thì vẫn đang đứng đó mang người như một thằng ngu. Trương Viên Côn càng mang càng khó nghe, khiến cho Trương Gia Cường như muốn đứt cả mạch máu não. Thằng nhóc khối tha, mày nghĩ mày oai lắm hả? Một người đi theo Trương Gia Cường chỉ vào Hoách Khải bằng cây lau nhà trên tay. Trương Gia Cường thấy rõ nước bẩn trên cây lau nhà đã văng lên quần áo của Hoách Khải. Hoách Khải cũng đã nhận ra, anh hơi cúi đầu nhìn vết bẩn trên quần áo, dù anh chỉ mới hơi rũ đầu xuống, nhưng hành động đó đã khiến cho da đầu của Trương Gia Cường tê dại, và tim lão ta thì như đã ngừng đập. Lão ta lập tức chạy tới mà không cần suy nghĩ, hất đổ cây lau nhà của tên đi cùng rồi mang, mày đang động vào ai đấy Hải, có biết lịch sự là gì không? Người nọ bối rối, tự hỏi liệu anh Cường có phải bị bệnh hay bị mù rồi không, nếu không thì tại sao lại mang người của mình chứ? Mọi người ở đó đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, bọn họ đều kinh hoàng khi thấy Trương Gia Cường cun cút chạy đến chỗ của Hoác Khải, rồi lão ta còn cúi đầu lấy khăn giấy trong túi ra cố gắng lau sạch vết bẩn trên quần áo của Hoác Khải. Lão ta còn nói bằng cái giọng cực kỳ hèn mọn, cậu Lý, tôi xin lỗi, tôi sẽ lau sạch chỗ này cho cậu, nếu không thì tôi mua cho cậu một bộ mới nhé, thật sự là xin lỗi cậu quá. Cách chương chế tạo hào môn, chương 192, dọn đi ngay lập tức. Góc truyện audio.com. Bố, sao bố lại? Trương Viên Côn hoang mang cứng nhắc quay đầu lại. Bố của hắn, làm sao vậy? Không phải là lúc này nên tiến đến tát cho đối phương mấy cái rồi bắt chủ nhà trả tiền hay sao? Sao tự nhiên bố của hắn lại tỏ ra niềm nở với người sắp thuê mặt băng kia như vậy? Không chỉ Trương Viên Côn và cả đám người xấu kia cũng đều ngẩn ra, mà ngay cả người môi giới ở bên cạnh cũng đang há hốc miệng, miệng mà có thể mở to ra thêm thì có khi cắm của mấy người bọn họ còn rơi được xuống đất luôn cũng không chừng. Cái tình huống éo le gì đây chứ? Nếu như lúc Trương Gia Cường bước đến liền thẳng tay tát vào mặt của người kia thì người môi giới cũng sẽ không kinh ngạc đến như vậy. Đang này, lão ta lại cun cút cúi đầu lau vết bẩn trên quần áo của người kia. Điều này đã khiến cho người môi giới vô cùng kinh ngạc. Không cần, Hoác Khải dứt khoát đẩy tay Trương Gia Cường, chỉ vào cửa tiệm bên cạnh hỏi, tiệm này là do nhà ông mở à? Đúng đúng, à không, là con trai tôi đã mở nó. Trương Gia Cường nói rồi quay đầu xông tới chỗ của Trương Viên Côn mang chửi, thằng khốn này, còn không mau mau đi xin lỗi cậu Lý đi, đúng là thứ có mắt như mù mày. Trương Viên Côn do dự bước đến, với vẻ hoài nghi, cậu Lý, có việc mở miệng nói chuyện thôi, mà cũng nói lắp thì còn làm nên cơm, cháo gì? Trương Gia Cường đánh vào sau gáy của Trương Viên Côn khiến cho hắn càng lúc càng hoang mang. Hắn vẫn không hiểu làm thế nào mà bố của hắn, một người luôn kiêu ngạo và độc đoán, lại đột nhiên luồn cúi trước một người đàn ông trẻ tuổi mà hắn chưa từng biết đến. Hoách Khải biết Trương Gia Cường không sợ anh, mà là sợ Triệu Vĩnh An, nên anh càng phải cứng rắn, không khoan nhượng đối với một kẻ như vậy. Càng mạnh tay với lão ta lại càng nghe lời. Ngược lại nếu đối với lão ta tốt một chút, lão ta liên sẽ bộc lộ giá tâm. Bất kể cửa tiệm này là của ông hay của con trai ông, tôi nghe chủ nhà nói rằng hợp đồng thuê nhà đã hết hạn, nên tôi định thuê lại chỗ này. Không biết có thể bảo con trai ông dọn đi được không? Câu hỏi của Hoách Khải khiến cho Trương Gia Cường giận mình. Sau đó, không cần phải chần chừ nhiều, lão ta liền gật đầu nói, được chứ, chuyện này, làm sao mà không được, cậu Lý đã bảo như vậy thì chúng tôi sẽ ngay lập tức dọn đi liền đi. Cái thằng nhóc thối tha này, còn không mau gọi người tới chuyển đồ ra cho thông thoáng chỗ của cậu Lý đây Hải. Trương Viên Côn vâng dạ một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra,
gọi cho công ty chuyển nhà. Hoách Khải quay sang Mã Tuấn Quý, nói, đầu tiên vào nhà xem một chút, đã. Mã Tuấn Quý không biết lai lịch của Hoách Khải, nhưng ông ta chắc chăn người bình thường sẽ không thể khiến cho Trương Gia Cường căng thẳng đến như vậy. Ông ta nhanh chóng gật đầu và đi theo Hoách Khải vào trong. Ở bên đây, Trương Viên Côn cũng nhanh chóng đặt điện thoại xuống hỏi, bố, người đó là ai? Còn nhớ lần trước tao đã kể với mày rằng tao gặp một người trẻ tuổi có quan hệ đặc biệt tốt với giáo sư Triệu Vĩnh An hay không? Ngay cả ông hai của mày cũng tỏ ra rất lễ độ với cậu. Tai, Trương Viên Côn sững sờ, sau đó ngạc nhiên nhìn Hoách Khải đã bước vào bên trong, hóa ra lại chính là người này. Trương Gia Cường đã bị ông gác cửa tát cho vài cái vì chuyện của Hoác Khải, chuyện đó đã khiến cho lão ta chờ nên im ăng trong vài ngày. Nhưng cả hai bố con lão ta đều biết rằng họ có được địa vị như ngày hôm nay ở trong thành phố không phải vì có bản lĩnh, cũng không phải vì người khác không thể trị được gói lưu manh của bố con lão ta, mà là vì gia đình lão ta có người thân làm gác cửa cho giáo sư Triệu Vĩnh An. Chỉ thói lưu manh của bố con lão ta thì vô cùng dễ, nhưng không đáng nếu như phải làm mất lòng vị giáo sư già vì chuyện này. Vì thế nên cả Trương Gia Cường và con trai của lão ta đều có sự tôn trọng hoặc kính sợ đặc biệt đối với những người liên quan đến giáo sư Triệu Vĩnh An. Nghĩ đến việc vừa rồi suýt chút nữa đã ra tay với Hoắc Khải, Trương Viên Côn liền cảm thấy sợ hãi, vội hỏi, bố mình có phải bản thân đã gây ra chuyện lớn rồi hay không? Trương Gia Cường mạnh tay tát hắn thêm một cái, lại mắng chửi, cái thằng khốn kiếp này nữa, không biết mở to mắt nhìn cho rõ ràng, đó là người mà chúng ta có thể xúc phạm hả? Lỡ mà chuyện này truyền đến tai của ông hai mày, sau đó truyền đến tai của giáo sư Triệu Vĩnh An, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Vậy bây giờ con phải làm gì đây? Trương Viên Côn bị dọa đến phát run. Trương Gia Cường vừa nghĩ tới đây liền nghiến răng nghiến lợi nói, không phải cậu ta vừa nói muốn thuê chỗ này hay sao? Mày bây giờ nhanh chóng dọn đi những thứ vô dụng, sau đó để lại những thứ có giá trị hữu dụng, coi như làm quà tặng cho người ta. Sao, mấy món này đã tốn của con không ít tiền đâu. Trương Viên Côn nói, mày thì biết cái gì, đem mấy thứ này đi bán đồ cũ thì có được bao nhiêu tiền, quá lảm là được mấy ngàn, đem món tiền này đi cầu người ta chiếu cố cho mình, có còn thấy lỗ không? Tao nói mày, đúng là có lớn mà không có khôn, đi chang con mẹ của mày, nếu mà thông minh bằng một nửa của tao, thì bây giờ mày đã không vô dụng như vậy rồi. Trương Gia Cường chửi bới, không thôi. Trương Viên Côn mặc dù đối lý, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm, bố cũng có ra cái gì đâu. Khi hai bố con Trương Gia Cường còn đang ầm ở ngoài cửa, Hoách Khải đã quan sát cửa tiệm qua một lượt, như Mã Tuấn Quý đã nói, môi trường ở đây thật sự tồi tệ, trông không giống một tiệm ăn chút nào. Tuy nhiên, thứ mà Hoách Khải quan sát nhiều nhất, đó chính là cách bày trí của nơi này. Dù sao thì sau khi tiếp quản anh cũng sẽ phải sửa sang lại nhiều. Cấu trúc của nơi này khá tốt, cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện, chỉ có điều là con hẻm đằng sau bốc mùi quá mùi hôi thối đó xộc thẳng vào trong nhà. Mặc dù anh chủ yếu muốn kinh doanh đồ ăn mang đi, nhưng anh phải làm gì nếu khách hàng muốn ăn tại chỗ? Dù sao thì cũng phải chuẩn bị một số bộ ghế dài, vì vậy việc giải quyết cái mùi hôi thối này là hết sức cấp thiết. Nơi này phải được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì đừng nói đến khách hàng, ngay cả đầu bếp làm việc ở đây cũng sẽ cảm thấy không thể nào chịu nổi. Yêu cầu cơ bản của tôi đó là con hẻm đằng sau phải được dọn dẹp sạch sẽ, Hoách Khải nói. Mã Tuấn Quý nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, ông ta vốn còn cho rằng nơi tệ hại như thế này thì Hoách Khải nhất định sẽ không thích và từ chối thuê lại, mà bây giờ anh chỉ nói rằng con hẻm đằng sau cần phải được dọn dẹp. Mã Tuấn Quý đương nhiên không phản đối, ông ta lập tức vỗ ngực, nói rằng sẽ gọi người đến dọn dẹp ngay, lập tức để đảm bảo rằng con hẻm đằng sau sẽ sạch sẽ trước khi mặt trời mọc. Vào ngày mèo, về tiền thuê mặt bằng, Hoách Khải dự định sẽ ký hợp đồng dài hạn 5 năm trước, điều này khiến cho Mã Tuấn Quý càng ngạc nhiên hơn, xen lần cả vui, mừng, ngay cả khi tiền thuê năm đầu tiên đã được chiết khấu 20, thì riêng tiền thuê nhà trong 4 năm tiếp theo đã có thể lên đến hàng trăm ngàn ngay cả khi giá thuê có không tăng theo thời gian. Hơn nữa, ông ta thấy Hoách Khải chắc chắn là một người làm việc lớn, thậm chí ngay cả Trương Gia Cường cũng phải định nọt cho một người như vậy thuê mặt bằng, đối với bản thân của ông ta chỉ có lợi chứ không có hại. Vì vậy, Mã Tuấn Quý ngay lập tức hạ giá thuê xuống một chút, cho Trương Vân Côn thuê thì lấy 15.000 một tháng, nhưng cho Hoắc Khải thuê thì lấy 150.000 một năm, tương đương với việc cho không hai tháng tiền thuê mặt bằng. Hoắc Khải cũng không giả vờ giả vịt gì, chỉ nói rằng không cần phải nhượng bộ vụ giá cả, không cần thiết phải làm cho cuộc sống thêm khó khăn chỉ vì một chút tiền bạc hay một chút sĩ diện. Vì chuyện này không còn liên quan đến bên môi giới nên hợp đồng được Hoách Khải tự mình ký kết. Dù sao Trương Viên Côn vẫn chưa dọn ra
ngoài xong, nên cũng không có gì phải vội vàng, hai người trò chuyện thêm một hồi, sau khi anh rời khỏi cửa tiệm, Trương Gia Cường lập tức mang theo Trương Viên Côn đến trước mặt chào, hỏi, nét mặt tươi cười nói, cậu Lý, thế, nào rồi, thấy chỗ này có hài lòng không, nghe giọng điệu của lão ta cứ như, thể chỗ này là của lão ta vậy. Hoách Khải mặc dù không thích giọng điệu vô lại của lão ta, nhưng, cũng biết đạo lý thà đắc tội người quân, tử chứ không thế đắc tội kẻ tiểu nhân, liền nói, cũng được, cũng đã cọc tiền, thuê rồi, vậy các người khi nào thì dọn, đi, dọn đi, sẽ dọn đi ngay, dọn xong, trước khi mặt trời lặn, Trương Gia Cường nét mặt định bợ hỏi tiếp, cậu Lý, thuê chỗ này làm dịch vụ ăn uống đúng, không, mọi thứ trong tiệm của chúng, tôi đều là đồ mới mua, cậu xem có cần, gì không, chúng tôi không cần tiền của, cậu, chỉ muốn quan hệ giữa chúng ta, trở nên thân thiết hơn mà thôi. Hoặc Khải lắc đầu nói, không cần, tôi đã mua xong tất cả mọi thứ, chỉ cần, các người dọn đi ngay, ngày mai tôi tới, lấy chìa khóa, còn thừa lại thứ gì tôi sẽ, cho người thu mua phế liệu mang đi, nhiều thứ trong cửa tiệm, bao gồm, cả bàn, ghế và ghế dài, thật sự còn rất, mới, hầu như chưa được sử dụng qua, nếu nhận được nó miễn phí, chắc chắn, sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, nhưng Hoách Khải sẵn sàng chỉ số, tiền đó ra, giống như Mã Tuấn Quý, chấp nhận miễn cho anh 2 tháng tiền, thuê nhà mỗi năm vậy. Chút tiền này, Hoách Khải một đồng, cũng không muốn tiết kiệm, Hoách Khải luôn muốn xa lánh, những kẻ tiểu nhân như Trương Gia, Cường, nước sông không phạm nước, giếng, cũng không muốn có bất cứ liên, quan nào với lão ta, đừng nói chỉ là mấy món đồ này, cho dù có gửi cả núi vàng, Hoách Khải, cũng sẽ không bao giờ nhận lấy, thái độ thẳng thắn của anh khiến, cho Trương Gia Cường vô cùng lúng, túng, muốn làm thân cũng không được, thật là quá mất mặt, nhưng lão ta không dám tức giận, chỉ hơi cười mỉa rồi nói. Thôi, vì cậu Lý, đã không cần nên tôi sẽ cho người dọn, đi, sau này nếu như cậu Lý có cần gì thì, cứ gọi cho tôi bảo đảm sẽ có mặt. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 193, giáo sư bị tai nạn. Góc truyện audio.com, Hoắc Khải nói với lão ta vài câu chiếu lệ, sau đó bảo Mã Tuấn Quý tìm cửa hàng in ấn hợp đồng. Để tránh cảnh đêm dài lắm mộng, Trương Gia Cường, Trương Viên Côn cùng những người khác không dám giữ anh lại. Nên chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi, sau khi bọn họ đi được một đoạn xa. Trương Viên Côn bất mãn lẩm bẩm, loại người gì đây, đã cho miễn phí còn không cần, lại muốn vứt đi, còn đứng đó nói nhảm hả? Trương Gia Cường lại đánh vào sau gáy của hắn rồi nói. Mau nhanh chóng dọn đi, đừng có mà để một đống rác ở đây làm cho người ta không vui. Ở bên kia, Hoắc Khải đang cùng Mã Tuấn Quý đi tìm một cửa hàng in ấn thì người môi giới chạy tới. Khi Trương Gia Cường chạy đến gây sự, anh ta chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, lúc này nhận ra mọi chuyện khác xa với những gì mình nghĩ. Anh ta liền vội vàng quay lại định định nọt Hoắc Khải. Tuy nhiên, chưa đợi Hoắc Khải lên tiếng, Mã Tuấn Quý đã chế nhạo nói, vừa rồi không phải chạy rất nhanh sao, quay lại đây làm gì, chú Mã cứ nói vậy, một người nhỏ bé như tôi làm sao có thể so với anh Lý đây. Anh Lý vững chãi như núi Thái Sơn, còn tôi chỉ là một người môi giới nhỏ nhoi, người môi giới cất tiếng nịnh nọt Hoắc Khải, như sắp tâng bốc anh lên đến tận mây xanh, Hoắc Khải thì không có phản ứng gì, thậm chí còn không thèm đáp lời anh ta, trước đây còn đánh giá người môi giới này cũng không tệ lắm. Bây giờ nhìn lại, đúng là lúc đó anh đã đánh giá quá cao anh ta. Người môi giới ở đó hồi lâu cũng không có người để ý tới. Có thể là do cảm thấy xấu hổ nên tự động chuyển đề tài. Anh Lý vừa rồi có vẻ đã xem xét xong toàn bộ nhỉ. Anh có cảm thấy hài lòng không? Thấy hai người đi cùng nhau, có vẻ như mọi chuyện đều đã giải quyết xong xuôi. Người môi giới hỏi, Mã Tuấn Quý có hơi thiếu kiên nhẫn với người này. Liền nói, cậu phiền phức quá, không có việc gì nữa thì đi chỗ khác đi, đừng có đứng đó cản đường nữa. Chú xem kìa, tôi chỉ muốn hai người làm việc với nhau được thuận tiện hơn thôi. Nếu như hai người đã bàn xong rồi, có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Chú nhìn đi, hợp đồng tôi cũng đã in ra đây rồi. Người môi giới vừa nói vừa vội vàng từ trong túi sách lấy ra 3 bản hợp đồng. Mã Tuấn Quý không trả lời, chỉ nhìn sang Hoắc Khải. Hoắc Khải không có dự định tiếp nhận hợp đồng này. Nhìn về phía người môi giới nói, tôi sẽ tự mình in hợp đồng, cho nên không cần làm phiền đến anh. Người môi giới cũng biết hành động vừa rồi của mình đã gây khó chịu cho hai người này. Nên gượng gạo thu hồi hợp đồng, nhưng vẫn cắn răng hỏi câu mà mình muốn hỏi nhất, còn phí môi giới, theo như ý của anh ta, tiền hoa hồng chỉ lấy một nửa cũng được, dẫu sao bản thân làm như vậy quả thật cũng không đúng lắm. Làm sao có thể đem khách hàng ném đi vào thời khắc mấu chốt mà một mình chạy trốn được. Nhưng Hoắc Khải là một người rất nguyên tắc, nếu như đã chạy trốn thì đừng quay lại, dù có quay trở lại thì anh cũng coi như không quen. Cho nên, anh đã rất dứt khoát nói, tôi đã nói rồi, anh bỏ đi thì chuyện này liền không liên quan gì đến anh nữa. Bao gồm cả chuyện thuê mặt bằng, nếu như không còn vấn đề gì khác, chúng tôi còn có chuyện phải làm, xin phép đi trước. Sau cùng, Hoắc Khải và Mã Tuấn Quý thẳng thừng rời đi, người môi giới chần chừ một chút, cuối cùng vẫn không dám ngăn bọn họ lại, thường ngày gặp phải chuyện như vậy, anh ta nhất định sẽ ngăn cản người ta,
Dù sao mặt bằng cũng là do anh ta giới thiệu, phải chi tiền hoa hồng chứ. Nhưng mà, Hoắc Khải này có thể dàn mặt cả Trương Gia Cường, anh ta đã không dám khiêu khích Trương Gia Cường, tất nhiên cũng sẽ không dám khiêu khích Hoắc Khải. Đối với một mặt bằng rộng 200 mét vuông, hoa hồng của người môi giới thường bằng tiền thuê một tháng. Khoảng 16.000, nhìn bóng lưng rời đi của Hoắc Khải và Mã Tuấn Quý. Người môi giới tỏ vẻ buồn bực lắm, nhưng cũng không thể làm gì, anh ta bây giờ chỉ muốn tự tát vào mặt của mình. Trước đó sao lại run sợ như vậy, nếu như anh ta lúc đó chịu đồng cam cộng khổ với Hoắc Khải. Bây giờ nhất định là đã cầm được trong tay 16.000 rồi. Lại còn có thể kết giao được với một ông lớn như vậy. Bây giờ thì hay rồi, đừng nói đến một xu tiền hoa hồng cũng không cầm được. Lại còn làm mất lòng người ta, sau này mà người đó có muốn tìm chỗ thuê mặt bằng cũng sẽ không bao giờ tìm đến anh ta. Chuyện này đối với Hoắc Khải mà nói cũng chỉ là chuyện thường tình trong cuộc sống. Nên anh hoàn toàn không quan tâm đến nó, người môi giới kia có nghĩ như thế nào cũng không liên quan đến anh. Mà anh cũng lười cân nhắc. Trong hang cọp, nếu như đã lựa chọn để lại người khác ở đó mà một mình chạy trốn, thì cũng nên hiểu rằng đã không còn có quan hệ gì với nhau nữa. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất của cuộc sống. Ngay sau đó, Hoắc Khải đến cửa hàng in ấn, tải xuống một hợp đồng mẫu và in ra hai bản sau khi thực hiện một số sửa đổi nhỏ. Chú đọc đi, nếu không có vấn đề gì, thì có thể ký tên rồi lăn dấu vân tay. Hoắc Khải nói, Mã Tuấn Quý nhận lấy hợp đồng, không thèm nhìn đã cầm bút ký lên. Cậu Lý đã làm việc thì tôi có gì mà không yên tâm kia chứ. Không cần đọc, không làm trễ thời gian của cậu nữa. Ông ta nhanh chóng ký tên vào, rồi lăn dấu tay màu đỏ vào chỗ chỉ định của hợp đồng thuê mặt bằng. Sau đó Mã Tuấn Quý đưa bản hợp đồng cho Hoắc Khải rồi nói. Lần này thật cảm ơn cậu Lý quá, nếu không có cậu thì không biết phải tranh cãi ầm ĩ đến lúc nào mới xong. Hay là như vậy đi, tôi mời cậu dùng bữa, cậu cứ tùy ý chọn địa điểm. Hoắc Khải lắc đầu nói, tôi còn có việc phải làm, hẹn chú lại hôm khác. Mặc dù Mã Tuấn Quý chỉ là một người bình thường, cũng không có bản lĩnh gì lớn. Nhưng ông ta vẫn có thể kiên định với ý kiến của mình trước sự đe dọa của Trương Gia Cường. Điều này cũng coi là đã đáp ứng được yêu cầu của Hoắc Khải. Bên cạnh đó, trong 5 năm tới, anh sẽ phải làm việc ở chỗ mà ông ta cho thuê. Nên việc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với ông ta cũng không gây hại gì. Giải quyết xong vụ hợp đồng thuê mặt bằng, Hoắc Khải không về nhà ngay mà đến một công ty trang trí. Cửa tiệm đã bị Trương Viên Côn làm cho lộn xộn, các khu vực chức năng hoàn toàn khác so với những gì mà Hoắc Khải mong đợi. Nên chúng phải được cải tạo lại. Sau khi nói chuyện với công ty trang trí một lúc, chắc chắn rằng nhà thiết kế đã hiểu yêu cầu của mình. Hoắc Khải mới rời đi, công việc phục dựng cụ thể chỉ có thể được bắt đầu sau khi người của công ty trang trí đến chỗ của Mã Tuấn Quý để đo đạc cửa tiệm. Sớm nhất thì cũng phải là ngày mốt mới xong, do tính gấp rút của kế hoạch, Hoắc Khải đã nói rõ với công ty trang trí là từ bản vẽ đến khi hoàn thành thì phải làm xong trong một tuần. Không cần biết công ty sử dụng bao nhiêu người hoặc thực hiện như thế nào. Miễn là có thể hoàn thành đúng hạn, tiền bạc không phải là vấn đề. Khi vừa bước ra khỏi công ty trang trí, Hoắc Khải nhận được cuộc gọi từ Đường Thế Minh. Trong điện thoại, giọng nói của Đường Thế Minh nghe rất nặng nề. Giáo sư xảy ra chuyện rồi, mong cậu đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Khải hỏi, Đường Thế Minh nói sơ qua cho Hoắc Khải biết về vấn đề này. Thì ra nhà của Triệu Vĩnh An đã bốc cháy, vì địa hình ở đó phức tạp, các con hẻm dài và hẹp, lại còn có một chiếc xe ba bánh đậu bên đường khiến xe cứu hỏa khó có thể đi qua nhanh chóng. Khi xe cứu hỏa khó khăn đến nơi, thì căn nhà đã cháy rụi. Lửa cháy đỏ rực cả một nửa bầu trời, may mà Triệu Vĩnh An được Đường Thế Minh cứu ra kịp thời. Vì tay chân bị bỏng nhưng tính mạng không đến nỗi nguy kịch. Tuy nhiên, những cổ vật quý giá được lưu giữ trong nhà đều đã bị hủy hoại. Chỉ tính riêng thiệt hại của những thứ này cũng có thể lên đến ít nhất hàng trăm triệu. May mắn thay, một số văn vật cổ quý hơn đã được đặt trước để tặng miễn phí cho các viện bảo tàng lớn. Nên ông ấy đã cất chúng trong két sắt của ngân hàng. Nếu không, đây sẽ là mất mát đau thương nhất trong lĩnh vực cổ vật của lịch sử cận đại ở trong nước. Vị giáo sư già hiện đang điều trị trong bệnh viện, do ngôi nhà và bộ sưu tập cả đời của ông ấy đã bị phá hỏng khiến cho tinh thần của ông ấy lúc này vô cùng tồi tệ. Trái tim của Hoắc Khải run lên, không nói thêm gì nữa, anh cúp máy và chạy nhanh đến bệnh viện. Khi anh đến bệnh viện, lối vào của khoa điều trị nội trú chất ních xe cộ đủ màu sắc, cùng những tài xế mặc vest vừa hút thuốc vừa nói chuyện với nhau ở đó. Sau khi Hoắc Khải lên lầu, bước ra khỏi cửa thang máy thì thấy trên hành lang cũng chật cứng người. Những người này đều ăn mặc rất chỉnh tề. Cả người đều toát ra khí chất ấn tượng, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết không phải là người thường. Hoắc Khải định bước tới, nhưng lại bị một người vươn tay ra ngăn lại, không được đi qua đây, hãy đi vòng qua hướng khác. Hoắc Khải mắt nhìn người đàn ông, đại khái đánh giá anh ta là một vệ sĩ, liền nói, tôi biết giáo sư Triệu, tôi đến thăm ông ấy. Nghe vậy, mọi người gần đó đều quay đầu nhìn sang, Triệu Vĩnh An muốn tìm một học trò để thừa kế di sản của ông ấy. Có rất nhiều lời đồn đại về việc này, bất kể ông ấy có thừa nhận hay không. Mọi người đều khẳng định rằng khi ông ấy chết đi sẽ có một người học trò được kế thừa cơ nghiệp.
Vì vậy, khi Triệu Vĩnh An xảy ra chuyện, một đám người đã đến đó để tỏ lòng kính yêu đối với ông ấy. Đối với bọn họ, tất cả mọi người đến bệnh viện hôm nay đều là đối thủ. Đương nhiên càng nên chú ý, trong thực tế, các đối thủ cạnh tranh khác đều có hiểu biết ít nhiều về nhau. Nhưng hầu như không có ai biết Hoắc Khải là ai cả. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 194, dân dậy và trách mắng. Góc chuyện audio.com, chấm, nhìn cách ăn mặc cực kỳ bình thường của anh, không ít người đều tỏ ra nghi ngờ, cảm thấy đây là một người qua đường muốn góp vui, hoặc là phóng viên muốn kiếm cớ để qua cửa, làm thế nào chứng minh anh quen biết với giáo sư Triệu. Người chặn đường kia hỏi, Hoắc Khải bị hỏi thì ngây người, làm sao chứng minh, điều này cũng cần chứng minh sao, mặc dù yêu cầu của người kia rất vô lý nhưng Hoắc Khải cũng không tức giận. Lấy điện thoại, gọi cho Đường Thế Minh một cuộc, tôi đến bên ngoài phòng bệnh rồi, nhưng có người ngăn lại không cho tôi qua. Đợi một chút, tôi đến ngay, Đường Thế Minh trả lời nói. Không lâu sau, Đường Thế Minh đi đến, trên đường có rất nhiều người giữ anh ta lại để hỏi về tình hình của Triệu Vĩnh An. Đường Thế Minh tùy tiện trả lời qua quýt vài câu, tỏ vẻ tình hình của giáo sư rất tốt, không cần lo lắng. Đường Thế Minh đi đến trước mặt Hoắc Khải, nói, đi theo tôi, người vừa rồi còn ngăn Hoắc Khải, cũng không chặn đường nữa mà một trong những người đứng bên cạnh lại hỏi. Thế Minh, đây là ai? Anh ấy là một người bạn mà giáo sư gặp trong hiệu sách. Lý Phong, Đường Thế Minh trả lời nói, anh Lý, xin chào, tôi là Bao Bất Đồng, không biết anh Lý làm việc ở đâu, người đó giơ tay về phía anh hỏi, theo phép lịch sự, Hoắc Khải bắt tay với anh ta, trả lời nói, tôi làm việc ở công ty con của nhà họ Cơ, người của nhà họ Cơ, nghe thấy đáp án này, những người xung quanh đều mất hứng, nhà họ Cơ ở trong nước được coi là một trong những dòng họ lớn, nhưng không tính là bậc cao, miễn cưỡng chỉ có thể coi là bậc trung, trong những người có mặt ở đây, không thiếu người có thế lực còn mạnh hơn nhà họ Cơ nhiều. Hơn nữa, quản lý ở công ty con nhà họ Cơ đều là con cháu của dòng họ. Mà Hoắc Khải nói anh họ Lý, vậy không phải là người của nhà họ Cơ, cho nên chức vụ ở công ty cũng không cao lắm. Đối với chuyện Đường Thế Minh nói anh quen Triệu Vĩnh An ở hiệu sách thì họ lại cảm thấy không có gì đáng ngờ. Từ trước đến nay, Triệu Vĩnh An không coi trọng bối cảnh gia đình, từ nhà quyền quý cho đến nhân viên quét dọn, ông ấy đều có thể nói chuyện. Bình thường có kiểu người bán hoa, bán cây được ông ấy mời về nhà ăn cơm cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Những người đến thăm Triệu Vĩnh An phần lớn là người có quyền có thế, đối với hạng người như Hoắc Khải, trong tình huống này, họ cho rằng anh cơ bản không đủ tư cách để vào thăm bệnh. Mà sẽ có người chặn lại như vừa rồi, nếu không phải Đường Thế Minh đến dẫn đường, thì anh chỉ có thể đứng ở đây. Đường Thế Minh dẫn Hoắc Khải đến bên ngoài phòng bệnh nhưng lại không bảo anh vào. Chỉ nói, giáo sư đang nói chuyện với người khác ở bên trong, đợi một chút rồi vào nhé. Hoắc Khải gật đầu, nghe theo lời của Đường Thế Minh đứng đợi bên ngoài cửa phòng. Bên cạnh còn có mấy người cũng đang đợi tò mò đánh giá anh. Sau đó chủ động đến bắt tay, hỏi về thân phận, khi biết Hoắc Khải chỉ là một trợ lý ở công ty con nhà họ Cơ. Quen Triệu Vĩnh An ở hiệu sách thì họ đều lập tức mất hứng. Không phải ai quen biết Triệu Vĩnh An đều đáng để họ giao thiệp. Tình huống như thế, Hoắc Khải cũng không quan tâm, anh đến đây vì Triệu Vĩnh An mà không phải vì người khác. Những người khác nhìn anh thế nào cũng không quan trọng, lúc này, trong phòng bệnh vọng ra tiếng tranh cãi. Thầy, thầy thật sự già đến hồ đồ rồi, không trộm không cướp thì sao phải quyên góp cho bảo tàng. Tự mình giữ lại không tốt sao? Đúng thế, những đồ vật đó là tâm huyết một đời của thầy, giá trị không thể tính được, quyên góp cho viện bảo tàng thì không có gì cả sao? Hoắc Khải và những người khác đều bất giác nhìn vào phòng bệnh qua cửa kính thì nhìn thấy 4-5 người đang đứng trước giường bệnh, tranh cãi với Triệu Vĩnh An. Không cần hỏi, Hoắc Khải cũng biết thân phận của những người này, từ trái sang phải lần lượt gọi là Thượng Toàn Minh, Miêu Nhất Khoa, Thạch Đông Phong, Đặng Vinh Hoa, 4 người này đều là học sinh của Triệu Vĩnh An, hơn nữa đều thuộc hàng có máu mặt. Địa vị cao, bất kỳ người nào chỉ cần dậm chân một cái là khiến toàn quốc xảy ra chấn động không nhỏ. Mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đều ít nhiều có sự góp mặt của họ. Mạng lưới quan hệ của Triệu Vĩnh An chỉ yếu dựa trên 4 người này. Cho nên họ cũng là người vào phòng bệnh đầu tiên, vốn dĩ cho rằng sẽ là bức tranh ấm áp về tình cảm thấy trò nhưng không ngờ. Mới vào được mười mấy phút thì đã cãi nhau rồi, theo ý trong lời nói của họ, có lẽ là có liên quan đến những món đồ cổ mà Triệu Vĩnh An siêu tầm. Miêu Nhất Khoa để đầu xẻ ngôi giữa. Nhìn có vẻ phóng khoáng nói, thầy à thầy bảo chúng em giúp xây lại nhà, thật sự mà nói, coi như không lấy đồng nào thì chúng em cũng phải làm. Nhưng, vừa rồi thầy nói phải kiếm tiền có đạo đức, nói tiền của mấy người chúng em kiếm được không chính đáng. Câu nói này có hơi quá rồi, nếu đã cảm thấy tiền chúng em kiếm đều là tiền bẩn thì sao còn tìm chúng em giúp chứ? Triệu Vĩnh An đang nằm trên giường bệnh, cánh tay và chân đều bị băng bó, vẻ mặt nhìn không tốt lắm, ông ta ngồi thẳng người, trong vẻ lúng túng còn mang chút tức giận nói. Tôi đang dạy các anh đạo lý làm người, tiền có thể kiếm nhưng không thể vì kiếm tiền mà táng tận lương tâm. Thầy, câu này của thầy em không nghe nổi, cái gì mà táng tận lương tâm kiếm tiền, nói thật, năm đó thầy chỉ là một giáo viên,
Tuy rằng tổ tiên có để lại chút sản nghiệp nhưng cũng chỉ là những viên gạch vụn lạnh lẽo. Đều là vật chết, nếu dựa vào đồng lương giáo viên ít ỏi thì có thể mua nổi nhiều đồ cổ như vậy sao? Còn không phải do mấy người chúng em đều biết thầy thích những đồ này. Cho nên mỗi dịp gặp mặt, đón năm mới đều tặng hai món. Sau này, thầy lại dùng danh tiếng của mình, cao mua thấp bán mới tạo thành sản nghiệp lớn như thế. Thầy không có con ruột, bình thường có chuyện gì cũng đều là mấy người chúng em đến xử lý. Không để thầy phải nói nhiều một câu, bây giờ thì tốt rồi, thầy lại nói tiền chúng em kiếm được đều là do vô lương tâm mà có. Câu nói này cũng khó nghe quá rồi, người nói câu này là tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước lớn Thạch Đông Phong. Cũng là người lớn tuổi nhất trong bốn người, đã 60 tuổi, gần đến tuổi về hưu. Bình thường, ông ta nói chuyện rất hòa nhã, nhưng hôm nay tức giận như vậy, có lẽ do lời nói của Triệu Vĩnh An thật sự có chút khó nghe rồi. Được rồi, mấy người các anh có phải cảm thấy nhà và đồ cổ của tôi bị cháy sạch sẽ? Những đồ khác lại quyên góp cho viện bảo tàng, còn bảo các anh giúp xây lại nhà nên trong lòng không vui đúng không? Trước đây nói hay như thế, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, còn nói gì mà nuôi tôi đến cuối đời, coi như tôi nhìn rõ rồi, tất cả chỉ là nói bậy, các anh đều như nhau, thèm thuồng ít đồ vật đó trong tay tôi. Bây giờ biết không lấy được thì cũng chán không buồn đối phó với lão già này. Được rồi, các anh đã không sẵn lòng vậy thì cút đi càng xa càng tốt. Tôi không tin, không có mấy người các anh, tôi không tìm được người cho tôi mượn tiền sửa nhà. Triệu Vĩnh An tức đến nỗi đập bàn, hô lớn, Đường Thế Minh, vào đây cho tôi, đuổi mấy kẻ này đi. Lúc này Đường Thế Minh mới đẩy cửa đi vào, nói với mấy người Thạch Đông Phong, mời các ông về trước, đi thì đi, gào cái gì mà gào. Miêu Nhất Khoa bất mãn rời đi trước. Ông ta dùng sức mở cửa phòng bệnh khiến cánh cửa đập lên vách tường. Phát ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sau đó, Thạch Đông Phong và Thượng Toàn Minh cũng rời đi. Đặng Vinh Hoa nhìn có chút mập mạp lại thở dài nhìn Triệu Vĩnh An. Thầy làm sao vậy? Thật ra họ cũng không phải muốn đồ gì nhiều đâu. Như ông Miêu, chỉ là thích cái nhiên mực đời Tống mà thôi. Cái này cũng không phải đồ quý giá không thể thiếu được. Thầy cho ông ta thì có mất gì đâu. Cút đi cho tôi. Triệu Vĩnh An tức đến nỗi cầm cái gối ném lên người ông ta. Quát mắng, tôi thà ném hết tất cả những thứ đó đi cũng không cho các anh cái gì. Tất cả cút đi, Đặng Vinh Hoa cũng rất tức giận, đá cái gối vừa rơi từ trên người mình xuống, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, ba người khác đã đi ra ngoài rồi. Trên đường đi có một người quen không hiểu hỏi, Tổng Giám Đốc Thạch, sao vậy, đang yên đang lành lại giận giáo sư Triệu như vậy chứ? Thạch Đông Phong vẻ mặt ảm đạm nói, nhà của thầy cháy hết rồi đấy, ông ấy bảo chúng tôi giúp xây lại, ông Miêu nói có thể cho không số tiền mượn đó. Chỉ cần thầy bằng lòng đưa cho ông ta nghiên mực đời Tống thì chuyện này ông ta sẽ lo liệu. Thật ra cũng không có gì không thể, nghiên mực đời Tống đó nhiều nhất cũng chỉ 1-2 triệu tệ, nhưng nhà của thầy có thể xây bằng 1-2 triệu tệ sao? Ông Miêu cũng rất nể mặt rồi, nhưng thầy vừa mở miệng đã mắng mấy người chúng tôi là tiền bẩn. Vô lương tâm, các anh nói xem, lời này là sao chứ? Chúng tôi chỉ có lòng muốn giúp, thế mà lại bị mắng một trận, thật là giả hồ đồ rồi. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 195, khổ nhục kế. Góc chuyện audio.com, Miêu Nhất Khoa quay đầu lại nhìn, nói, được rồi, có gì hay mà nói nữa, nếu đã thấy mấy người chúng ta làm ông ấy mất mặt. Vậy thì được rồi, sau này ông ấy đi đường dương quan của ông ấy, tôi đi cầu độc mộc của tôi, đừng nói tôi không tôn trọng thầy của mình. Trong phòng bệnh, vang lên tiếng hét tức giận của Triệu Vĩnh An, đừng cho rằng tôi không biết các anh có suy nghĩ gì. Mỗi người đều chỉ muốn tiền của tôi, lương tâm của các anh đều bị chó tha đi hết rồi. Miêu Nhất Khoa tức đen mặt, cào về phía phòng bệnh. Thầy nói đúng rồi, em là kẻ không có lương tâm, lúc còn đi học không phải là thầy đã nói, sau này chắc chắn em sẽ không có tiền đồ sao, bây giờ thế nào, thầy vẫn cảm thấy em là rác rưởi đúng không? Được, sau này, tất cả những chuyện liên quan đến thầy, em sẽ không nhúng tay vào, con mẹ nó thằng nào dám đến tìm em vì chuyện của thầy. Em sẽ lật mặt luôn với nó, nói xong, Miêu Nhất Khoa quay đầu bỏ đi, Thượng Toàn Minh gọi với theo sau, ông Miêu, Đặng Vinh Hoa đi theo sau. Nói, khuyên gì mà khuyên, không phải chúng ta không nể mặt thầy, mà chính thầy không cần chúng ta giúp đỡ, mấy người chúng ta dù sao cũng là những người có máu mặt. Vậy mà trước mặt bao nhiêu người bị ông ấy mắng như tát nước vào mặt như thế. Chẳng ra sao cả, đừng nói ông Miêu, cả tôi cũng nghĩ như thế, sau này coi như đường ai nấy đi, tôi thật sự không muốn hỏi lại mấy chuyện này, nếu không, sớm muộn cũng có người nói, Đặng Vinh Hoa tôi toan tính tiền tài của thầy Triệu, cái mũ này, tôi không muốn đội đâu. Sau đó, Đặng Vinh Hoa tức giận rời đi. Thạch Đông Phong cũng đi cùng, có người kéo Thượng Toàn Minh lại, hỏi, đàn anh Thượng, các anh thật sự không quan tâm đến thầy nữa à? Thượng Toàn Minh thở dài. Nói, không phải chúng tôi không muốn quan tâm, mà không có cách nào quan tâm cả, lo cho thầy lại bị cho là xem trọng tiền tài của ông ấy thì làm sao mà lo đây? Được rồi, coi như ít đi vài người chúng tôi, thầy không phải vẫn còn các cậu sao? Sau này việc của thầy, các cậu hỏi thăm nhiều một chút nhé,
mấy người chúng tôi coi như điếc rồi. Tượng Toàn Minh nói xong cũng đi mất, những người khác đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ khác lạ. Trong mạng lưới quan hệ của Triệu Vĩnh An, bốn người Thượng Toàn Minh chiếm khoảng 1/3, còn lại 2/3 đều là những người có quan hệ mật thiết với họ. Nếu bốn người này không lo việc của Triệu Vĩnh An nữa thì ai sẽ lo đây? Hay nói là, ai còn dám lo đây? Nếu mà lo cho ông ấy, vậy chính là so đo với bốn người họ, người ta đều không dám đội cái mũ này. Anh nhặt lên đội, như thế là muốn nói họ chính là mấy tên ngu xuẩn sao? Mọi người nhìn nhau, có người nhỏ giọng bàn luận, còn có người sắc mặt ảm đạm, đầy mâu thuẫn. Hoắc Khải cũng đang im lặng suy nghĩ. Anh đứng ở trước cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong thấy Đường Thế Minh đang an ủi Triệu Vĩnh An. Ông giáo sư quá tức giận, bắt đầu nói bậy rồi, có thể do nhà thì bị cháy, đồ cổ siêu tầm được thì bị hỏng, lại thêm chuyện mấy học trò ông ấy coi trọng không nghe lời. Khiến ông ấy khó lòng chấp nhận được sự thật thê thảm như thế. Lúc này, một người đến cửa phòng bệnh, nói, giáo sư, bỗng nhiên công ty có việc gấp, cần em phải trở lại giải quyết, vậy em đi trước ạ, sau khi giải quyết xong em lại tới thăm thầy. Triệu Vĩnh An vẫn đang tức giận, nghe thấy thế thì nói một cách khó chịu, cút, 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 muốn đi thì đi đi, giả vờ cái gì chứ, người kia cười ngượng ngập, nói thêm vài câu khách sáo rồi mới rời đi, có người thứ nhất thì chắc chắn sẽ có người thứ hai. Con người vẫn luôn dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đầu đàn. Những người khác cũng nhanh chóng lần lượt đến để chào ông ra về. Chỉ trong vòng một tiếng đã có ít nhất mười mấy người đi rồi. Cho dù là như thế thì cũng còn không ít người vẫn đứng ở ngoài hành lang. Hoắc Khải cũng ở lại không đi, anh vẫn luôn chú ý mọi chuyện trong phòng bệnh. Một lát sau, thấy Đường Thế Minh đi ra, Hoắc Khải mới hỏi, tâm trạng của giáo sư tốt hơn chưa? Không tốt lắm, vẫn đang tức giận, tính của ông ấy là như thế, nhìn thì có vẻ ôn hòa nhưng thật ra rất ngang ngược. Đường Thế Minh nói, bây giờ tôi có thể vào thăm ông ấy không? Hoắc Khải lại hỏi, Đường Thế Minh lắc đầu, nói, sợ là không được, mỗi khi tức giận, giáo sư đều muốn ném bàn lật ghế. Cậu vào bây giờ chắc là ông ấy cũng không nói được câu nào hay đâu. Nếu không thì mai cậu quay lại nhé. Sau đó, Đường Thế Minh vỗ vỗ tay, nói với những người đang đứng ở hành lang, giáo sư đã nói hôm nay không gặp ai, nếu hôm nay mọi người không có chuyện gì đặc biệt thì xin mời về trước ạ. Hoắc Khải lại nhìn tình hình trong phòng bệnh. Triệu Vĩnh An đang cầm cái điều khiển ném lên tường, cảnh tượng bạo lực này khiến cho không ít người nhìn thấy đều lắc đầu. Có thể khiến một giáo sư văn học nổi tiếng tức giận đến mức này. Xem ra sự việc xảy ra hôm nay đã khiến cho ông ấy bị đả kích rất lớn. Nghĩ cũng đúng, Triệu Vĩnh An cũng đã là ông lão 80 tuổi, cái tuổi như mặt trời ban chiều sắp lặn đằng Tây, ở đoạn cuối cuộc đời, bỗng nhiên mất hết tất cả, có thể không tức giận sao, cũng do ông ấy có sự tu dưỡng về văn hóa khá cao. Nếu không, vừa rồi có lẽ không chỉ nói lời khó nghe mà cả những lời bậy bạ cũng dốc hết ra rồi. Cậu cũng về trước đi, ở đây có tôi trông nom rồi, không có chuyện gì đâu, Đường Thế Minh lại quay sang nói với Hoắc Khải. Hoắc Khải nghĩ một lát rồi gật đầu nói, vậy được rồi, anh đã có số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì cần giúp thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Được, Đường Thế Minh đồng ý nói, ông Triệu, tôi là Lý Phong, hôm nay tâm trạng của ông đã không tốt như vậy thì tôi xin phép về trước. Ngày mai lại tới thăm ông, Hoắc Khải nói, đều là một đám lòng lang dạ sói, không có lấy một người tốt, giọng nói vang lên trong phòng bệnh khiến Đường Thế Minh tỏ vẻ bất lực. Hoắc Khải biết trong lòng anh ta cũng không dễ chịu, nên gật đầu chào xong thì rời đi. Sau khi về nhà, Minh Thần vẫn chưa trở lại, Hoắc Khải nghĩ một lát rồi ra chợ mua một ít thực phẩm bổ máu. Định ngày mai làm một ít đồ ăn biếu Triệu Vĩnh An. Ông ấy vẫn luôn tự trồng rau ăn, có lẽ cũng không quen ăn đồ ăn trong bệnh viện. Sau khi nhà bị cháy, những đám rau mà ông ấy vất vả nuôi trồng cũng hóa thành tro bụi. Theo Hoắc Khải thấy, đả kích to lớn nhất đối với Triệu Vĩnh An không phải là sự tổn thất của những món đồ cổ. Cũng không phải do những học trò có địa vị kia trở mặt với ông ấy mà là mảnh đất trồng rau ông ấy gửi gắm cả đời đã không còn nữa. Lúc Hoắc Khải đang bận rộn nấu cơm thì bốn người Miêu Nhất Khoa, Thượng Toàn Minh cũng đã tập trung lại ở căn phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao. Trong phòng chỉ có bốn người họ, đến cả thư ký cũng bị đuổi ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Miêu Nhất Khoa dùng mình một cái, nói với Thượng Toàn Minh, có phải tôi diễn hơi quá rồi không? Sau này thầy sẽ không diệt trừ tôi luôn đó chứ? Khi còn học đại học, ông ta từng bị Triệu Vĩnh An đánh vào lòng bàn tay. Một thanh niên 20 tuổi đầu còn bị người ta coi như đứa trẻ con mà đánh vào lòng bàn tay là chuyện khiến cho Miêu Nhất Khoa cả đời này cũng không quên. Được, vì ông ta biết, Triệu Vĩnh An thật sự coi họ là những đứa trẻ nhà mình. Không nỡ mắng, cũng không nỡ đánh một trận, chỉ có thể dùng cách đánh vào lòng bàn tay truyền thống để trừng phạt. Thượng Toàn Minh rót một ly rượu đưa cho ông ta, nói, yên tâm, theo hiểu biết của tôi về thầy, ông ấy chỉ có thể khen cậu diễn tốt, sao có thể diệt trừ cậu được, nhưng kỹ thuật diễn xuất của cậu cũng rất bùng nổ. Không phải là nói ra lời trong lòng đấy chứ. Hừ, Miêu Nhất Khoa đón lấy ly rượu, một hớp uống cạn luôn. Sau đó nói, miệng chó không mọc được ngà voi. Chú đừng có mà rảnh rỗi đi chọc ngoáy. Nếu thầy thật sự tin lời nói ngớ ngẩn của chú thì xem ông đây xử chú thế nào.
Thạch Đông Phong là người lớn tuổi nhất trong bốn người, ông ta rất cẩn thận kéo rèm lại, sau đó đi qua, nói, việc lần này các cậu đừng có mà vì tiện, để diễn xuất vở kịch này, thầy còn đốt cả nhà, nếu không may bị ai làm hỏng chuyện thì lãng phí hết cả tâm huyết rồi. Không sai, trận cãi nhau không lâu trước đây của Triệu Vĩnh An và mấy người này chính xác là một vở kịch. Những lời nói bên ngoài không phải là bịa đặt, có thể nói, vì lời đồn đó được lan truyền quá lâu, quá rộng nên bản thân Triệu Vĩnh An cũng tin tưởng vào điều đó. Ông ấy thật sự cần tìm một học trò cuối cùng, kế thừa tất cả mọi thứ của ông ấy, học thức của ông ấy, tài sản của ông ấy, kể cả mạng lưới quan hệ của ông ấy. Trong những thứ này, cái gọi là tài sản lại là thứ có giá trị thấp nhất. Vì ông ấy biết, đã là người phàm thì đều tham lam, cho nên Triệu Vĩnh An chọn một cách khiến người khác vô cùng khó hiểu. Ông ấy lấy một mồi lửa, tự tay đốt nhà của mình, sau đó ném những đồ cổ giả giả thật thật vào đó tạo ra một tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đến khi bốn người Thạch Đông Phong tới thì tranh cãi một trận lớn về chuyện này. Khiến người khác cho rằng thầy cho bọn họ đường ai nấy đi rồi. Đây chỉ là đòn đầu tiên, theo kế hoạch của Triệu Vĩnh An, sau đó còn muốn trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ông ấy tự làm mọi thứ, đến hành động của Thạch Đông Phong và những người khác đều phải khiến người khác thực sự tin rằng, giáo sư Triệu bây giờ đã trở thành mặt trời chiều sắp lặn ở đằng Tây. Bất lực như con hổ già bị rơi vào bẫy, nghĩ được điều này không khó, chỉ cần Triệu Vĩnh An khiến bản thân ông trông có vẻ thê thảm một chút. Mà mấy người Thạch Đông Phong lại không đưa tay ra giúp đỡ. Còn nói mấy lời lạnh nhạt là được, nghe thì dễ, nhưng đến khi làm thật, thì cần giáo sư Triệu Vĩnh An phải chịu đựng đủ mọi cực khổ. Bởi vì đây chính là khổ nhục kế. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 196, bận rộn, góc truyện audio.com. Biểu hiện của Thượng Toàn Minh và những người khác ở bệnh viện khiến không ít người tưởng thật. Nhưng vẫn có rất nhiều người cảm thấy thầy trò họ sẽ không mâu thuẫn đến độ bế tắc. Cái cỏ cũng không sao, kiểu gì cũng có ngày làm lành thôi. Vì thế, ngày thứ hai vẫn có khá nhiều người đi thăm. Trong số đó bao gồm cả Hoắc Khải, thế mà tới bệnh viện rồi mới biết, Triệu Vĩnh An đã làm thủ tục xuất viện từ sáng sớm tinh mơ. Cũng không biết đã đi đâu mất, mất công đi một chuyến nên khá nhiều người tỏ ra thất vọng. Riêng Hoắc Khải không cảm thấy có gì đáng để thất vọng. Thái độ của anh đối với ông giáo sư này phần nhiều là kính trọng. Chứ không hẳn là muốn lợi dụng ông để đạt được mục đích gì đó. Có lẽ anh cũng có suy nghĩ trên phương diện khác, nhưng Hoắc Khải chỉ thích ứng với tình thế chứ không cố tình làm vậy. Trong mắt anh, muốn thành công với bất cứ chuyện gì. Nhất định phải dùng sức mạnh của mình làm chủ đạo, nếu không, cho dù thành công, cũng sẽ bị người khác lôi kéo đi quá nửa. Có điều, các mối quan hệ của Triệu Vĩnh An thực sự có thể giúp Hoắc Khải giảm được rất nhiều công sức. Nhưng bây giờ ông giáo sư già như mặt trời xuống núi. Đương nhiên anh sẽ thấy đáng tiếc, mấy hôm sau, qua bản tin thời sự, Hoắc Khải mới biết Triệu Vĩnh An đã quyên góp tất cả đồ cổ và văn vật cho các bảo tàng rồi. Khi phóng viên tới phỏng vấn, ông cụ đang đứng trước căn nhà mình mới mua, chăm sóc hoa cỏ, căn nhà mới của Triệu Vĩnh An nằm ở khu Tây Bắc. Cũng không biết do trùng hợp hay cố tình mà ở cùng khu với Hoắc Khải. Hai tòa nhà cũng nằm cạnh nhau, ông cụ mua nhà ở tầng 1, trước cửa có bồn hoa nhỏ, tính đi tính lại chưa đầy 5 mét vuông, đúng là một trời một vực với vườn rau rộng cả 100 mét ở căn nhà của tổ tiên để lại. Hoàn cảnh xung quanh khá vắng vẻ khiến người ta thổn thức vô cùng. Triệu Vĩnh An năm xưa hô mưa gọi gió mà cũng có ngày phải sống ở nơi như thế này. Cùng lúc đó, có nguồn tin ngoài lề cho hay, khi nghe tin thầy giáo đã quyên góp đống đồ cổ cho bảo tàng. Miêu Nhất Khoa tức giận đến mức nổi cơn tam bành, tuy rằng người này cũng không nói rõ ràng điều gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, người này đang tức giận vì mình vất vả bao nhiêu năm cũng thành uổng phí. Dạng người như Miêu Nhất Khoa đã không cần dựa vào Triệu Vĩnh An để kiếm chắc các mối quan hệ nữa. Bởi vì bản thân người này đã là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới ấy. Điều mà người này thực sự coi trọng chỉ có thể là đống đồ cổ và văn vật với giá trị cao ngất trời kia thôi. Trước kia, ở trong bệnh viện, người này từng vì một cái nghiên mực thời Tống mà cãi nhau với Triệu Vĩnh An. Bây giờ có nổi nóng cũng không khiến người ta thấy kỳ lạ. Theo luân lý đạo đức, hành vi của Miêu Nhất Khoa đáng lẽ sẽ bị lên án. Anh đâu phải con trai của Triệu Vĩnh An, cho dù anh từng làm rất nhiều chuyện vì ông ấy, nhưng ông ấy đưa đồ cổ cho anh là ân tình, ông ấy không đưa cho anh cũng không thể nói gì được. Bây giờ vì vài món đồ cổ mà trở mặt, đúng là chẳng ra làm sao, mà đâu chỉ riêng Miêu Nhất Khoa, đám người Thượng Toàn Minh hay Thạch Đông Phong cũng đang giữ kín chuyện gì đó. Không hề lộ diện sau khi Triệu Vĩnh An quyên góp đồ cổ. Khiến đám đông không dám mạo muội thốt ra lời trách mắng. Uy danh của Triệu Vĩnh An cao thì cao thật, nhưng ông ấy cũng già rồi, mà Miêu Nhất Khoa và những người kia vẫn còn trẻ tuổi. Trong mười mấy năm nữa, nếu bốn người này không chết sớm vì lý do bất ngờ nào đó thì nhiều người vẫn phải nhìn sắc mặt họ khi hành xử. Ninh Thần cũng xem được bản tin đó, cô không ngừng cảm khái, không ngờ giáo sư Triệu già rồi mà còn rơi vào tình cảm thảm thương thế này. Trước kia quan hệ của anh với ông ấy rất khá mà. Hay mà chúng mình đi thăm ông ấy nhé. Hoắc Khải không hề phản đối,
Cho dù chỉ xét tới cống hiến của ông ấy với văn học và truyền thụ tri thức thì việc đi thăm ông ấy cũng là điều nên làm. Nhưng bây giờ không đúng lúc, Hoắc Khải đã đi xem nông trang mà Liêu Thiên Bằng tìm giúp họ. Nơi này có đủ thứ rau quả và thịt thà, chất lượng khá ổn, về mặt giá cả, vì nể tình Liêu Thiên Bằng, đương nhiên sẽ đàm phán được giá thấp nhất, còn rẻ hơn người bình thường mua xỉ ở ngoài chợ. Về phần đầu bếp, Hoắc Khải đã tới trung tâm bồi dưỡng kia rồi. Qua một hồi bàn bạc, anh mời được 30 thợ học việc với mức lương mỗi tháng 1.500 tệ. Thực ra học viên bình thường không những không có lương mà còn phải trả phí đào tạo cho trung tâm bồi dưỡng. Thế nên lương lậu của 30 người này sẽ do trung tâm bồi dưỡng phát. Họ muốn đưa thì đưa, không muốn đưa thì tự rơi vào túi họ. Hoắc Khải sẽ không quản lý chuyện này. Có lẽ cảm thấy một tháng có thêm vài chục ngàn tệ nên trung tâm bồi dưỡng còn phái thêm hai đầu bếp chính thức tới phụ trách quản lý học viên. Tránh xảy ra trường hợp những học viên kia làm việc không tới nơi tới chốn. Có thức ăn rồi, có đầu bếp rồi, sau khi hai bố con Trương Gia Cường dọn ra khỏi cửa hàng. Mã Tuấn Quý cũng đã dọn dẹp sạch sẽ con ngõ phía sau. Đội thi công của công ty trang trí cũng đã bắt tay vào việc. Theo tiến độ hiện tại thì trong vòng một tuần có thể hoàn thành. Dù sao yêu cầu của Hoắc Khải đối với cửa hàng này là chức năng phòng bếp đầy đủ. Những thứ khác không quan trọng, cho nên việc trang hoàng cũng khá đơn giản. Đợi bộ phận thu mua của công ty con nhà họ Cơ giúp anh mua dụng cụ phòng bếp với chén bát gì đó là về cơ bản có thể mở cửa kinh doanh được rồi. Suy xét tới thời gian lên sóng của bữa ăn giảm cân chế biến sẵn vào tuần sau. Hoắc Khải tiến hành luôn hoạt động đặt trước tại cửa hàng. Mỗi một vị khách mua sản phẩm thuốc giảm cân với đơn hàng trên 100 tệ có thể bỏ thêm 1 tệ để đổi lấy một phần ăn giảm cân chế biến sẵn trị giá 10 tệ, hoặc bỏ thêm 5 tệ để đổi lấy một phần ăn giảm cân chế biến sẵn trị giá 20 tệ. Hoạt động đặt trước sẽ chính thức kết thúc vào tuần sau. Nhưng đến lúc đó sẽ còn hoạt động khác, đã vậy còn thu hút nhiều khách hàng hơn cả hoạt động giảm giá đặt trước như hiện tại. Còn về sự khác biệt giữa phần ăn 10 tệ với phần ăn 20 tệ là một cái thuần chay. Một cái có thịt, nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng khi tiến hành trong thực tế, cho dù là phần ăn 10 tệ toàn rau, Hoắc Khải cũng yêu cầu nhóm học viên kia phải làm ra rất nhiều cách thức. Từ phối màu, bày biện suất ăn cho đến cân đong đo đếm tỷ lệ dinh dưỡng. Để trông có vẻ chuyên nghiệp hơn, Hoắc Khải còn mời riêng một chuyên gia dinh dưỡng khá nổi tiếng trên mạng tới phối hợp các món ăn. Số lượng đặt trước của ngày đầu tiên đã vượt trên 300 phần. Gần như mỗi một khách hàng mua sản phẩm giảm cân đều đặt trước một phần. Bởi vì hình ảnh được chụp quá xinh đẹp, đủ thứ màu sắc được kết hợp với nhau gợi lên cảm giác thèm ăn. Bên cạnh còn ghi chú rõ thành phần dinh dưỡng và số calorie. Đồng thời lời giới thiệu trên trang chủ còn ghi chú cẩn thận. Giao hàng toàn quốc trong vòng 12 giờ đồng hồ, giao hàng tại tỉnh thành trong vòng 6 giờ, nếu quá thời gian trên sẽ tiến hành bồi thường theo thời gian vận chuyển. Cứ mỗi một tiếng đồng hồ bồi thường 1 tệ, tóm lại, chỉ cần là vấn đề nhỏ nhặt có thể gia tăng mức độ tín nhiệm của khách hàng. Hoắc Khải đều suy xét tới, bởi vì có thêm hoạt động đặt trước suất ăn giảm cân nên bây giờ ngày nào Ninh Thần cũng bận rộn hơn. Lần trước, sau khi đàm phán về vấn đề vận chuyển với Mục Thế Kiệt, cô đã trở nên tự tin hơn nhiều. Khi xử lý công việc cũng bắt đầu trở nên rành mạch. Không còn phải hỏi ý kiến Hoắc Khải về tất cả mọi việc như trước kia nữa. Bản thân Hoắc Khải cũng bị Cơ Hương Ngưng lôi đi xử lý sự vụ của công ty. Nguồn vốn mới 120 triệu tệ nâng giới hạn dã tâm của Cơ Hương Ngưng lên cao hơn hẳn. Cô muốn làm vài việc mà trước kia chưa làm được, thậm chí không dám nghĩ tới. Mà những việc này, cô cũng không có kinh nghiệm, cũng không tìm được sự trợ giúp nào vừa đáng tin vừa bản lĩnh ngoài Hoắc Khải. Cũng vì sợ bị người ta nói ra nói vào. Nếu không Cơ Hương Ngưng sẽ yêu cầu Hoắc Khải đi cùng mình 24 tiếng đồng hồ. Lỡ như có linh cảm nào đó đột ngột xuất hiện, cô có thể bàn bạc cùng anh bất cứ lúc nào. Người phụ nữ này quá đặt nặng sự nghiệp, may mà trước kia Hoắc Khải thường xuyên làm việc với cường độ cao như thế này trong thời gian dài. Cũng không cảm thấy khó thích ứng, nếu đổi lại là người khác chắc đã gục từ lâu rồi. Đến cuối tuần, Ninh Thần quả quyết từ chối yêu cầu Hoắc Khải tăng ca của Cơ Hương Ngưng. Khăng khăng kéo anh tới phòng khám tâm lý của Phan Tư Mễ. Điều này ít nhiều gì cũng khiến Hoắc Khải cảm thấy nghi hoặc. Lần trước anh đến, rõ ràng Phan Tư Mễ đã nói có thể xác định rằng anh không bị bệnh gì. Không cần can thiệp bằng tâm lý, sao bây giờ còn bắt Ninh Thần dẫn anh tới, có thời gian làm việc này, chi bằng anh xử lý vấn đề công việc, cùng lắm thì đi thăm Triệu Vĩnh An cũng được. Thế nhưng Ninh Thần cực kỳ quan tâm đến chuyện này, từ lần trước Hoắc Khải đứng ở cửa phòng vệ sinh hỏi cô có cần giúp gì không. Ninh Thần càng thêm chủ động, Hoắc Khải cực kỳ nhức đầu. Cứ nhẫn nhịn mãi, sắp bùng nổ rồi, thậm chí có vài lần anh đã đứng trên bờ vực mất khống chế. Nếu không phải vì lúc đường đường ngủ nghê không ngoan, cứ hay lăn qua lộn lại, có lẽ đã cướp bỏ lâu rồi. Thêm một lần tới phòng khám tâm lý này, Ninh Thần chẳng buồn lên tầng, chỉ đưa anh tới cửa rồi nói, anh tự đi tìm Tư Mễ đi, em về xử lý công việc của cửa hàng tao bao đây. Hoắc Khải cảm thấy nghẹn lời, bây giờ anh đột nhiên nghĩ, mình dạy Ninh Thần thành một người phụ nữ mạnh mẽ, hình như là lựa chọn sai lầm, dưới ánh nhìn trừng trừng của Ninh Thần. Hoắc Khải đành bất đắc dĩ đi lên tầng 2, trên tầng, Phan Tư Mễ đã đợi từ lâu,
Nhìn thấy anh đến, cô bác sĩ tâm lý xinh đẹp này cười tít cả mắt rồi nói. Anh đến rồi à, cách chương. Chế tạo hào môn, chương 197, bao nguyên rạp phim, góc truyện audio.com. Sau lần họp lớp trước đó, thỉnh thoảng Phan Tư Mễ sẽ tới nhà anh một chuyến, nói là tới tìm Ninh Thần, nhưng lại nói chuyện với Hoắc Khải nhiều hơn. Bây giờ gặp mặt, Phan Tư Mễ đã không còn đứng trên góc độ như bác sĩ và bệnh nhân lúc trước, mà giống như hai người bạn hơn. Hoắc Khải nói chuyện khá thẳng thắn. Cô đã biết rồi đấy, sức khỏe của tôi rất ổn. Tại sao còn để Ninh Thần dẫn tôi tới đây? Tôi biết anh không bị bệnh, chứ cô ấy có biết đâu. Phan Tư Mễ cười tủm tỉm rồi bước tới, mùi hương thanh mát thoang thoảng nơi khoang mũi. Cô lấy từ trong túi áo ra hai chiếc vé xem phim. Tôi sợ Ninh Thần sẽ lo lắng nên mới phối hợp cùng anh diễn trò đấy chứ. Nếu không, anh tưởng tôi muốn mất thời gian ở đây à, nếu anh cảm thấy áy náy thì đi xem phim với tôi là được. Hai tiếng đồng hồ chắc cũng đủ để đối phó với cô ấy rồi. Hoắc Khải thoáng nhíu mày, cô có thể đi xem cùng người khác, vừa vặn để tôi đi làm việc khác, thế thì không được, lỡ như lát nữa Ninh Thần gọi điện tới tìm anh, tôi biết ăn nói cùng cô ấy thế nào, bảo là anh bỏ chạy giữa chừng à, để cô ấy tức gì khói. Phan Tư Mễ đáp, Hoắc Khải ngẫm nghĩ, quả thật cũng có lý, vì Ninh Thần nói rằng cô ấy không để tâm. Trên thực tế vẫn rất coi trọng sức khỏe của anh, nếu biết Hoắc Khải chỉ tới điểm danh rồi bỏ đi, e rằng cô sẽ thực sự tức giận. Vả lại, tôi bỏ bê công việc của mình để giúp anh lừa vợ. Chẳng lẽ anh không nên cảm kích tôi à? Nếu anh thực sự không bằng lòng, tôi cũng có thể gọi điện luôn cho Ninh Thần, nói sự thật với cô ấy. Phan Tư Mễ nói, đừng, Hoắc Khải vô thức nói vậy, việc giấu giếm Ninh Thần đã khiến anh luôn mất tự nhiên. Thậm chí mất tự nhiên đến độ chột dạ, nếu để cô ấy biết chuyện, không biết sẽ tức giận đến mức nào. Thế nên anh đồng ý chứ hả? Phan Tư Mễ cười tít cả mắt và hỏi, chỉ xem một bộ phim thôi đấy, xem xong tôi phải về làm việc nữa. Hoắc Khải nói, xí, người muốn xem phim cùng tôi nhiều lắm nhé, đừng làm như thể anh bị người ta lợi dụng không bằng. Vé xem phim còn do tôi mua đây này. Phan Tư Mễ tỏ ra bất mãn, Hoắc Khải cũng không nói nhiều. Trong chuyện này, anh chịu sự khống chế của Phan Tư Mễ, nhìn dáng vẻ nghẹn lời của Hoắc Khải mà Phan Tư Mễ cười gằn trong lòng. Trong mắt cô, tất cả những gì Hoắc Khải đang làm ở thời điểm này chẳng khác gì lạt mềm buộc chặt. Người đàn ông này cũng hiểu biết về tâm lý học, nhất định sẽ nhìn ra được, cô là một người phụ nữ rất kiêu ngạo, mà phái nữ kiêu ngạo sẽ không thích được người khác lấy lòng đâu. Muốn chiếm được sự thừa nhận và hảo cảm từ dạng người như cô, phải luôn duy trì một khoảng cách nhất định, càng khiến cô cảm thấy mình không được coi trọng thì càng làm cô để tâm. Phan Tư Mễ đã khẳng định Hoắc Khải là một gã trai đều, đương nhiên sẽ suy xét mọi hành vi của anh theo chiều hướng xấu. Bây giờ cô muốn Hoắc Khải đi xem phim cùng mình chẳng qua là để bóc mẽ bộ mặt thật của người đàn ông này. Cho dù Ninh Thần đã kết hôn và có con gái cùng anh thì đã sao? Nếu biết được bộ mặt thật của anh sớm hơn, chỉ ít sau này cũng sẽ đề phòng hoặc chuẩn bị tâm lý trước. Đỡ hơn là bị tổn thương đến độ không còn mảnh giáp mới biết được sự thật. Sau đó, hai người cùng nhau xuống tầng, Phan Tư Mễ lái xe đưa Hoắc Khải tới rạp chiếu phim. Khi đến rạp chiếu phim vừa đúng 9 giờ rưỡi, là suất chiếu đầu tiên trong ngày của rạp. Thời gian này thường có rất ít người tới xem phim, Phan Tư Mễ còn chọn một bộ phim kinh dị, lúc vào trong rạp, ngoài hai người họ chỉ còn mỗi nhân viên thôi. Thế nào hả, tốn 70 tệ mà bao nguyên rạp, đỉnh không? Phan Tư Mễ tỏ ra rất đắc ý, vâng, đỉnh, đỉnh. Hoắc Khải buột miệng phụ họa vài tiếng, tách một tiếng, đèn trong rạp tắt hết, bộ phim bắt đầu chiếu. Vì có ánh sáng từ màn hình lớn nên bên trong rạp không tối đến độ xòe bàn tay ra không rõ năm ngón. Nhưng so với ánh sáng ban ngày khi họ vừa đến đây thì sự đối lập vẫn khá mạnh mẽ. Phan Tư Mễ đột nhiên ghé tới gần, cười tâu toét hỏi, anh nói xem, nếu Ninh Thần biết hai chúng ta giấu cô ấy để chạy tới đây xem phim, liệu có nghi ngờ chúng ta thập thụt không? Mùi hương thoang thoảng từ phía cô ấy bay tới, cộng thêm khung cảnh mờ tối xung quanh, rất dễ gợi lên dục vọng của con người. Hoắc Khải quay đầu nhìn sang, thấy Phan Tư Mễ khẽ dướn cằm lên, ghé tới sát gần mình, nếu anh có ý đồ, chỉ cần ngả người tới trước một chút là có thể hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia. Nói thật lòng, câu nói và hành động của Phan Tư Mễ khiến người ta cảm thấy cực kỳ quyến rũ. Thậm chí Hoắc Khải còn nghi ngờ, phải chăng cô đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh và Phan Tư Mễ cũng không quá thân quen, cho dù tự tin đến mức nào, anh cũng không nghĩ rằng cô bác sĩ tâm lý này sẽ dễ dàng đem lòng thích mình. Có lẽ, chỉ là bản thân anh đã nghĩ nhiều. Hoắc Khải thoáng lùi về sau một chút, giữ đủ khoảng cách an toàn rồi mới đáp, tôi cảm thấy chắc hẳn cô ấy sẽ không nghĩ gì nhiều đâu. Cô ấy rất tin tưởng cô. Cũng rất tin tưởng tôi. Vậy á hả? Đôi môi đỏ mọng của Phan Tư Mễ mấp máy, nhả ra một làn hương thơm, mang theo nét yêu kiều khó lòng miêu tả. Đúng rồi ha, cô ấy còn tưởng bây giờ anh không lên được nữa kìa. Cho nên không cần biết giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, cô ấy sẽ không nghi ngờ đâu. Hoắc Khải thoáng ngập ngừng, anh cứ luôn cảm thấy sức hút mà người phụ nữ này thể hiện ra quá mãnh liệt. Giống như đang ám thị điều gì đó, nhưng Hoắc Khải vẫn cảm thấy mất tự nhiên,
như thể đâu đó không ổn lắm. Đúng lúc này, Phan Tư Mễ đột nhiên bật cười ha hà, cậu ngồi thẳng người dậy, lấy túi bỏng ngô từ sau lưng ra, mở túi, vừa ăn vừa cười rinh rích, nhìn biểu cảm của anh kìa, trêu anh thôi, tôi với Ninh Thần là bạn thân, anh là chồng của cô ấy, làm sao tôi có thể cướp được, ăn bỏng ngô không, ngon lắm đây, nhìn dáng vẻ cười ha ha của cô, Hoắc Khải lắc lắc đầu, xem ra cô còn nghịch ngợm hơn trong tưởng tượng của tôi. Hoàn toàn không hề cứng ngắc như lúc mới quen, hóa ra tôi để lại cho anh kiểu ấn tượng như thế hả? Phan Tư Mễ nhún nhún vai, thực ra so với con gái trong nước thì tôi cởi mở hơn nhiều. Dù sao thì đi nước ngoài du học bao nhiêu năm, bất kể tư tưởng hay cử chỉ hành động đều chịu ảnh hưởng từ phương Tây mà. Hoắc Khải không nói gì, thực ra anh không thích kiểu tính cách này lắm, quá cởi mở, so với đó, anh thích kiểu tính cách thẹn thùng truyền thống như Ninh Thần hơn. Chỉ ít sẽ không cần phải lo sợ cô làm ra sự việc gì đó quá điên cuồng. Còn về tính cách như Phan Tư Mễ, nếu chỉ làm tình nhân hoặc cuộc chơi qua đường ngắn ngủi thì không sao. Chứ làm vợ thì thôi. Khỏi, trước kia, lúc còn ở nhà họ Hoắc, Hoắc Khải cũng tiếp xúc với không ít cô gái tương tự. Anh đã trải qua giai đoạn chơi đùa với phụ nữ từ lâu rồi. Đối với chuyện tế nhị nam nữ, Hoắc Khải không phản đối, nhưng anh chú trọng việc hưởng thụ trên phương diện tinh thần hơn. Nhất là sau lần sống lại, đột nhiên có vợ và con càng khiến anh hiểu được làm thế nào mới gánh vác nổi trách nhiệm của người làm bố. Làm chồng, tiếc rằng, vì Phan Tư Mễ là một bác sĩ tâm lý, nhưng không thực sự đọc hiểu nổi tâm lý con người. Nếu không, cô cũng không cố chấp muốn vạch trần bộ mặt thật của Hoắc Khải. Bộ phim đang được trình chiếu là phim kinh dị của nước ngoài. Sát thủ liên hoàn bịt mặt, hình ảnh khá máu me và ghê rợn, nhất là âm thanh lồng ghép trong phim chẳng khác gì phim ma. Phan Tư Mễ thỉnh thoảng giật mình vì tiếng nhạc đột nhiên bùng lên. Túi bỏng ngô đổ mất quá nửa làm Hoắc Khải phì cười. Lá gan không đủ lớn, làm sao lại chọn loại phim kinh dị này chứ? Đã nhát gan thì còn chọn phim kinh dị làm gì chứ? Đúng lúc này, hình ảnh trên màn hình lớn đột ngột lóe lên, gương mặt dữ tợn của tên sát thủ liên hoàn được phóng to. Dùng một góc quay rất nổi bật để lấp đầy toàn bộ màn hình. Nhạc nền kinh dị vang lên đồng thời, Phan Tư Mễ sợ đến mức hét ầm lên, quay người ôm chặt Hoắc Khải, vùi đầu vào lòng anh không dám xem nữa. Hương thơm men theo cơ thể và mái tóc của cô không ngừng tỏa ra khiến Hoắc Khải ngửi thấy rõ rệt hơn. Đồng thời cũng cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể cô. Trong khung cảnh mờ tối, cả rạp chiếu phim chỉ có hai người họ. Cảnh tượng quyến rũ thế này sẽ khiến rất nhiều gã đàn ông không kiềm chế được. Thế nhưng khả năng tự chủ của Hoắc Khải vẫn đủ mạnh. Đến cả khi nằm chung giường với Ninh Thần bao lâu nay mà anh còn nhẫn nhịn được. Làm sao có thể dao động vì Phan Tư Mễ cơ chứ? Anh chỉ đợi hình ảnh gớm ghiếc đó chạy qua rồi vỗ nhẹ lên lưng Phan Tư Mễ. Được rồi, qua đoạn đó rồi, nhưng Phan Tư Mễ vẫn cảm thấy kinh hãi quá độ, cơ thể run lên nhẹ nhẹ, nằm dạp trong lòng anh không chịu buông ra, còn phát ra âm thanh buồn bực. Không muốn đâu, cũng chẳng biết cô đang nói không muốn xem nữa hay không muốn ngồi thẳng dậy. Hoắc Khải thoáng thấy lúng túng, đây là bạn cùng lớp kiêm bạn thân của vợ anh, vốn dĩ hai người giấu Ninh Thần chạy ra ngoài xem phim đã là không ổn rồi. Bây giờ còn tiếp xúc cơ thể bằng động tác thân mật như thế khiến Hoắc Khải càng thêm chột dạ. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 198, lừa dối, góc truyện audio.com, cho dù Phan Tư Mễ mới là người chủ động đề nghị đi xem phim. Nhưng bản thân Hoắc Khải cũng đã đồng ý chứ không phải bị người ta trói gô lại rồi lôi đi. Thế nên ít nhiều gì anh cũng có cảm giác mang tội trong chuyện này. Bây giờ tư thế của Phan Tư Mễ và anh thân mật đến mức này càng đẩy cảm giác tội lỗi trong lòng Hoắc Khải lên cao. Thế nên, anh khẽ ho một tiếng, à thì, cô ngồi thẳng dậy trước đi, tôi muốn đi vệ sinh, anh đi vệ sinh thì tôi phải làm sao? Phan Tư Mễ vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hốt hoảng của đối phương, Hoắc Khải nhún vai và đáp, nếu cô đã sợ như thế thì đừng xem nữa. Ra ngoài tìm chỗ nào đó uống tách trà cốc cà phê cũng ổn mà. Vậy cũng được, Phan Tư Mễ tỏ ra rất tiếc nuối. Hai người lập tức đứng lên, nhưng người phụ nữ này còn giơ tay khoác cánh tay Hoắc Khải khiến anh rất đau đầu. Cánh tay anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại kia. Khi anh ngoái nhìn Phan Tư Mễ, cô ấy chỉ thoáng đỏ mặt nhưng không có ý định buông ra. Đã vậy còn ôm chặt hơn, Hoắc Khải thử rút ra vài lần, nhưng càng lúc càng bị cô ấy ôm chặt, cảm giác trên tay cũng rõ rệt hơn. Đúng lúc này, Phan Tư Mễ đột nhiên nũng nịu lườm anh một cái, cố tình cọ qua cọ lại phải không? Không phải, vì cô ôm chặt quá, sợ người ta hiểu lầm. Hoắc Khải giải thích, tôi còn không sợ, anh sợ cái gì? Phan Tư Mễ ôm chặt hơn như để thị uy, với cả, chẳng phải anh được lợi à, cứ làm như thiệt thòi lắm không bằng. Đàn ông đúng là loại cặn bã. Hoắc Khải nghẹn họng, đành mặc kệ cho cô muốn ôm thế nào thì ôm, ra khỏi rạp phim, tới cửa phòng vệ sinh, bấy giờ Phan Tư Mễ mới chịu buông anh ra. Thực ra Hoắc Khải nói muốn đi vệ sinh chỉ là tìm cớ thoát khỏi tình cảnh lúng túng đó thôi. Nhưng bây giờ đến tận đây rồi, cũng không tiện quay đầu bỏ đi khi chưa bước vào. Hai phút sau, Hoắc Khải bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Phan Tư Mễ đang đứng đó dặm lại lớp trang điểm. Cô ấy quay đầu lại,
liếc nhìn quần áo của Hoắc Khải rồi đột nhiên nói, tôi cứ bảo tại sao màu son môi của mình nhạt bớt. Hóa ra là quẹt lên người anh rồi. Hoắc Khải cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy vạt áo bên dưới lồng ngực có hai dấu son môi in lại. Điều này khiến mặt mũi anh sám ngoét, lát nữa về để Ninh Thần nhìn thấy thì anh phải giải thích thế nào. Dường như Phan Tư Mễ cũng nhìn ra được nỗi lo của anh nên lên tiếng chọc ghẹo. Sao thế, sợ rồi à, trông anh nhát cái chưa kìa, có hai vết son thôi mà, to tát gì đâu, với cái tính của anh, nếu tôi thực sự muốn quyến rũ anh, chắc anh cũng không dám xông tới đâu. Cô ấy nói năng thẳng thắn như vậy khiến Hoắc Khải không kiềm lòng được phải ngẩng đầu nhìn lên. Phan Tư Mễ hừ một tiếng, nhìn gì mà nhìn, tôi nói sai gì à, nếu anh thực sự sợ Ninh Thần phát hiện thì cùng lắm tôi đền cho anh một cái áo. Đến lúc đó anh không nói, tôi không nói, cô ấy cũng không biết được đâu. Hoắc Khải thoáng chút do dự, nói thẳng ra thì anh không muốn lừa dối Ninh Thần bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện như bây giờ rất khó giải thích rõ ràng, các cụ dạy rất phải, muốn đo lòng phụ nữ như mò kim đáy bể, bề ngoài thì nói tin tưởng mình, không biết sau lưng khóc lóc đến mức độ nào. Huống hồ Hoắc Khải đã lừa dối cô ngay từ vấn đề sức khỏe của mình. Bây giờ đi xem phim cùng Phan Tư Mễ cũng là lừa dối. Người ta vẫn hay bảo, nói dối một lần không khó, khó ở chỗ phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm cho lời nói dối ban đầu. Bây giờ Hoắc Khải đang ở trong giai đoạn ấy, anh không muốn Ninh Thần nghĩ nhiều, chỉ có thể cố gắng để cô biết ít đi một chút. Nếu không, cô biết càng nhiều sẽ càng nghĩ nhiều, phương pháp giải quyết mà Phan Tư Mễ đưa ra có lẽ là cách tốt nhất rồi. Hoắc Khải lắc lắc đầu, tôi tự mua quần áo là được, không cần cô phải tốn tiền đâu. Thế đâu có được, tôi làm bẩn quần áo của anh, đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm, sau này anh đỡ chê tôi keo kiệt. Phan Tư Mễ tỏ ra không cho phép anh từ chối, khăng khăng kéo Hoắc Khải tới trung tâm thương mại. Thật may mắn là họ thực sự tìm thấy một cái áo giống y hệt cái của anh ở trung tâm thương mại. Về nhà anh nhớ ném cái áo này vào máy giặt nhé. Nếu không mùi áo mới dễ nhận ra lắm, Phan Tư Mễ nhắc nhở, đồng thời ôm chiếc áo khác của Hoắc Khải vào lòng, cười tủm tỉm, còn về chiếc này, tôi sẽ giữ lại, coi như kỷ niệm nho nhỏ của hai chúng ta. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lên tiếng khen ngợi rất đúng lúc. Anh ơi, bạn gái của anh chu đáo quá, thật ngưỡng mộ. Hoắc Khải đang định giải thích về quan hệ của hai người thì Phan Tư Mễ đã cười khúc khích rồi đáp lại. Vậy hả, tôi cũng cảm thấy tôi tốt lắm chứ. Tiếc là ai đó có lá gan bé xíu xiu, chỉ dám nhìn chứ không dám ăn. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, nghe xong những lời Phan Tư Mễ nói, chắc đã kích động không chịu nổi mà nhào tới. Nhưng Hoắc Khải không làm vậy, anh chỉ cảm thấy, hình như biểu hiện gần đây của người phụ nữ này hơi kỳ lạ. Lần trước Ninh Thần từng phải ghen vì chuyện này, cô cảm thấy có khi nào Phan Tư Mễ thực sự thích Hoắc Khải. Khi ấy Hoắc Khải còn an ủi cô và nói rằng không thể nào. Nhưng bây giờ chính anh cũng phải nghĩ, chẳng lẽ Phan Tư Mễ thực sự có hảo cảm với mình? Nếu không thì một loạt biểu hiện của cô sao mà giống đối đãi với người yêu thế? Và lại thỉnh thoảng cô lại bật ra vài câu mang tính chất ám thị, khiến người ta phải suy tưởng xa xôi, cũng chính vì gặp phải người rất biết gò ép bản thân vào khuôn khổ như Hoắc Khải. Chứ nếu đổi lại là người khác, chắc đã sập bẫy của cô từ lâu rồi. Hoắc Khải đứng đó không nói năng gì. Phan Tư Mễ vỗ vỗ vào người anh, còn đờ ra đó làm gì? Về nhà thôi, nhớ nha, chuyện này không được nói với Ninh Thần đâu, để cô ấy đỡ hiểu lầm. Tất nhiên, nếu anh không muốn lừa cô ấy thì nói ra cũng không sao. Hoắc Khải thở dài một tiếng rồi đáp, tôi biết, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Phan Tư Mễ ừ một tiếng, đưa mắt nhìn theo Hoắc Khải ra khỏi trung tâm thương mại từ cửa chính ở tầng 1. Qua một lúc, cô cúi đầu nhìn chiếc áo mình đang ôm trong lòng. Gương mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, trai đều vẫn cứ là trai đều, bề ngoài trông như không động lòng với gái đẹp, trên thực tế vẫn phải kết thúc bằng hành vi lừa dối. Dạng lừa dối này chỉ e không phải lần một lần hai nữa. Thương thay cho Ninh Thần, bị người đàn ông như thế này lừa gạt bao nhiêu năm. Còn sinh con cho anh ta, đúng là không đáng. Phan Tư Mễ hừ một tiếng, trong lòng quyết định lần sau sẽ tấn công mãnh liệt hơn nữa. Phải khiến Hoắc Khải hoàn toàn rung động, cho dù có bị thiệt nhất thời, cũng phải giúp Ninh Thần nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Hoắc Khải không về nhà anh lập tức, đứng bên vệ đường, anh quay đầu liếc mắt nhìn trung tâm thương mại, rất muốn đòi chiếc áo của mình rồi trả lại chiếc áo mới này. Hít thở được luồng không khí tươi mới và nóng bức, Hoắc Khải mới phát hiện ra, hình như quyết định của mình không được lý trí lắm, cho dù đã lừa Ninh Thần về tình trạng sức khỏe, hoặc vì chuyện này mà đi xem phim riêng với Phan Tư Mễ. Nhưng hai chuyện này và việc mua một chiếc áo mới giống hệt chiếc cũ để lừa cô ấy hoàn toàn không cùng một định nghĩa. Hai việc trước đó chỉ xuất phát từ một chút cấu kỳ. Và lại Hoắc Khải có lý do chính đáng, thậm chí được coi là quân tử, nhưng chuyện phía sau hoàn toàn là lừa dối. Chuyện gì có thể làm và chuyện gì không thể làm, Hoắc phải phân biệt rất rõ ràng. Anh cũng biết, nếu mình thẳng thắn nói chuyện này với Ninh Thần, nhất định phải giải thích rõ ràng lời nói dối đầu tiên. Bây giờ là thời cơ tốt để kết thúc lời nói dối này ư, trọng điểm nằm ở chỗ. Đến cả vấn đề về sức khỏe cũng không phải lời nói dối đầu tiên của Hoắc Khải.
lời nói dối sớm nhất hẳn là anh đã không còn là Lý Phong nữa, mà là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc. Chuyện này mà không nói rõ ràng, Hoắc Khải mãi mãi không thể nào gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến anh luôn do dự không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Ninh Thần. Trong lúc do dự, Hoắc Khải nhìn thấy chiếc xe của Phan Tư Mễ phóng vụt qua trước mặt mình. Anh thở dài một tiếng, bây giờ muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, cho dù gọi điện thoại yêu cầu cô ấy quay lại cũng có ý nghĩa gì đâu. Bản thân anh suy cho cùng vẫn phải lừa Ninh Thần, huống hồ so với việc xem phim cùng Phan Tư Mễ thì hình như giấu tin tức chồng cô ấy đã chết còn nghiêm trọng hơn. Hoắc Khải càng lúc càng áy náy, sau cùng đành lựa chọn từ bỏ, đợi đến một ngày nào đó anh thực sự không còn thẹn với lòng và nói tất cả mọi thứ cho Ninh Thần. Tự khắc sẽ nói rõ với cô những thứ này, còn về chuyện quần áo, nói ra cũng không đáng gì, thẳng thắn thực sự không cần lấy chiếc áo cũ về để chứng minh. Sau đó, Hoắc Khải thoáng suy ngẫm rồi lựa chọn đi tìm Triệu Vĩnh An. Một là một đi thăm vị giáo sư già này, hai là bây giờ tâm trạng của anh rối loạn, cũng không muốn lập tức về nhà đối mặt với Ninh Thần. 30 phút sau, Hoắc Khải xuất hiện trong khu nhà mà mình đã mua, khi anh tìm tới số nhà trên thời sự, tìm được căn nhà mới của Triệu Vĩnh An, chỉ thấy nơi đó phát ra tiếng còi xe cảnh sát đinh tai nhức óc. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 199, bị trộm rồi, góc truyện audio.com, Hoắc Khải đi thêm mấy bước liền nhìn thấy Triệu Vĩnh An đang đứng đó với vẻ mặt u ám. Bên cạnh còn có mấy người đang mặc đồng phục hỏi chuyện. Hoắc Khải vỗ vai người bên cạnh, hỏi, có chuyện gì thế, một người đàn ông tầm tứ tuần nói với vẻ mặt hóng hớt. Giáo sư Triệu cũng xui xẻo thật đấy, vừa mới chuyển đến đây đã bị bọn trộm dòm ngó rồi. Nhìn xem, ra ngoài đi chợ mua rau thôi mà đồ giá trị trong nhà đều bị khoáng sạch. Camera chống trộm trong khu phố thì chưa bắt đầu sử dụng. Bây giờ muốn tìm bọn trộm cũng khó, cho nên mới nói người nổi tiếng cũng không tốt, dễ bị người ta dòm ngó, nào giống nhà nghèo như chúng ta đây. Chuột nó còn chả thèm vào, người bên cạnh bàn luận, trong giọng nói còn mang chút ý cười trên nỗi đau người khác. Đối với họ thì đây là việc đáng để đưa ra nghiên cứu trong cuộc sống. Một người nổi tiếng gặp nạn, nhắc đến đã thấy thú vị biết bao nhiêu. Không lâu sau, mấy người mặc đồng phục lần lượt lên xe rời đi, còn Triệu Vĩnh An vẫn đứng đó, sắc mặt khó coi. Hoắc Khải đi đến, chủ động chào hỏi, ông Triệu. Triệu Vĩnh An thấy Hoắc Khải đến, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, hỏi khô không khốc, cậu đến làm cái gì? Sau khi ông ra viện thì không hề lưu lại phương thức liên lạc. Thông qua tin thời sự biết được ông ở đây, cho nên mới muốn đến thăm. Hoắc Khải vừa đáp vừa nhấc cái giỏ trong tay lên, nói, tôi biết là ông thích ăn rau xanh, vừa hay nhà tôi lại hợp tác với vài nông trại, mới lấy vài thứ xanh tươi về, chắc là hợp với yêu cầu của ông đấy. Một lão già không quyền không thế, bây giờ đến tiền còn bị trộm sạch như tôi mà cậu còn nhớ đến à, Hoắc Khải cười nói. Hồi đó lúc ông gọi tôi đến nhà uống trà, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà. Vừa nói, Hoắc Khải vừa nhìn trái nhìn phải, không thấy chiếc xe con của Triệu Vĩnh An đâu, cả đường Thế Minh và ông gác cổng cũng chẳng thấy, bèn hỏi về hai người này, vào trước đi đã, đứng ngoài lại bị người ta coi là con khỉ mà ngắm nghía chỉ trò. Triệu Vĩnh An mở cửa cho anh vào nhà, sau đó mới nói, hai người họ đều bị tôi cho thôi việc rồi, sao nào, anh tìm họ có việc gì à, không có việc gì. Tiện miệng hỏi thế thôi, nhưng mà ông cho họ nghỉ rồi thì mấy việc thường ngày phải làm sao? Hoắc Khải hỏi, tôi chưa già đến mức phải cần người đỡ mới đi được. Triệu Vĩnh An vừa nói vừa thu dọn đống bừa bộn trong nhà. Không biết rằng tên trộm đó thó được bao nhiêu thứ, trong nhà bị lật tung hết lên, làm người ta nhìn mà thấy vô cùng không thoải mái. Hoắc Khải bỏ đống rau xanh trên tay xuống rồi vội lại gần giúp đỡ dọn dẹp. Đồng thời cũng hỏi, tổn thất rất lớn à, cảnh sát nói sao, còn nói sao được nữa. Lập án điều tra, có tin gì thì báo tôi. Tay Triệu Vĩnh An có hơi run rẩy, nói, còn về tổn thất cũng không tính là nhiều. Có chăng chỉ là bớt đi chút tiền mua quan tài mà thôi. Dù sao mỗi tháng tôi đều có lương hưu, cũng không đến nỗi chết đói. Nếu ông có gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Thực ra tôi cũng vừa mới mua một căn nhà gần đây thôi. Ở tòa nhà sát vách ông, chỉ cần đợi sửa sang xong là có thể chuyển đến luôn. Tôi chỉ không ngờ là còn có thể làm hàng xóm với ông. Hoắc Khải nói, Triệu Vĩnh An ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt có chút vẻ nghi ngờ. Hoắc Khải hiểu được suy nghĩ của ông ấy. Chắc là cảm thấy mình nghe ngóng được tin tức nhà đất của ông cho nên mới cố ý mua căn nhà ở khu lân cận. Anh chẳng giải thích gì, cũng không cần thiết phải làm thế, nếu Triệu Vĩnh An tin anh thì đương nhiên sẽ không cần nói nhiều. Còn nếu không thì có nói nữa cũng tốn công vô ích. Tôi thấy trước cửa nhà ông còn có một sân vườn nhỏ. Ông muốn trồng hoa hay trồng rau cỏ gì thế? Hoắc Khải lại hỏi, đâu ra lắm chuyện như thế, nếu không có việc gì khác thì cậu có thể đi được rồi. Triệu Vĩnh An thẳng thừng đuổi khách, tôi giúp ông thu dọn nhà cửa nhé. Không cần, bây giờ tôi nào dám nhờ người ta giúp đỡ nữa, tránh việc sau này muốn nói chuyện lại không dám mở cả miệng ra. Triệu Vĩnh An nói, người ông ấy nói đến đương nhiên là nhóm bốn người Thượng Toàn Minh. Trước đây trong cuộc sống hàng ngày cho dù là có việc gì cũng không cần Triệu Vĩnh An phải mở miệng.
bốn người này đều sẽ giúp ông sắp xếp ổn thỏa. Kết quả là tranh cãi nhau một trận ở bệnh viện làm mâu thuẫn lộ ra trước mắt người khác. Triệu Vĩnh An có thể hiện ra vẻ bất mãn đối với chuyện này cũng là điều bình thường. Nếu là người khác, có lẽ sẽ thuận miệng hỏi một câu, có phải thật sự tranh cãi đến mức từ mặt với bốn người đó không? Nhưng Hoắc Khải hề không hỏi, vẫn là câu nói đó, lần này anh đến chỉ đơn thuần là thăm hỏi vị giáo sư già. Không hề có ý nghĩ gì khác, nhất là sau khi biết Triệu Vĩnh An bị mất trộm, anh càng đồng tình với ông lão này, ông ấy vất vả cả một đời, dạy dỗ được bao nhiêu tài năng, có đến hàng xa số học sinh trong giới văn học, giới chính trị và kinh doanh cũng không hề ít học sinh của ông. Thế mà giáo sư Triệu vào lúc tuổi già sức yếu lại gặp phải tai họa liên tiếp như thế này. Làm Hoắc Khải không khỏi cảm thán lẽ trời vô tình, dưới sự kiên trì của Triệu Vĩnh An, Hoắc Khải chỉ đành rời đi trước. Trước khi đi, anh thấy ông hùng hắng ho bèn bảo mấy hôm sau sẽ mang lê sang để ông hấp nước uống cho nhuận họng. Triệu Vĩnh An vẫn tỏ vẻ không nhận ân tình người khác như vậy. Mà đúng lúc Hoắc Khải rời đi, lại có thêm hai chiếc ô tô dừng trước cửa, những người từ trên xe bước xuống đều cầm theo quà trên tay. Hiển nhiên là đến thăm Triệu Vĩnh An. Thế mà Triệu Vĩnh An không cả thèm mở cổng, đóng thẳng cửa không cho khách vào nhà, Hoắc Khải không để ý thêm nữa, nhẹ nhàng rời đi. Sau khi anh về đến nhà, vừa vào tới cửa phòng đã thấy Ninh Tần đang bận chuyện livestream trước máy quay. Thỉnh thoảng còn gõ phím trả lời khách hàng, bây giờ việc kinh doanh của cửa hàng Tao Bao thực sự rất tốt. Mỗi ngày cô đều bận đến không dứt ra được, ngồi cả ngày trước máy tính, không có giây phút nghỉ ngơi. Đến cả khi thấy Hoắc Khải về, cô cũng chỉ có thể chào hỏi qua ánh mắt. Hoắc Khải nhìn thấy dáng vẻ cần cù của vợ, không khỏi càng thêm áy náy về những việc mình đã làm. Trong một khoảnh khắc, anh rất muốn nói ra chuyện mua quần áo mới, nhưng sau khi do dự một chút thì cuối cùng lại chọn che giấu. Bởi vì anh biết, trong lúc con người ta bận rộn, thực ra cả tinh thần và cơ thể đều cảm thấy rất hưng phấn. Cảm giác hưng phấn này có tác dụng rất lớn trong việc tăng cao tâm trạng vui vẻ. Bây giờ Ninh Thần đang ở trong trạng thái vừa bận vừa vui. Nếu lúc này nói rằng cô bị lừa rồi, chắc chắn cô sẽ thất vọng hơn bao giờ hết. Quan trọng hơn nữa là, nếu nói rõ chuyện quần áo, thì tất không tránh khỏi việc khai báo sạch sẽ vấn đề về cơ thể. Đối với Hoắc Khải mà nói thì không có việc nào khó giải quyết hơn việc này cả. Anh chỉ có thể vào nhà vệ sinh tắm rửa một lượt rồi tiện tay cởi quần áo nhét vào máy giặt. Lúc anh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Ninh Thần cũng vừa xong việc. Địa vị của Hoắc Khải trong lòng cô hiển nhiên quan trọng hơn nhiều. Vừa làm xong là cô liền tắt livestream đi luôn. Sao về sớm vậy, em còn tưởng phải đến chiều anh mới về. Mặt Ninh Thần lộ rõ vẻ quan tâm. Cô hỏi, ăn cơm chưa, trong phòng bếp còn ít cháo đấy. Hay em đun nóng cho anh nhé. Ninh Thần vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng bếp, trán cô dịn mồ hôi. Điều này chứng tỏ lúc nãy cô mệt đến mức nào. Khoảng thời gian này cô vẫn luôn bận chuyện hoạt động, gần như không có thời gian nghỉ ngơi mấy. Lúc nãy đang livestream, cô thấy Hoắc Khải về là lập tức đặt trọng tâm lên người anh. Thật lòng mà nói, trong lòng Hoắc Khải vì vậy mà cảm thấy rất xúc động. Hồi còn ở nhà họ Hoắc, không phải không có ai quan tâm anh, nhưng sự quan tâm của những người đó thì rõ ràng phần kính nể chiếm nhiều hơn. Bởi vì kính nể, cho nên bọn họ không muốn chọc Hoắc Khải không vui, còn Ninh Thần chỉ đơn giản là quan tâm chồng của mình. Không hề có ý nghĩ được mất gì, Hoắc Khải thấy cô đang đi về phía phòng bếp, liền bất giác kéo tay cô lại. Ninh Thần dừng bước chân, xoay người qua nhìn anh, hỏi, sao vậy, tay của cô rất ấm, cũng rất ướt, lòng bàn tay mu bàn tay đều có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi. Nhưng trong phòng khách không có điều hòa, chỉ có một cây quạt đứng, hồi trước Lý Phong chẳng hỏi han gì chuyện trong nhà, cho nên chỉ lắp một chiếc điều hòa trong phòng ngủ, chủ yếu là để đường đường dùng, tại cô bé sợ nóng, cứ ra mồ hôi là không ngủ được. Bây giờ trong nhà không phải không có tiền, nhưng Ninh Thần vẫn không hề có ý định lắp điều hòa. Theo lời cô nói thì đã mua nhà mới rồi, không khéo tầm 2 tháng nữa là sẽ chuyển đi, đến lúc đó điều hòa phải làm sao, chuyển điều hòa qua đó thì tốn mất mấy trăm tệ tiền phí. Không chuyển thì coi như mua công toi, suy nghĩ của cô rất chất phác, là suy nghĩ điển hình của người bình thường, nếu như là trước kia, có lẽ trong lòng Hoắc Khải sẽ cười cô không phóng khoáng. Một cái điều hòa mà thôi, chỉ có mấy ngàn tệ, có gì mà phải để ý thế. Nhưng bây giờ anh nhìn thấy đằng sau những chuyện này ẩn chứa sự chịu khổ chịu khó. Một lòng suy nghĩ cho gia đình của Ninh Thần, đây là điểm sáng của cô, cũng là điều khiến Hoắc Khải coi trọng nhất. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 200, xin lỗi, góc chuyện audio.com, chấm, có lẽ là bởi vì Hoắc Khải trầm mặc quá lâu, hoặc là ánh mắt chăm chú của anh khiến Ninh Thần cảm thấy ngượng ngùng. Thế là cô lại hỏi, anh sao vậy, cứ nhìn em như thế làm gì, anh bỗng cảm thấy có lỗi với em, Hoắc Khải nói. Ninh Thần hơi sửng sốt. Cô còn tưởng rằng anh nghĩ tới chuyện trước kia, bèn bước tới ôm lấy anh và nói bằng giọng dịu dàng. Đồ ngốc, anh không có lỗi với em, nếu bàn tới xin lỗi thì em mới là người phải nói xin lỗi. Trước kia em không phát hiện ra những ưu điểm của anh. Cứ lôi khuyết điểm ra trách móc, gây ra quá nhiều áp lực cho anh, thực ra em vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để nói những điều này với anh. Sau đó xin lỗi anh,
Hoắc Khải không ngờ rằng Ninh Thần lại xin lỗi anh vì những chuyện trước kia. Nói thật là anh không dám nhận lời xin lỗi ấy, bởi vì không hề có chuyện anh làm lại từ đầu hay khai quật ra Thiên Phú, mà là đã biến thành một người khác, Lý Phong là Lý Phong, anh ta đáng bị mắng, Ninh Thần không cần phải xin lỗi anh ta, thực ra em chỉ là một cô gái bình thường, không có lý tưởng lớn lao gì cả, em chỉ mong rằng người em yêu cũng yêu em, gia đình chúng ta sống yên bình bên nhau, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần hạnh phúc đầm ấm là được. Hiện tại đột nhiên có nhiều chuyện như thế, làm hết thì sẽ rất mệt mỏi, đồng thời khiến em dần cảm nhận được những gì anh nói trước kia. Mong em có thể thực hiện được ý nghĩa của cuộc sống. Em rất cảm ơn anh vì điều đó, chính anh đã cho em cơ hội này, không chê em ngốc, không chê em ngu ngơ, vậy nên đừng nói là anh có lỗi với em, cho dù trước kia từng xảy ra chuyện gì, chỉ cần hiện tại chúng ta êm ấm là đủ rồi. Câu nói dịu dàng của Ninh Thần khiến trái tim Hoắc Khải ấm áp. Anh rất ghét sự tồn tại của Lý Phong, bởi vì anh đã nhập vào xác anh ta. Không còn là cậu cả nhà họ Hoắc nữa, nhưng anh cũng rất hâm mộ Lý Phong, bởi vì tên ngu xuẩn không biết tự lượng sức ấy lại cưới được cô gái tốt nhất trên thế giới. Còn có một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu như thế. Hoắc Khải không phải một người coi trọng trinh tiết, nhưng giờ khắc này anh bỗng hy vọng mình có thể chiếm hữu tất cả của Ninh Thần. Anh chậm rãi ôm lấy cô gái này, cảm nhận nhiệt độ trên người cô, ngửi hương thơm dầu gội xen lẫn mùi mồ hôi vương trên tóc cô. Không quá thơm, nhưng lại chân thật đến thế, vừa ôm lấy Ninh Thần, Hoắc Khải vừa nói chậm rãi. Nếu có một ngày em phát hiện ra anh không còn là anh nữa, liệu em có còn giống như bây giờ nữa không? Nói gì thế hả? Ninh Thần bật cười nói, anh là anh mà, chuyện này đâu thể thay đổi được. Hơn nữa chúng ta là vợ chồng, dù anh biến thành thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh đến lúc đầu bạc. Không bao giờ chia lìa, Hoắc Khải trầm mặc, anh biết Ninh Thần không hiểu ý anh, đến giờ anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này. Bởi vì có thể trên cả thế giới chỉ có mình anh là được sống lại. Chuyện này vượt qua lẽ thường. Không thể giải thích được bằng khoa học, người khác có tiếp nhận được không? Nếu người khác biết thì sẽ nhìn nhận về anh thế nào? Hoặc nói cách khác là sẽ làm gì với anh? Tạm thời Hoắc Khải vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với đủ mọi khả năng và hậu quả sau khi thừa nhận chuyện này. Vậy nên sau một hồi do dự, anh vẫn quyết định từ bỏ, đợi đến khi anh mạnh hơn một chút nữa, có đủ vốn liếng để đương đầu với mọi khả năng không tốt. Lúc đó anh sẽ nói ra tất cả mọi chuyện, đến lúc ấy, dù Ninh Thần lựa chọn thế nào thì Hoắc Khải cũng sẽ chấp nhận. Lúc này, Đường Đường dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ, thấy bọn họ ôm nhau, cô bé bĩu môi nói, bố mẹ xến quá, Ninh Thần bật cười, cô buông Hoắc Khải ra, quay đầu nhìn cô bé, con không ngủ được à, ngủ no rồi, Đường Đường tung tăng chạy tới ôm lấy eo Hoắc Khải và nói. Con cũng muốn ôm bố, nhìn cô con gái đáng yêu, cảm giác nặng nề trong lòng Hoắc Khải vơi đi đôi chút. Anh cúi người bế Đường Đường rồi cười hỏi, có phải con đói rồi không, muốn ăn gì để bố làm cho nào, anh đừng chiều con bé như thế. Đến lúc thành heo mập bây giờ, Ninh Thần nói, con lâu con mới mập, Đường Đường vỗ cái bụng nhỏ của mình, thấy bụng hơi rung rung, cô bé ý một tiếng, hình như béo lên một chút rồi, không sao, béo đến mấy thì cũng là cục cưng của bố, Hoắc Khải nói, Đường Đường chỉ vào Ninh Thần hỏi, vậy mẹ thì sao, mẹ á, Hoắc Khải quay đầu nhìn Ninh Thần, thấy nét chờ mong cùng với sự ngượng ngùng trong mắt cô. Anh mỉm cười nói, mẹ cũng là bảo bối của bố, cả hai mẹ con đều là bảo bối, eo, xến xúa quá, con nổi hết da gà lên rồi. Đường Đường nhí nhảnh xoa cánh tay, Ninh Thần hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn chủ động ôm lấy cánh tay Hoắc Khải rồi nói nhẹ giọng. Anh cũng là bảo bối của em, lời âu yếu không quá cảm động cũng không quá mỹ miều. Trong sự bình thản mang theo sự ấm áp mà chỉ gia đình mới có. Hoắc Khải rất thích bầu không khí như vậy, đây cũng là thứ mà nhà họ Hoắc không thể có được. Trong cái gia tộc chỉ biết đấu đá với nhau ấy, dù là quan tâm hay một điều gì khác thì đều phải dựa trên lợi ích. Đâu thể chân thật và không giả dối một chút nào như thế này được. Hoắc Khải bế Đường Đường tới phòng bếp, làm hoa quả xào đường cho Đường Đường, quả thực Hoắc Khải nấu ăn rất giỏi, đường kéo vừa dài vừa nhỏ, xịn hơn ngoài quán nhiều, cả Đường Đường và Ninh Thần đều không cưỡng lại được sức hút của món ngọt vừa đẹp lại vừa ngon này. Trong lúc ăn hoa quả, nghe Hoắc Khải nhắc tới chuyện của Triệu Vĩnh An, ít nhiều gì Ninh Thần cũng thấy bùi ngùi, một ông lão từng nổi tiếng như thế mà giờ đây cũng bắt đầu trở nên thê thảm. Đúng là thế sự khó lường, nhưng anh cứ thấy là lạ, ông ấy quá đen luôn ấy. Như thể tất cả những chuyện không tốt ập tới cùng một lúc. Hoắc Khải nói, chuyện này bình thường thôi mà, có đôi khi đã xui rồi thì uống nước lạnh cũng thấy buốt răng. Ninh Thần nói, Hoắc Khải không phản bác lại, anh chỉ cảm thấy Triệu Vĩnh An quá xui xẻo thôi, không nghĩ gì nhiều cả, dù sao thì người bình thường không thể chính tay đốt nhà thờ tổ được. 3 ngày sau, việc thi công lắp đặt cửa hàng hoàn thành, Hoắc Khải tới đó xem rồi, chất lượng tạm được, mấy điểm mà anh nhắc tới lúc trước đều được xử lý khá ổn. Mặc dù tốn khoảng 300 ngàn. Nhưng cũng coi như đáng giá, bộ phận mua hàng của công ty chi nhánh nhà họ Cơ đã giúp bọn họ mua đầy đủ dụng cụ nhà bếp.
bàn ghế, máy POS, máy in, v.v. Mất thêm một ngày nữa để mời hai đầu bếp lớn tới để thành lập chế độ đào tạo đầu bếp. Sắp xếp mọi thứ theo đúng thói quen phù hợp với đầu bếp. Đơn xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm mà Liêu Thiên Bằng nộp giúp đã được phê duyệt. Treo giấy phép kinh doanh trong cửa hàng là bắt đầu đi vào hoạt động được. Người đại diện pháp luật là Hoắc Khải, anh còn giải thích riêng chuyện này với Ninh Thần vì sợ cô hiểu lầm. Thứ này cũng giống như tên trên giấy chứng nhận sở hữu đất đai. Một số người rất muốn có tên mình trên đó, không cần biết nó có tác dụng gì. Ninh Thần chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này, đại diện pháp luật viết tên ai chẳng được, không bàn tới chuyện Hoắc Khải không có ý gì khác, dù có thì cô cũng không để ý. Dù sao buôn bán thành công được như vậy có đến 95% là nhờ Hoắc Khải. Còn cô chỉ lao động tay chân một chút mà thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên Hoắc Khải và Ninh Thần mở cửa hàng. Có thể coi là chuyến xa đầu tiên của bọn họ trên thương trường. Vậy nên những người quen biết như Cơ Hương Ngưng và Liêu Thiên Bằng đều gọi điện tới nói rằng sẽ tới tham dự lễ khai trương. Ngay cả Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai cũng kêu gọi mọi người trong nhóm gia tộc WeChat tới ủng hộ. Hoắc Khải không suy xét nhiều đến chuyện ủng hộ, thực phẩm giảm cân chủ yếu là bán kèm với sản phẩm giảm béo. Kiếm thêm lợi nhuận mà thôi. Khách hàng chính của bọn họ là người mua online trên cả nước chứ không phải những người quen trong vùng này. Nhưng vợ chồng Ninh Quốc Năng lại cực kỳ coi trọng chuyện này. Trước kia Lý Phong khắc họa hình ảnh con rể quá tệ, khiến bọn họ không ngẩng đầu lên trước mặt họ hàng được. Giờ đây con rể phất lên, đương nhiên là bọn họ muốn nhiều người nhìn thấy hơn. Hoắc Khải có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ, vậy nên anh không phản đối gì. Rạng sáng hôm sau, Hoắc Khải và Ninh Thần tới cửa hàng. 30 phút sau, hai đầu bếp lớn trong cơ cấu đào tạo đầu bếp dẫn theo 30 nhân viên học việc tới. Cách trương,